Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 153. Gặp đế không bái, trời tru đất diệt, còn không cho bổn tọa quỳ xuống. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lãnh khốc, nếu như ở chỗ này trước, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ mình thân phận, nếu bị phía sau màn người bày bố phát hiện, nàng có rất phiền toái lớn. Nhưng hiện tại, đầy trời sấm sét sôi trào, lôi kiếp hơi thở che đậy hết thảy, nàng coi như bại lộ, cũng sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm. Nói đùa, ta Mạc Huyết Minh người thế nào, há sẽ cho ngươi quỳ xuống. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Mạc Huyết Minh rất nhanh khôi phục trấn định. Đừng nói ngươi chỉ là một đạo uế đất phân thân, coi như là nữ hoàng đích thân tới, vậy không tư cách để cho ta quỳ xuống. Mạc Huyết Minh ngón tay bấm đốt ngón tay, liền tính ra Huyền Cơ Nguyệt chỉ là một đạo uế đất phân thân, cũng không phải là thân phận thật sự hạ xuống. Lấy hắn kiêu ngạo, là tuyệt đối không thể nào quỳ bái người bất kỳ. Sĩ có thể giết, không thể làm nhục. Hắn có thể bị giết chết, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ xuống. Ha ha, có chút cốt khí. Huyền Cơ Nguyệt cũng không có so đo quá nhiều, lãnh đạm nói, chỉ hy vọng sau này đại kiếp hạ xuống, người còn có thể có này cùng ngạo cốt. Dừng một chút, Huyền Cơ Nguyệt khoát tay một cái thôi, thời gian cấp bách, bổn tọa không rảnh cùng ngươi dài dòng, luân hồi tinh thạch ta nếu lại mượn mấy ngày, cáo từ. Xoay người muốn đi. Chậm. Mạc Huyết Minh lạnh giọng gọi lại nàng. Làm sao, ngươi còn không chịu mượn ta? Huyền Cơ Nguyệt chán tức giận. Cho ngươi mượn có thể, nhưng ngươi đáp ứng cho ta vũ pháp thần thông đâu? Mạc Huyết Minh chà sát ngón tay, hỏi. Cầm đi. Huyền Cơ Nguyệt có chút không nhịn được, tiêm vung tay lên, vô số phù văn ngưng luyện thành một bài thiên thần thông, bay đến Mạc Huyết Minh trước mắt. Đại Hoàng Phá Nguyệt Kiếm, Trấn Thiên Hoàng Thành Kiếm, giết trong chớp mắt Hoàng Đạo Kiếm. Mạc Huyết Minh quét nhìn một mắt, nhất thời lộ ra thần sắc khinh thường, chỉ chút này, ngươi liền muốn đuổi ta. Ngươi còn muốn như thế nào? Huyền Cơ Nguyệt tức giận càng ngày càng đậm hơn, nàng cũng không tâm tư lại theo Mạc Huyết Minh nói nhảm. Mỗi chỉ hoãn một khắc, nguy cơ của nàng liền tăng thêm một phần. Phải mau sớm chạy tới Cửu Thiên Thần Long Điện, điều tra rõ hết thảy. Hồng Mông Cổ Pháp, cho ta một môn Hồng Mông Cổ Pháp. Mạc Huyết Minh chắp hai tay sau lưng, chậm rãi lái ra điều kiện. Huyền Cơ Nguyệt lần này đi Cửu Thiên Thần Long Điện, không biết sẽ có bao nhiêu hung hiểm, hắn khối này luân hồi tinh diễm, vậy tùy thời có thất lạc nguy hiểm. Nếu như Huyền Cơ Nguyệt không cho hắn đầy đủ chỗ tốt, hắn không thể nào để cho nàng mang đi tinh thạch. Càn rỡ, người còn muốn Hồng Mông Cổ Pháp, nằm mơ. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng. 33 thiên Hồng Mông Cổ Pháp, cho dù ở thượng giới, cũng là không kém thần thông. Ở thần quốc, Hồng Mông Cổ Pháp lại là gần như nghịch thiên tồn tại, lực sát thương lớn được kinh người, tùy tiện luyện thành một môn, đều có thể độc bộ thiên hạ. Hiện tại Mạc Huyết Minh vừa mở miệng, liền đòi Hồng Mông Cổ Pháp, đơn giản là đòi hỏi nhiều. Hồng Mông Cổ Pháp là không thể nào, bổn tọa tối đa truyền thụ ngươi một lượng cửa thượng giới quy luật, ngươi có thể có hứng thú. Huyền Cơ Nguyệt nói, Hồng Mông Cổ Pháp là ta danh giới cuối cùng, ngươi muốn mang đi tinh thạch, phải cho ta một môn cổ pháp, nếu không ngươi đừng muốn rời đi nơi đây. Mạc Huyết Minh vẫn chắp hai tay sau lưng, không có chút nào lui bước. Được. Rất tốt. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, thời gian cấp bách, nàng vậy không tâm tư trả giá. Rào. Tiêm vung tay lên, Huyền Cơ Nguyệt sử dụng một phiến ngọc giản, trực tiếp đưa cho Mạc Huyết Minh. Ngươi ngày hôm nay đắc tội bổn tọa, sau này đi đến thượng giới, bổn tọa nhất định đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt bên trong, không che giấu chút nào ý định giết người. Ha ha, ngày khác ta đi đến thượng giới. Ai giết ai còn chưa nói được đây. Mạc Huyết Minh cũng cười, hắn cũng biết, mình ngày hôm nay đắc tội Huyền Cơ Nguyệt, sau này đi đến thượng giới, sẽ có vô cùng vô tận ý định giết người. Nhưng hắn cũng không để bụng, chỉ cần lấy được Hồng Mông Cổ Pháp, chuyên tâm tu luyện, hắn thực lực, nhất định đột nhiên tăng mạnh, Huyền Cơ Nguyệt muốn giết hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mạc Huyết Minh cầm lấy ngọc giản, thần niệm đảo qua, nhất thời, liền phát hiện trong ngọc giản, phong ấn một môn vô cùng mạnh mẽ thần thông, đơn giản là chấn động thước thiên địa. Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, đem máu luyện hóa thành phi kiếm, hay à. Cái này trong ngọc giản thần thông, kêu Chu Thiên Thần Kiếm Quyết,
là thứ thiệt hồng mông cổ pháp, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, đủ để bước lên hàng đầu, so hắn cự tượng chấn thiên sức lực, còn lợi hại hơn rất nhiều. Thân thể con người toàn thân, có 100.000 giọt máu tươi, cái này Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, là tu luyện huyết dịch thần thông, đem toàn thân 100.000 giọt máu, toàn bộ luyện hóa thành phi kiếm. Chỉ cần luyện thành, toàn thân mỗi một giọt máu, đều có thể diễn hóa thành phi kiếm. 100.000 thanh phi kiếm, toàn bộ chém đánh ra, đủ để hủy diệt thiên địa, bể tan tành tinh nguyệt, uy lực lớn, đơn giản là khủng bố. Vì mượn đi luân hồi tinh thạch, Huyền Cơ Nguyệt thật sự là không tiếc giá phải trả, chân quý như vậy hồng mông cổ pháp, lại có thể trực tiếp đưa cho Mạc Huyết Minh. Mạc Huyết Minh ánh mắt lóe lên ánh sáng, như thế lợi hại thần thông, hắn nếu như luyện thành, đủ để chống lại Hiên Viên Mạc Tà. Hồng mông cổ pháp cho ngươi, ta có thể đi được chưa? Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói. Chậm. Mạc Huyết Minh vỗ tay một cái, trong hư không có hai cái thiên thần cảnh cường giả toát ra, đều là Minh Điện hộ pháp. Lần đi cửu thiên thần Long Điện, hung hiểm trùng trùng, ta cái này hai người thủ hạ, đều là thiên thần cảnh cường giả, có thể giúp ngươi một tay. Mạc Huyết Minh nhàn nhạt nói. Huyền Cơ Nguyệt sống chết, hắn dĩ nhiên là không quan tâm, nàng chết tốt nhất. Nhưng là, luân hồi tinh thạch, Mạc Huyết Minh nhưng coi là vận mệnh. Huyền Cơ Nguyệt chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu như hắn luân hồi tinh thạch phá hủy, hắn muốn khóc cũng không kịp. Cho nên, phái hai cái thiên thần cao thủ tương trợ, vậy chỉ là vì bảo vệ luân hồi tinh thạch thôi. Đa tạ. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, cũng không có cự tuyệt, đầu ngón tay biến dạng hư không, hướng cửu thiên thần Long Điện chạy tới. Mà vậy hai cái thiên thần cảnh hộ pháp cường giả, thì theo sát ở nàng phía sau. Lúc này cửu thiên thần Long Điện, lôi kiếp rốt cuộc giáng xuống. Đầy trời mây sấm cổn đáng, từng cái thùng nước to tia chớp, mang oanh diệt càn khôn khí tức kinh khủng, hung hăng oanh tạc xuống. Vô cùng lôi quang, trực tiếp xuyên thấu cửu thiên thần Long Điện cấm chế, trực tiếp nổ đến máu rồng biển sâu. Binh bịch bịch, toàn bộ máu rồng biển sâu. Hơi nước sôi trào, khơi dậy ngập trời cột nước. Vô số ma vật sinh linh, trực tiếp gặp phải sấm sét nghiền ép, ngay tức thì hóa thành bụi bặm. Đúng phiến biển đều sôi trào, nhúc nhích vô số long xà vậy điện mang, cuồng bạo sấm sét khắp nơi tàn phá, khoảnh khắc bây giờ, lại có thể trực tiếp bốc hơi khô nước biển. Sôi trào hơi nước, lượn lờ thăng thiên. Chấn thiên nấu biển, cái này lôi kiếp uy lực, đơn giản là không cách nào hình dạng. Bây giờ máu rồng biển sâu, hoàn toàn biến thành một cái khô héo vực sâu hố to. Đã từng biển khơi sinh linh, toàn bộ bị diệt. Mà ở đáy biển, Diệp Thần đang ngồi xếp bằng, quanh người linh lực phù văn quanh quẩn, bảo vệ tự thân. Sấm sét không ngừng oanh tạc xuống, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, khổ khổ thừa nhận lôi kiếp đánh vào. Da hắn, trực tiếp bị lôi điện nổ được rạn nứt, ti ti lũ lũ máu tươi thấm ra. Mãnh liệt lôi kiếp, còn muốn chui vào Diệp Thần trong cơ thể, đem hắn ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh đứng ở đàng xa, nhìn Diệp Thần bị lôi kiếp chiếm đoạt, mắt đẹp nhất thời thấm ra to lớn lo âu. Nàng rất muốn ra tay tương trợ, nhưng Diệp Thần đắng độ lôi kiếp, đây là phá kén hóa điệp, há cho người ngoài nhúng tay. Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, cũng nhìn thấy lôi kiếp dáng thế khủng bố hình ảnh. Diệp đại ca muốn độ kiếp. Diệp Lạc Nhi thấy một màn này, mặt đẹp nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng vốn là còn muốn trở về, tiếp tục tra hỏi Viêm Thiên Long Thần, nhưng bây giờ thấy đầy trời sấm sét lăn xuống xuống, cũng biết Diệp Thần đang độ kiếp. Không được, ta muốn đi hỗ trợ, người đi về trước. Diệp Lạc Nhi nhìn Chí Tôn Long Hoàng một mắt, phân phó một tiếng, một mình hướng máu rồng biển sâu chạy tới. Chủ tử. Ta cũng cùng ngươi đi. Chí Tôn Long Hoàng kêu một tiếng, lo lắng Diệp Lạc Nhi an nguy, cũng vội vàng đi theo đi trước. Mà tại đại điện bên ngoài, một cái ấn đường dài mắt đứng, người mặc chiến giáp, eo bái phục trường đao nam tử, nhưng là lặng lẽ tới. Hắn trên mình, mơ hồ tản mát ra vô cùng vô tận yêu khí chập chờn. Chính là thượng cổ đại hung, ba mắt thiên lang. Bị Hiên Viên Mạc Tà nơi nhờ, tới cửu thiên thần Long Điện. Điều tra Viêm Thiên Long Thần mất tích chuyện. Cái này lôi kiếp, không đơn giản à. Thiên lang ánh mắt thâm trầm,
Phò Tượng khớp xương rõ ràng bàn tay, nắm thật chặt cán đao, ngước nhìn từng cái oanh tạc xuống lôi kiếp. Cái này lôi kiếp sau lưng, không biết cất giấu hung hiểm gì, ta được cẩn thận một chút. Thiên Lang lấy lại bình tĩnh, rút ra đao ra khỏi vỏ, cuồn cuộn thượng cổ ma khí xông ra, mang một cổ khí tức quỷ dị, một đao chém về phía Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế. Suy, nhất thời, cấm chế bị chém ra một cái khe. Thiên Lang thu đao vào vỏ, nhanh chóng phi thân chui vào. Hắn mặc dù không có long tộc huyết mạch, nhưng đường đường thượng cổ đại hung, vẫn là nắm giữ một ít đặc thù bí pháp, có thể phá vỡ cấm chế. Huống chi, hiện tại lôi kiếp giáng thế, Cửu Thiên Thần Long Điện cấm chế cũng bị dung chuyển, hắn muốn chém phá liền càng đơn giản hơn. Mà lúc này Diệp Thần, đang toàn bộ tinh thần chăm chú độ kiếp, cũng không biết ngoại giới sự tình phát sinh. Lôi kiếp càng ngày càng nồng đậm, Diệp Thần cả người điện quang nổ tung, vô số sấm sét hóa thành một cái lớn kén, vững vàng đem hắn bao lấy. Nếu như hắn có thể phá kén giết ra, tu vi là được bước vào hỗn độn cảnh, đột nhiên tăng mạnh. Mà một khi phá kén thất bại, ắt sẽ tan xương nát thịt. Xích Trần thần mạch, mở. Lăng Phong thần mạch, mở. Hủy Diệt Mộ đạo, mở. Diệp Thần nội tâm gầm thét, lập tức đem huyết mạch năng lượng thúc dục đến trình độ cao nhất. Xích Trần thần mạch, Lăng Phong thần mạch đều điên cuồng bạo phát ra ngập trời hơi thở. Trên người của hắn, kim quang cuồn cuộn, thần hà tách thả ra, liều mạng ngăn cản lôi kiếp oanh tạc. Cái này lôi kiếp, không giống ban đầu thái hư lôi kiếp như vậy phức tạp, chỉ có một sóng mà thôi. Nhưng cái này một sóng lôi kiếp, nhưng là vô cùng mạnh mẽ một sóng. Coi như là một cái tinh cầu, chỉ sợ cũng phải bị nổ tung. Diệp Thần huyết mạch toàn bộ thúc dục, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản, từng tia bạo nghịch điện quang, điên cuồng chui vào hắn trong kinh mạch. Nhất thời, Diệp Thần cả người gân cốt đau nhức, từng cơn tê liệt. Cho ta trấn áp. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nơi mi tâm tinh cây bụi bẩm, bạo phát ra mênh mông năng lượng, không ngừng trấn áp xông lên vào bên trong cơ thể lôi kiếp. Nho nhỏ một viên bụi bẩm, bên trong trên thực tế cất giấu một cái hỗn độn thế giới nhỏ, ở hào hùng thế giới quy luật lực lượng trấn áp xuống, trong kinh mạch lôi kiếp nhất thời tan rã. Diệp Thần áp lực buông lỏng một chút, thật may hắn đã hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, gân cốt lột xác lớn mạnh rất nhiều, nếu bị lôi kiếp như thế một xông lên, hắn sợ rằng khó mà chịu đựng. Bất quá, bây giờ còn chưa đến thở dốc thời điểm. Lôi kiếp, vẫn hung mãnh. Đơn thuần dựa vào hỗn độn tinh thụ năng lượng, sợ rằng khó mà hóa giải lôi kiếp ách nan. Diệp Thần chấn định tâm thần, tiếp tục ngăn cản. Mà lúc này, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng chạy tới. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi thấy độ kiếp người, quả nhiên là Diệp Thần, nhất thời thân thể mềm mại chấn động một cái. Cái này lôi kiếp, hơi thở chân thực quá kinh khủng. Chung quanh hư không, hiện đầy tàn phá bừa bãi điện quang, còn có từng hạt tròn hình cầu tia chớp, không ngừng nổ. Nếu như là phổ thông hỗn độn cảnh võ giả, ở như vậy cuồng bạo sấm sét tai biến hạ, tuyệt đối muốn ngay tức thì hóa thành bụi bặm. Mà Diệp Thần, nhưng thuộc về lôi kiếp trung tâm. Hắn phải chịu áp lực, có thể tưởng tượng được. Diệp Lạc Nhi cắn răng, đầu ngón tay huy động, từng đạo linh lực xúc thế đãi phát, muốn hóa giải bộ phận lôi kiếp, giảm bớt Diệp Thần áp lực. Để cho chính hắn chịu đựng đi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, tay áo bào phất một cái, một đạo thất luyện vậy đợt khí, giống như vách sắt vậy, chặn lại Diệp Lạc Nhi ra tay. Lần này lôi kiếp, là Diệp Thần kiếp số. Nếu như người ngoài ra tay tương trợ, không những không giúp được hắn, còn sẽ hại hắn. Diệp Lạc Nhi thân thể mềm mại run lên, nhìn Diệp Thần cả người sấm sét tàn phá bừa bãi hình dáng, vành mắt hơi ửng đỏ, nhưng nàng cũng biết, độ lôi kiếp phải dựa vào Diệp Thần mình. Nàng và Kỷ Tư Thanh nhìn nhau, hai cô gái rất ăn ý, yên lặng bảo vệ ở trái và phải, thay Diệp Thần hộ pháp, bảo vệ hắn an tâm độ kiếp, không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Bỗng, một đạo vô cùng khí tức mạnh mẽ chập chờn, như núi lỡ biển diệt, từ bên ngoài truyền tới. Thiên thần hơi thở. Chừng ba đạo thiên thần hơi thở, tới sát Cửu Thiên Thần Long Điện bên trong. Có người tới. Diệp Lạc Nhi hơi biến sắc mặt. Huyền Cơ Nguyệt, là nàng. Kỷ Tư Thanh nhất thời mặt đẹp run lên, nàng ngay tức thì cảm ứng được, đây là Huyền Cơ Nguyệt hơi thở.
hơn nữa còn mang theo hai cái thiên thần cảnh cao thủ. Huyền. Diệp Lạc Nhi muốn mở miệng hỏi, Huyền Cơ Nguyệt là ai, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện, cái này ba chữ, lại là cấm kỵ tồn tại, mang theo vô cùng thiên cơ uy áp, nàng lại có thể không có thể mở miệng. Là thượng giới nữ hoàng. Kỷ Tư Thanh giọng lãnh đạm, trong tròng mắt tất cả đều là sát khí. Thượng giới nữ hoàng, nàng làm sao sẽ hạ xuống thần quốc? Nghe vậy, Diệp Lạc Nhi nhất thời kinh hãi. Nàng cũng đã nghe nói qua thượng giới nữ hoàng truyền thuyết, đó là thượng giới chí cao vô thượng tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở thần quốc? Bên cạnh Chí Tôn Long Hoàng, cũng là khiếp sợ. Thượng giới nữ hoàng, đây chính là uy sắp bát phương, thống ngự hoàn vũ tồn tại, nàng hạ xuống thần quốc, không biết sẽ đưa tới biết bao động trời chập chờn. Không phải thân phận thật sự, chỉ là một đạo uế đất phân thân, thực lực ở thiên thần cảnh bốn tầng thiên. Kỷ Tư Thanh rút ra trường kiếm, nói. Thiên thần cảnh bốn tầng thiên, vậy cũng không yếu. Diệp Lạc Nhi mặt đẹp ngưng trọng, thiên thần cảnh bốn tầng thiên võ giả, thả vào thần quốc, đều là không thể khinh thường tồn tại. Ta đi gặp nàng, người lưu ở chỗ này chăm sóc Diệp thần. Kỷ Tư Thanh đầu ngón tay cầm kiếm, điểm mũi chân một cái. Thân như sao rơi bay vút ra. Tuyệt đối không thể để cho Huyền Cơ Nguyệt giết đến chỗ này, nếu không ảnh hưởng Diệp thần độ kiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tư Thanh tỷ tỷ, Diệp Lạc Nhi kêu một tiếng, muốn cùng đi trước, nhưng quay đầu nhìn một chút Diệp thần, vẫn là quyết định lưu lại. Nàng phải bảo vệ Diệp thần. Tuyệt không để cho người bất kỳ quấy rầy, dù là chết. Giờ phút này, Huyền Cơ Nguyệt mang hai cái minh điện hộ pháp cường giả. Trực tiếp phá vỡ cửu thiên thần long điện cấm chế, xông vào. Này cùng lôi kiếp, đơn giản là long trời lở đất, nhất định là Kỷ Tư Thanh tiện nhân kia ở độ kiếp. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, đích thân chạy tới cửu thiên thần long điện, nàng thám thía cảm nhận được lôi kiếp khủng bố. Cuồng bạo sấm tai hơi thở, không ngừng ở giữa trời đất tứ ngược, tựa hồ muốn tiêu diệt hết thảy. Hiện tại, nàng chỉ cho là Kỷ Tư Thanh ở độ kiếp. Một khi bị Kỷ Tư Thanh độ kiếp thành công, hồi phục thượng cổ nữ võ thần sức mạnh to lớn, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngăn cản. Nhất định phải ngăn cản. Mau cùng ta tới. Huyền Cơ Nguyệt không dám thở ơ, lập tức mang hai cái minh điện hộ pháp, nhanh chóng chạy tới lôi kiếp hơi thở nguyên địa. Bay tới một vùng núi lâm bầu trời, Huyền Cơ Nguyệt nhưng bỗng phát hiện, có một đạo tinh mang, như sao rơi đuổi tháng, giết trong chớp mắt tới. Khúc Trầm Yên, là ngươi. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co giúp một cái này đạo tinh mang, chính là Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh tay cầm trường kiếm, như sao tháng vậy ám sát, nhắm thẳng vào Huyền Cơ Nguyệt ấn đường. Huyền Cơ Nguyệt cũng vội vàng sử dụng trường kiếm, múa kiếm đón đỡ. Đinh! Song kiếm giao kích, cọ sát ra chuỗi chuỗi hỏa tinh. Kỷ Tư Thanh thân như phiên hồng, lăng không bay ngược liền một khoảng cách. Mà Huyền Cơ Nguyệt giống vậy lui về phía sau. Cái này một tí giao phong, hai người đều cảm giác được, hơi thở đối phương hùng hậu, hiển nhiên là thương thế hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thực lực có tiến bộ. Ngươi không phải ở độ kiếp sao? Huyền Cơ Nguyệt nhìn Kỷ Tư Thanh, trong lòng kinh nghi không chừng. Nàng còn lấy là độ kiếp người, là Kỷ Tư Thanh. Nhưng không nghĩ tới, Kỷ Tư Thanh lại có thể bỗng xuất hiện. Xem Kỷ Tư Thanh hình dáng. Rõ ràng cho thấy muốn ngăn trở chân nàng bước, không để cho nàng đi lôi kiếp nguyên địa điều tra. Vậy độ kiếp người, rốt cuộc là ai? Chuyện không liên quan ngươi. Kỷ Tư Thanh cầm kiếm đứng, trong mắt quét nhìn Huyền Cơ Nguyệt, trong lòng âm thầm nghi ngờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiện nhân kia, chúng ta rực cháy thiên chu tước kiếm, thương thế nghiêm trọng như vậy, lại có thể khôi phục, không biết khiến cho thủ đoạn gì. Nàng rực cháy thiên chu tước kiếm, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp, lực sát thương đặc biệt chi lợi hại, đủ để chu diệt Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân, nhưng không ngờ tới, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể chịu đựng nổi, hơn nữa thực lực rất có tiến bộ, không biết khiến cho thủ đoạn gì. Nơi đây khoảng cách lôi kiếp nguyên địa, chỉ có 4-5 dặm xa, cơ hồ là ngay lập tức tới. Kỷ Tư Thanh nắm chặt chuôi kiếm, bất kể như thế nào. Nàng cũng không biết để cho Huyền Cơ Nguyệt đột phá phòng tuyến, thương tổn tới Diệp thần. Cút ngay cho ta, đừng cản ta. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng hò hét, thân như lưu quang, muốn đột phá Kỷ Tư Thanh,
đi lôi kiếp nguyên địa điều tra. Nếu độ kiếp người, không phải Kỳ Tư Thanh, như vậy khẳng định khác có người ngoài. Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn mau sớm điều tra rõ nhân quả, giải quyết nguy cơ. Muốn rời đi nơi đây, trước hết giết ta nói sau. Kỳ Tư Thanh nghiêm nghị không sợ, đầu ngón tay khô kiếm vũ giết ra, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt gặp nàng kiếm ý ác liệt, chiêu thức tàn bạo, so với trước kia còn lợi hại hơn, không khỏi thầm kinh hãi. Ngươi tiện nhân kia, chúng ta tinh diễm lửa độc, lại còn không chết, là ai cứu ngươi? Huyền Cơ Nguyệt chiếc kiếm tương còn, trong lòng rất là tò mò, rốt cuộc là ai, có như thế bản lãnh lợi hại, lại có thể hóa giải nàng tinh diễm lửa độc, cứu vãn Kỳ Tư Thanh. Có phải hay không sau lưng độ kiếp người? Vậy độ kiếp người, rốt cuộc là thân phận gì? Huyền Cơ Nguyệt liền quát hỏi, nàng cảm ứng được nguy cơ càng ngày càng đậm hơn, nếu như lại không giải khai nhân quả bí ẩn, nàng sợ rằng có bị tiêu diệt nguy hiểm. Nàng cái này uế đất phân thân, đặc biệt nặng muốn, một khi chết, thân phận thật sự vậy phải bị cắn trả, bị vết thương. Ngươi không tư cách nói nhảm. Kỳ Tư Thanh tròng mắt lãnh khốc, tự nhiên sẽ không bại lộ Diệp Thần thân phận. Lệ! Một tiếng chu tước kêu, từ nàng trên thân kiếm bộc phát ra. Kỳ Tư Thanh khua kiếm cuồng sát, lại có thể vận dụng một chút hồng mông cổ pháp năng lượng, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt biết lợi hại, một món luân hồi tinh diễm bao lấy trường kiếm, khua kiếm ám sát ra. Đinh đinh đinh! Hai cô gái thân như tia chớp, ngay lập tức bây giờ, cầm kiếm lẫn nhau giết trăm ngàn lần, kiếm phong không ngừng va chạm, nổ lên ngập trời gợn sóng, điểm điểm hỏa tinh tứ tán, nhưng là đấu cái lực lượng tương đương. Tiện nhân kia, quả nhiên khó đối phó. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp run lên, mặc dù mặt ngoài chiến đấu, là lực lượng tương đương, nhưng trong thực tế, là nàng rơi xuống hạ phong. Bởi vì, nàng có chừng thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực, mà Kỳ Tư Thanh, chỉ có thiên thần cảnh nhất tầng thiên mà thôi. Hai người quyết chiến, nàng lại có thể không thể áp chế Kỳ Tư Thanh, có thể gặp Kỳ Tư Thanh võ đạo nội tình, có bao nhiêu hùng hậu. Các ngươi hai cái ngớ ra làm gì, mau động thủ cho ta. Huyền Cơ Nguyệt quay đầu nhìn vậy hai cái minh điện hộ pháp, ra lệnh. Lấy nàng cao ngạo tính tình, không hề muốn dựa vào bên ngoài người hỗ trợ, nhưng dưới mắt nguy cơ bao phủ, nàng chỉ muốn mau sớm chém chết Kỳ Tư Thanh, đi lôi kiếp nguyên địa điều tra rõ nhân quả. Thật không thể lại trì hoãn, nếu bị độ kiếp người thuận lợi đột phá, nàng đem sẽ có thiên đại nguy hiểm. Đại nhân. Vậy hai cái minh điện hộ pháp, lập tức cung kính lĩnh mệnh, mỗi người sử dụng một cái xiềng xích, ngang trời cuồng quét, hung hăng hướng Kỳ Tư Thanh lướt đi. Minh khí của bọn họ, chính là ổ khóa này, đặc biệt chi đặc biệt. Xiềng xích bên trên, có vô cùng vô tận ma khí bộc phát ra, cướp phá hư không. Lại có thể phát ra cổ xưa ma âm, đãng tâm hồn người. Cự tượng chấn thiên sức lực, lại là cự tượng chấn thiên sức lực. Kỳ Tư Thanh mặt đẹp ngưng trọng, ma âm chói tai dưới, nàng đầu óc bên trong nhất thời toát ra các loại luyện ngục ảo ảnh. Cái này hai cái minh điện hộ pháp, lại có thể cũng lĩnh ngộ từng tia cự tượng chấn thiên sức lực bí quyết. Rất hiển nhiên, Mạc Huyết Minh dạy hai người một phần chia, mặc dù là rất nhỏ một phần chia, nhưng vào thời khắc này, vậy đủ để uy hiếp. Cự tượng chấn thiên sức lực, cũng là 33 thiên hồng mông cổ pháp, là dành riêng cho thượng cổ đại hung thần thông, uy lực mặc dù không bằng rực cháy thiên chu tước kiếm, nhưng cũng có mạnh mẽ lực sát thương. Cái này hai cái minh điện hộ pháp, tự nhiên không tư chất tu luyện, nhưng ở Mạc Huyết Minh truyền thụ hạ, lĩnh ngộ một chút cổ pháp bí quyết, giờ phút này thi triển ra, xiềng xích lướt không tuôn ra ma âm, nhiếp tâm thần người, đặc biệt khó khăn quấn. Kỳ Tư Thanh coi giữ tâm thần, trên mình bộc phát ra cổ xưa võ thần chiến ý, khua kiếm bạo giết ra, lại là lấy một địch ba. Còn không lui, tự tìm cái chết. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, còn lấy là Kỳ Tư Thanh sau đó nhượng bộ đường, không nghĩ tới nàng lại có thể không có chút nào khuất phục. Đã như vậy, Huyền Cơ Nguyệt cũng không để lại tay, và hai cái minh điện hộ pháp, đồng loạt liên thủ, điên cuồng sát phạt ra. Từng cơn động trời va chạm. Không ngừng bùng nổ. Máu rồng biển sâu chi để, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng cũng nghe được liền va chạm thanh âm. Ánh mắt của hai người, mang một vẻ lo âu, nhìn về bầu trời phương xa. Long Hoàng tiền bối, Tư Thanh tỷ tỷ tựa hồ có chút không ổn, người đi nhanh giúp nàng.
Diệp Lạc Nhi sợ Kỳ Thư Thanh xảy ra chuyện, hoảng hốt vội nói. Chủ tử, ta phải bảo vệ ở bên người ngươi. Chí Tôn Long Hoàng thấp mi xuôi tay, nhưng thì không muốn rời đi nàng. Diệp Lạc Nhi nói, ta một người ở lại chỗ này liền có thể, ngươi mau đi hỗ trợ, nếu không Tư Thanh tỷ tỷ xảy ra chuyện, Diệp đại ca khẳng định không tha cho ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng giọng có chút chua chát. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh chung một chỗ, nàng cuối cùng lại ý khó dằn. Nàng đã trưởng thành, viên kia hồ đồ tim đang không ngừng va chạm. Chủ tử. Chí Tôn Long Hoàng không nói thêm gì nữa, lập tức phi thân giết ra, đi trước trợ chiến. Diệp Lạc Nhi lưu tại chỗ, bảo vệ Diệp Thần. Diệp Thần cả người sấm sét mãnh liệt, lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Từng cái sấm sét lại có thể dần dần diễn hóa thành màu sắc đen nhánh, như trời phạt xiềng xích. Màu đen sấm sét trương hiện ra vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, điên cuồng oanh tạc trước Diệp Thần thân thể. Muốn tiêu diệt ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần cắn răng chống đỡ, thần niệm động một cái, sử dụng sát kiếm, cuồn cuộn như hắc vụ kiếm khí bạo dũng ra, chống lại trước chung quanh điên cuồng sấm sét. Sát kiếm hấp thu hàng loạt long sát khí, hơi thở tăng cường thật nhiều, giờ phút này chống lại lôi kiếp, vậy miễn cưỡng thay Diệp Thần chia sẻ một phần chia áp lực. Suy suy suy, bỗng, một màn kinh người xuất hiện, sát kiếm lại có thể tản mát ra vòng xoáy vậy hấp lực, không ngừng hấp thu bốn phía sấm sét. Trong thoáng chốc, Diệp Thần áp lực lớn giảm. Tiền bối, Diệp Thần ngẩn người, nhưng cảm nhận được sát kiếm dị động, nguyên lai là kiếm hồn tiền bối Huyền Tiên Tử, bất chấp nguy hiểm hấp thu lôi kiếp chập chờn. Huyền Tiên Tử vốn nên ngủ say, nhưng hiển nhiên cưỡng ép thức tỉnh. Đừng nói chuyện, coi giữ tâm thần. Kiếm hồn thanh âm nặng luyện, đạo đạo hơi thở thả ra ngoài, một bên hấp thu lôi kiếp, một bên hóa giải sấm sét uy áp. Cái này hỗn độn thiên lôi, uy áp đặc biệt khủng bố, kiếm hồn cũng cảm nhận được to lớn áp lực. Bất quá, Diệp Thần đối với nàng có ân, nàng hiện tại bỏ ra một chút hy sinh, tự nhiên không nói ở đây. Diệp Thần trong lòng âm thầm cảm kích, tiếp tục trấn thủ tâm thần, ngăn cản lôi kiếp đánh vào. Mà bên kia, Kỳ Thư Thanh lấy một địch ba, rơi vào khổ chiến. Ở Huyền Cơ Nguyệt và hai cái Minh Điện hộ pháp ép sát hạ, nàng hình dáng khá là chật vật, cánh tay có nhiều chỗ đạo đạo vết kiếm, lộ ra trong suốt như máu da thịt, rõ ràng có thể thấy máu vết. Đáng chết! Kỳ Tư Thanh hàm răng cắn một cái, lại kéo dài như vậy nữa, nàng sớm muộn phải bị dây dưa chết. Chiến ý hồi phục, cổ chi sức mạnh to lớn, hạ xuống ta thân. Trong lúc nguy cấp, Kỳ Tư Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Ấn đường bùng nổ sáng chói thần quang, chuẩn bị cưỡng ép kêu gọi thượng cổ nữ võ thần năng lượng. Thượng cổ nữ võ thần, sức mạnh to lớn chấn cổ thước kim, nàng mỗi lần vận dụng, thân thể cũng phải bị to lớn tác dụng phụ, nhưng đương thời giây phút, cũng không quản được nhiều như vậy. Kỳ cô nương, ta tới giúp ngươi. Bỗng, một đạo hùng hồn tiếng kêu kinh thiên lên. Chỉ gặp một cái to lớn nguy nga nam tử, mang cuồn cuộn oai rồng, phá không gào thét tới. Chính là Chí Tôn Long Hoàng. Kỳ Tư Thanh hơi vui mừng, nàng biết con rồng này uy nam tử bảo vệ ở Diệp Lạc Nhi bên người, thực lực tương đương hùng hậu, hắn chịu ra tay trợ chiến, ngược lại không cần nàng mạo hiểm vận dụng lá bài tẩy. Hơi thở này, thượng cổ oai rồng, ngươi là Chí Tôn Long Hoàng. Huyền Cơ Nguyệt lui về phía sau một bước, chỉ cảm thấy cái này nam tử trên người uy thế, ngang ngược vô cùng, có ngập trời long khí, máu rồng phẩm chất vô cùng tinh thuần. Nàng ngay tức thì nhận ra, người này là Chí Tôn Long Hoàng, ở trên cao cổ đại chiến lúc vậy hiển lộ qua mũi nhọn, đi qua năm tháng vô tận tang thương, thực lực bây giờ thụt lùi đến thiên thần cảnh sơ kỳ, nhưng vẫn có động trời uy thế. Ngươi chính là Huyền, thượng giới nữ hoàng. Chí Tôn Long Hoàng quét nhìn Huyền Cơ Nguyệt, nhất thời có loại đặc biệt to lớn áp lực, tựa hồ đối mặt với một ngọn núi lớn. Nếu như chiến đấu, hắn không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Hừ, nếu biết bổn tọa uy danh, còn không quỳ xuống cúi chào. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lãnh ngạo, ở thời đại thượng cổ, Long tộc cũng là một chi vô cùng trọng yếu thế lực, bất quá hiện tại, nàng tấn thân nữ hoàng, uy sắp bát phương, thống ngự thượng giới, coi như là Long tộc, vậy không thế nào đặt ở bên trong mắt. Ta Long tộc huyết mạch, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, coi như là thiên địa đều không quỳ, há sẽ quỳ ngươi một người phụ nữ.
Chí Tôn Long Hoàng cuồng khí bùng nổ, hai quả đấm nắm chặt, quả đấm nổ lên ngập trời uy nghiêm, trên da mơ hồ nổi lên từng luồng long văn. Kỷ cô nương, ta đi đối phó vậy hai người tùy tùng. Chí Tôn Long Hoàng hai quả đấm đều xuất hiện, như rồng thăng thiên, hung hăng đánh về phía Huyền Cơ Nguyệt sau lưng hai cái minh điện hộ pháp. Hắn rất rõ ràng, nếu như là đơn đả độc đấu, Kỷ Tư Thanh sẽ không thua Huyền Cơ Nguyệt. Cho nên, chỉ cần hắn kéo vậy hai cái minh điện hộ pháp, không để cho bọn họ xuất thủ trợ giúp Huyền Cơ Nguyệt là được. Hống! Quyền phong nổ tung, long khiếu chấn thiên. Chí Tôn Long Hoàng thân như Thái Sơn, ngang trời nghiền ép tới, quả đấm mãnh rơi xuống. Vậy hai cái minh điện hộ pháp, đều là sắc mặt đại biến, vội vàng huy động xiềng xích, cấp chiếc tương còn. Chí Tôn Long Hoàng thực lực, dĩ nhiên là không bằng Huyền Cơ Nguyệt, nhưng phải đối phó hai cái minh điện hộ pháp, cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Giao! Chỉ gặp hắn tay không bắt hai cái xiềng xích, hung hăng một phung, lại trực tiếp phung bay vậy hai cái minh điện hộ pháp. Trên ống khóa phụ thêm thiên ma cổ âm, căn bản không thể dung chuyển hắn tâm thần. Vậy hai cái minh điện hộ pháp, nhìn nhau, ánh mắt đều là kinh hãi, không ngờ tới Chí Tôn Long Hoàng hơi thở như vậy bá đạo. Lúc này Chí Tôn Long Hoàng, ngạo nghễ lập ở trên trời, bắp cánh tay từng cục gồ lên, gân xanh nổi lên, trương hiện ra tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, làm người ta không dám ngẩng mặt. Vậy hai cái minh điện hộ pháp, quyết định thật nhanh, bỏ xiềng xích, rút ra một cái nhúng độc đoạn đao, phân vào hợp kích, hướng Chí Tôn Long Hoàng lướt đi. Bọn họ biết, Chí Tôn Long Hoàng lực lượng kinh người, cứng rắn đụng không có phần thắng, chỉ có thiếp thân di động chiến đấu, mới có thủ thắng cơ hội. Hô hô hô! Chí Tôn Long Hoàng huy động hai quả đấm, kích thích ngút trời đợt khí, mỗi một quyền cũng giống như đạn đại bác, hung hăng chấn nhiếp hai người, không cho bọn họ gần người cơ hội. Người này, có thượng cổ võ đạo di phong, đáng tiếc không thể là ta sử dụng. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Chí Tôn Long Hoàng cuồng mãnh bá đạo hình dáng, cũng có chút đáng tiếc. Này đám nhân vật, đích xác là phóng khoáng thô bạo, đáng tiếc không phải nàng thuộc hạ. Nếu không thể là ta sử dụng, vậy còn là sớm giết cho thỏa đáng. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt lướt qua ý định giết người, rất kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Chí Tôn Long Hoàng sống lưng không môn. Huyền tiện nhân, người địch thủ là ta. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, lập tức khua kiếm cản đường, ngay tức thì cản lại Huyền Cơ Nguyệt kiếm thế. Đáng chết! Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, hiện tại Chí Tôn Long Hoàng nhúng tay, nàng nhưng là không thể lấy nhiều ăn hiếp ít. Đơn đả độc đấu mà nói, nàng không có phần thắng. Hai cái kinh thiên nữ tử, lại lần nữa chiến đấu chung một chỗ. Chiến cuộc, nhất thời lâm vào giằng co. Chí Tôn Long Hoàng lấy một chọi hai, và hai cái minh điện hộ pháp đấu được khó phân nan giải. Mà Kỷ Tư Thanh, thì vào Huyền Cơ Nguyệt lực lượng tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai cô gái cũng không có đụng tới lá bài tẩy, bởi vì là lần trước liều mạng đánh nhau, hậu quả quá nghiêm trọng, hai người cũng thiếu chút nữa chết, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Mà Diệp Thần, cũng ở đây và lôi kiếp giằng co. Cái này lôi kiếp, tựa hồ đến cuối. Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, hắn cảm nhận được, cái này lôi kiếp chập chờn, đã sắp kết thúc. Nhưng Diệp Thần sắc mặt, nhưng không có vui sướng chút nào. Trước bình minh bầu trời, nhất là hắc ám. Cái này lôi kiếp kết thúc để gặp, nhất định sẽ bùng nổ chí cường đánh vào, hắn chưa chắc chịu được. Đen nhánh tia chớp, mang kịch liệt tai biến hơi thở, điên cuồng tứ ngược. Trong hư không, bị sấm sét oanh đánh ra điều điều kẽ hở. Mặt đất bên trên, vậy xuất hiện từng cái nứt nẻ khe hở. Chung quanh đất đai, đã hoàn toàn hóa thành đất khô cằn. Diệp Lạc Nhi lui về phía sau một bước, thân thể ngăn lại là hóa thành thiên long. Nàng vậy đã nhìn ra, sau cùng lôi kiếp tai biến, sắp bùng nổ. Một khi bùng nổ, sẽ gây thành ba động ngập trời, nếu như không nói trước hóa long, một khi gặp phải sấm tai nghiền ép, nàng có thể sẽ tan thành mây khói. Tiền bối, đa tạ. Diệp Thần cắn răng, trước thu hồi sát kiếm. Kiếm hồn đã giúp hắn rất nhiều, cuối cùng này sấm tai, hắn chẳng ngờ lại để cho kiếm hồn ra tay, nếu không kiếm hồn hy sinh, hắn áy náy. Ông! Diệp Thần thần niệm động một cái, sử dụng một viên xích linh lợi hạt châu, chính là Diệp gia cổ bảo, huyết phách phong thần châu.
Từng luồng mông lung xích mang, bao trùm ở Diệp Thần trên mình, hùng hậu sinh mạng hơi thở, hình thành một tầng tuyệt đối lồng bảo hộ, vững vàng bảo vệ hắn. Sùng Quang tiền bối, sấm tai buông xuống, ta chuẩn bị hiến tế hạt châu này, mời ngươi đi ra né tránh. Diệp Thần ánh mắt kiên định, trong lòng đã có quyết định. Muốn vượt qua sấm tai, phải trả giá thật lớn. Viên này huyết phách phong thần châu, là Diệp gia thượng cổ pháp bảo, có vô cùng mạnh mẽ sinh mạng quy luật năng lượng. Chỉ cần hiến tế hết hạt châu này, có lẽ có thể chống lại sấm tai họa nghiền ép, thuận lợi độ kiếp. Đây là Diệp Thần kế hoạch. Còn như có thể thành công hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. Diệp tiểu hữu, lần này kiếp số, mặc dù khó khăn, nhưng ngươi khí vận thâm hậu, sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi cứ yên tâm. Sùng Quang đại đế bóng người, từ huyết phách phong thần châu bên trong bay ra, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Người khác lo lắng Diệp Thần, hắn có thể một chút cũng không lo lắng. Ở hắn trong mắt, Diệp Thần người này, khí vận thâm hậu. Hơn nữa, trước ở Sùng Quang mộ phủ, Diệp Thần liên tục chém giết một sừng hạn bạt, còn có mạc huyết minh hắc sát ma hạt phân thân, đây đều là thượng cổ đại hung, chém chết sau có thể lấy được động trời khí vận tưởng thưởng. Diệp Thần giết liền hai đầu đại hung, trên mình khí vận bạo tăng, ở Sùng Quang đại đế trong lòng, lần này thiên lôi tai kiếp, Diệp Thần dựa vào động trời khí vận, nhất định bình yên vô sự. Hy vọng như vậy. Diệp Thần cười khổ một tí, khí vận nói đến, hư không mờ mịt, hắn có thể không dám khinh thường, dẫu sao mình tánh mạng, chỉ có một cái mà thôi. Bỗng nhiên, hắc sấm nổ tung, tai quang mãnh liệt. Sau cùng lôi kiếp tai biến, rốt cuộc hạ xuống. Diệp Thần thu liếm tâm thần, toàn lực thúc giục huyết phách phong thần châu. Mà Sùng Quang đại đế, vậy phiêu đến bên ngoài đi, miễn phải gặp bị trì ngư chi ương. Hắn ở nhờ ở huyết phách phong thần châu một đoạn thời gian, hơi thở đã khôi phục rất nhiều, ước chừng khôi phục được thiên thần cảnh 4 tầng thiên. Tiền bối, ngươi là... Diệp Lạc Nhi thấy Sùng Quang đại đế bóng người, mặt đẹp nhất thời kinh hãi. Nàng cảm nhận được, Sùng Quang đại đế trên người có cổ xưa thần đế uy nghiêm, đó là thuộc về duy nhất thiên thần cảnh đỉnh cấp hơi thở. Lão phu huy số Sùng Quang, cô nương ngươi là Diệp tiểu hữu đạo lữ. Sùng Quang đại đế mỉm cười, Diệp Thần bị tai, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn nhưng là chuyện trò vui vẻ, hiển nhiên đối với Diệp Thần khí vận, có lớn vô cùng tự tin. Đạo lữ, không, không phải. Diệp Lạc Nhi ánh mắt hốt hoảng, lật đật chối. Nguyên lai tiền bối chính là trong truyền thuyết Sùng Quang đại đế, Diệp đại ca có người bảo vệ, định có thể không bệnh. Diệp Lạc Nhi tự nhiên nghe qua Sùng Quang đại đế danh hiệu, người sau là thượng cổ thất đại thần đế bên trong, không thể coi nhẹ tồn tại. Nàng nhưng là không nghĩ tới, Sùng Quang đại đế đế hồn xuất thế, lại có thể ẩn giấu ở Diệp Thần trong cơ thể. Nếu Diệp Thần sau lưng, có này cùng cự đầu chấn giữ, nàng cũng lại yên tâm rất nhiều. Sấm sét tàn phá, vô số đạo sấm sét hung hăng nổ ở Diệp Thần trên thân thể. Giao. Trên người hắn sinh mạng quy luật vòng bảo vệ, nhất thời bị đánh bể, điều điều màu đen tia chớp bạo rơi, ngay tức thì đem hắn nổ được chảy ra rách thịt. Cuối cùng này sấm tai, lực sát thương đơn giản là khủng bố. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi nhìn Diệp Thần chịu khổ, trong lòng rất là yêu thương. Vô tận màu đen tia chớp, điên cuồng nổ tung trước, chung quanh thiên địa, hoàn toàn thành phế tích đất khô cằn. Liền cả ngày không, đều bị nổ mặc mấy cái lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng đi bên ngoài vừa thấy, có thể thấy vũ trụ tinh không, ngân hà cực quang vân. Vân khí tượng. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Cái này sấm tai nghiền đè xuống. Cơ hồ ngay tức thì cầm hắn nổ hôn mê, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, tựa hồ tùy thời muốn vỡ vụn. Uy áp thật là mạnh. Diệp Thần hít sâu một hơi, vội vàng thúc giục huyết phách phong thần châu, cuồn cuộn sinh mạng hơi thở, không ngừng trị liệu hắn thương thế. Nhưng ngập trời sấm tai, còn đang điên cuồng nổ tung, điểm này chữa trị, hoàn toàn không theo kịp hắn bị thương tốc độ. Thôi, vẫn là hiến tế. Diệp Thần ánh mắt kiên định. Không có gì do dự, cả người linh lực thúc giục, lại có thể trực tiếp nổ huyết phách phong thần châu. Hạt châu này, nhưng mà Diệp gia thượng cổ bí bảo, có vô cùng lợi hại sinh mạng quy luật, sắp chết người, thịt xương trắng. Cái này một tí,
Diệp Thần không chút nào thương tiếc, trực tiếp nổ. Nhất thời, hào hùng sinh mạng hơi thở, như trường giang biển khơi, điên cuồng tràn ngập ra. Chung quanh sấm tai, và cái này cổ sinh mạng hơi thở, nhất thời đụng vào nhau. Một bên đen nhánh tai khí, một bên là màu máu sức sống. Hai cổ hơi thở, giống nhau hắc long, giống nhau xích long, ở Diệp Thần trên thân thể đụng vào lẫn nhau, lực lượng lại có thể lẫn nhau triệt tiêu. Thằng nhóc này, hảo khí phách. Sùng Quang Đại Đế đứng chắp tay, ngắm nhìn một màn này, vậy âm thầm bội phục Diệp Thần quyết định. Huyết phách phong thần châu, này chờ thêm cổ bí bảo, vậy bỏ được hy sinh. Vì vượt qua lôi kiếp, Diệp Thần thật là không đếm xỉa đến. Huyết phách phong thần châu bị hiến tế hết, thả ra sinh mạng hơi thở, vừa vặn triệt tiêu sấm tai họa kiếp nạn. Rào. Rốt cuộc, lôi kiếp tai biến kết thúc. Huyết phách phong thần châu, hóa thành một chất phấn vụn, hoàn toàn theo gió phiêu tán. Mà đầy trời mây sấm, vậy quét dọn không còn một mống. Bầu trời, khôi phục màu sắc xanh thẳm. Cái này đáng sợ lôi kiếp, cuối cùng kết thúc. Suy. Diệp Thần ấn đường, hỗn độn tinh thụ dấu vết, bạo phát ra ngập trời ánh sáng. Hắn trên mình, vậy bạo phát ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Đây là hỗn độn hơi thở, khoáng đạt, cổ xưa, bàng bạc, nghiền ép hết thảy. Hỗn độn cảnh, ta rốt cuộc bước vào hỗn độn cảnh. Diệp Thần nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng, trước đó chưa từng có bạo tăng. Một bước vượt qua lôi kiếp, hắn đơn giản là một bước lên trời, ngay tức thì lột xác. Hắn chỉ gian, quanh quẩn ti ti lũ lũ hỗn độn chập chờn, tựa như có thể nghiền nát chư thiên tinh cầu. Hiện tại hắn thực lực, không biết so với trước kia cường hãn nhiều ít. Cuồn cuộn hơi thở, xông thẳng tới chân trời. Trên trời, bay xuống hạ một phiến cánh hoa múi. Mặt đất, xông ra một đóa đóa kim liên. Bệnh đậu mùa loạn rơi xuống, địa dũng kim liên. Diệp Thần hoàn toàn đột phá tới hỗn độn cảnh, đưa tới thiên địa dị tượng, đơn giản là huy hoàng vô địch, chấn cổ thước kim, vượt qua người sở hữu. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có bất kỳ người, tấn thăng hỗn độn cảnh thời điểm, đưa tới như thế cuồn cuộn thiên tượng. Cho dù lúc này Diệp Thần, chỉ có hỗn độn cảnh nhất tầng thiên tu vi, nhưng hắn tổng hợp sức chiến đấu, đủ để nghiền ép phổ thông thiên thần, đơn giản là hào hoành vô địch, coi trời bằng vung. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi thật sâu kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần hỗn độn khí tức, lại có thể cường đại đến tình cảnh này. Rất tốt, ta thanh lý môn hộ, báo thù rửa hận, trong tầm tay. Sùng Quang Đại Đế vuốt râu mỉm cười, Diệp Thần tư chất, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Nếu thời gian dài, Diệp Thần nhất định có thể trở thành đại khí, đạp bể thiên đạo cung, chém chết Hiên Viên Mặc Tà, thay hắn thanh lý môn hộ, báo thù tuyết hận. Đây chính là hỗn độn cảnh lực lượng sao? Diệp Thần nắm chặt quả đấm, cảm thụ trong cơ thể hơi thở cuồng bạo, trên khuôn mặt vậy tràn đầy mừng rỡ. Đột phá tới hỗn độn cảnh, hắn thực lực, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, sau này đụng phải nữa cường địch, quả quyết sẽ không giống như trước nữa như vậy cố hết sức. Chỉ là, Diệp Thần, Diệp Lạc Nhi, Sùng Quang Đại Đế cũng không có chú ý tới, ở một cái ẩn núp xó xỉnh, một cái ấn đường dài mắt đứng. Mang giáp bái phục đao, cả người yêu khí quanh quẩn nam tử, đang lặng lẽ tấn công tới. Mà lúc này, Kỷ Tư Thanh và Huyền Cơ Nguyệt đám người chiến đấu, vẫn là khó phân nan giải. Lôi kiếp biến mất, Diệp Thần độ kiếp thành công. Khi thấy lôi kiếp biến mất, Kỷ Tư Thanh hơi sững sờ. Sau đó, nàng cảm ứng được một đạo mạnh mẽ hỗn độn khí tức, ùn ùn kéo đến gào thét tới, trong mắt nhất thời đại hỉ. Không nghi ngờ chút nào. Diệp Thần độ kiếp thành công, thuận lợi đột phá tới hỗn độn cảnh. Một bước lột xác nghịch thiên. Nguy rồi. Huyền Cơ Nguyệt ngẩng đầu vừa thấy, thấy đầy trời mây sấm biến mất, mặt đẹp nhất thời thất sắc. Nàng nhưng là không ngờ tới, sau lưng người nọ lại có thể nhanh như vậy độ kiếp thành công. Vậy mạnh mẽ hỗn độn khí tức, điên cuồng tập kích tâm thần của nàng. Nguy hiểm. Tuyệt đối nguy hiểm. Huyền Cơ Nguyệt liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù chỉ là hỗn độn cảnh hơi thở, nhưng nàng nhưng cảm ứng được thiên đại nguy cơ. Đáng chết, không thể kéo dài được nữa. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng quyết định, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại quyết định thật nhanh, còn có lật bàn cơ hội.
Luân hồi tinh diễm, dậy. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp ác liệt, không có do dự nữa, trực tiếp thả ra luân hồi tinh diễm. Nhất thời, mình mông tinh diễm khí tức, bao lấy nàng thân thể mềm mại, nàng cả người huyền như hỏa diễm ở giữa tiên thần, vô cùng huy hoàng, vô cùng sáng chói, như trời trên nhật nguyệt. Suy, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm đâm ra, mang luân hồi tinh diễm kiếm khí, đơn giản là càn quét thiên địa, hiện ra vô thượng thần uy. Kiếm đến nửa đường, Huyền Cơ Nguyệt bên trái vung tay lên, gọi ra liền luân hồi tinh thạch. Chấm sáng chói tinh mang, không ngừng dưới vào nàng thân kiếm. Ở luân hồi tinh thạch bơm vào hạ, nàng kiếm khí uy lực, ngay tức thì bão táp tiến mạnh, giữa trời đất đều là kiếm khí tê liệt âm bạo thanh, mây trắng toàn bộ bị xé được nghiền, uy thế kinh thiên. Không tốt, Kỷ Tư Thanh ánh mắt co rúm một cái, chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này, uy lực đơn giản là coi trời bằng vung, lại còn dung hợp luân hồi tinh thạch năng lượng. Nàng vội vàng bây giờ, căn bản không thể ngăn cản. Kỷ cô nương, chú ý. Chí Tôn Long Hoàng thấy vậy, cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt lại đột nhiên liều mạng. Hắn muốn đi hỗ trợ, nhưng bị hai cái Minh Điện hộ pháp dây dưa ở, không thể thoát thân. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt như điện, một kiếm này thế như trẻ tre, nhắm thẳng vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Người sau lưng độ kiếp thành công, nàng không biết gặp mặt sắp lớn dường nào nguy hiểm. Cho nên, lúc này Huyền Cơ Nguyệt, hoàn toàn không có nương tay, chỉ muốn một kiếm chém chết Kỷ Tư Thanh, lại đi giải quyết nguy cơ chuyện. Kỷ Tư Thanh cướp bước bay ngược, không ngừng tránh né Huyền Cơ Nguyệt chém chết. Kỷ Tư Thanh thật giống như xảy ra chuyện. Máu rồng biển sâu bên này, Diệp Lạc Nhi vậy cảm giác được động trời chập chờn, nhất thời là Kỷ Tư Thanh lo âu. Là luân hồi tinh diễm hơi thở, chẳng lẽ, người phụ nữ kia tới. Diệp Thần cảm ứng được luân hồi tinh diễm chập chờn, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn mới vừa ở độ kiếp, không hề biết Huyền Cơ Nguyệt sớm đã tới rồi. Diệp đại ca, ta lại xem. Diệp Lạc Nhi thân rồng dao động, trực tiếp bay đi chiến đấu chi địa. Chí Tôn Long Hoàng cũng ở đó bên, nàng vậy lo lắng hắn xảy ra chuyện. Dù sao Diệp Thần đã vượt qua lôi kiếp, cũng không cần nàng bảo vệ. Tiền bối, chúng ta cũng đi xem. Diệp Thần nắm quyền một cái, mới vừa tấn thăng hỗn độn cảnh, hắn vậy muốn thử một chút mình bây giờ sức chiến đấu. Ừ, Sùng Quang Đại Đế khẽ gật đầu, đang muốn đứng lên, bỗng mặt liền biến sắc, ngũ quan cũng kịch liệt vặn vẹo, trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn. Tiền bối, Diệp Thần nhất thời kinh ngạc, cảm thấy không đúng. Hạ một sát, nhưng gặp một đoạn mang xóa bỏ hồn ý mũi đao, từ Sùng Quang Đại Đế thân thể xuyên ra. Cái này một đao từ phía sau lưng đâm vào, trước bụng xuyên ra, một đao xuyên qua, thủ đoạn tàn bạo hết sức. Suy, thân đao rút ra, Sùng Quang Đại Đế đế hồn, nhất thời lay động rơi xuống đất, hồn ảnh đổi được vô cùng đạm bạc, tựa hồ tùy thời có thể tiêu tán. Tiền bối, Diệp Thần cả kinh thất sắc, nhưng gặp một đạo thân ảnh, từ Sùng Quang Đại Đế sau lưng trong hư không nổi lên. Người này, cả người yêu khí ngất trời. Ấn đường có một quả mắt đứng, mặc chiến giáp, trong tay đang xách một chuôi khắc đầy ma đạo phù văn chiến đao. Ba mắt thiên lang, là ngươi. Chuôi thiên bí mật đi thuật, 33 thiên hồng mông cổ pháp. Đây là, thiên viên mặc tà thần thông. Ngươi lúc nào đầu phục hắn. Sùng Quang Đại Đế ánh mắt kinh hãi, ngưng mắt nhìn người đánh lén. Cái này người đánh lén, chính là hiên viên mặc tà bí mật thuộc hạ, thiên lang. Thượng cổ thập hung một trong. Có tim trồng hoa hoa không ra, không tim cắm một chút thành ấm. Thiên lang khóe miệng nổi lên một nụ cười, Sùng Quang Đại Đế, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi. Năm đó cung chủ đại nhân muốn giết ngươi, ngươi sớm nên bỏ mình, tội gì vùng vẫy đến lúc này. Thiên lang tới Cửu Thiên Thần Long Điện, chỉ là vì điều tra Viêm Thiên Long Thần tung tích. Chỉ là vừa vặn đụng phải lôi kiếp hạ xuống. Hắn cảm thấy sau lưng tựa hồ có nguyên nhân quả, liền ẩn giấu thân hình, lặn tới điều tra, không nghĩ tới lại có thể thấy được Sùng Quang Đại Đế. Diệp Thần và Sùng Quang Đại Đế cũng không có phát hiện hắn hơi thở. Bởi vì, hắn thi triển thần thông, kêu chui thiên bí mật đi thuật, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, là đặc biệt đặc thù tồn tại. Cái này chui thiên bí mật đi thuật, liền một con kiến cũng giết không chết, một miếng lá cây cũng không thể hủy diệt. Nhưng là,
nhưng có đặc biệt tuyệt diệu ẩn thân hiệu quả. Một khi thi triển ra, thân hình ẩn núp, thiên cơ cũng không cách nào thấy rõ. Năm đó, Hiên Viên Mặc Tà chính là dựa vào một chiêu này, man thiên quá hải, đâm lưng giết sư phụ, nhất kích bị thương nặng Sùng Quang Đại Đế. Lần này thời gian lưu chuyển, Sùng Quang Đại Đế đế hồn hồi phục, không nghĩ tới vẫn là thua ở một chiêu này hạ. Nhân quả luân hồi, thiên mệnh ách nan, nên tới kiếp số, cuối cùng là tránh không tránh khỏi. Sùng Quang Đại Đế kịch liệt thở hào hển, nếu như chính diện tỉ thí, Thiên Lang tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, nhưng vấn đề là, Thiên Lang căn bản không có chiến đấu hứng thú, mà là đánh lén ám sát, một cái ma đao, gửi hắn liều mạng. Không cam lòng. Ngập trời không cam lòng. Sùng Quang Đại Đế ánh mắt trợn to, chỉ cảm thấy cả người hơi thở đang không ngừng tán loạn. Hắn cái này đế hồn tàn thể, không có thân xác chống đỡ, một khi gặp vết thương, sẽ đưa tới vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Hiện tại hắn bị Thiên Lang ma đao đánh lén, đã không có sống sót có thể, hồn phi phách tán sắp tới. Ô ô, Sùng Quang Đại Đế cổ họng phát ra cực độ hỏng mất thanh âm, kịch liệt không cam lòng, to lớn oán niệm, ở hắn trong tròng mắt kích động. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai. Đường đường thần đế cao thủ, hai lần bị người đâm lưng đánh lén, đây quả thực là thiên đại khuất nhục. Nếu như đường đường tránh tránh chết trận, Sùng Quang Đại Đế sẽ không có chút nào tiếc nuối, nhưng cái này sao khuất nhục chết đi, hắn ngập trời không cam lòng. Tiền bối, người thế nào? Diệp Thần hoảng vội vàng đi tới, sử dụng sát kiếm, muốn cho Sùng Quang Đại Đế tiến vào sát kiếm điều dưỡng. Nhưng Sùng Quang Đại Đế đế hồn thân thể, nhưng như khói xương vậy sôi trào lay động, không ngừng nhạt đi đi xuống. Nhớ, báo thù ước hẹn, thay ta tru diệt Hiên Viên Mặc Tà. Sùng Quang Đại Đế ngắm nhìn Diệp Thần, bàn tay rung động, tựa hồ muốn nắm cái gì. Ô, nhưng hạ một sát, tiếng gió nghẹn ngào, hắn đế hồn thân thể, nhưng là theo gió phiêu tán. Hoàn toàn hồn phi phách tán. Tiền bối. Diệp Thần kinh hãi. Nội tâm kịch liệt chấn động, vạn không nghĩ tới Sùng Quang Đại Đế sẽ lúc này chết. Rất tốt, lão này rốt cuộc tan thành mây khói. Thiên Lang liếm môi một cái, trong con ngươi tràn đầy đỏ tươi lệ khí. Thằng nhóc, ngươi ngày dỗ, cũng không xa. Sau đó, Thiên Lang nhìn một chút Diệp Thần, cười lạnh một tiếng, thân thể trốn vào hắc ám, muốn rời đi. Hắn lần này tới Cửu Thiên Thần Long Điện, chỉ là vì điều tra Viêm Thiên Long Thần mất tích sự việc. Có thể giết chết Sùng Quang Đại Đế, đã là bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc dù, người đàn ông này có thể là Thiên Đạo Cung tử địch, Thiên Lang vậy rất muốn giết chết hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại Diệp Thần mới vừa đột phá hỗn độn cảnh, mũi nhọn lộ ra, nếu như chiến đấu, hắn không có nắm chắc. Cho nên, Thiên Lang đặc biệt cẩn thận, trực tiếp rời đi. Hắn nhớ kỹ trước mình nhiệm vụ, chỉ là muốn điều tra Viêm Thiên Long Thần tung tích. Còn như Diệp Thần, Hiên Viên Mặc Tà tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó, cũng không cần hắn lo lắng. Cho ta lưu lại. Diệp Thần ánh mắt tức giận, nắm chặt sát kiếm, cuồng như vậy một kiếm chém về phía hư không. Phịch, kiếm quang ngút trời, hư không bể tan tành. Thiên Lang muốn chạy trốn bóng người, lại rất miễn cưỡng bị rung đi ra. Rắc rắc, hắn chiến giáp trên, thậm chí bị kiếm khí chấn động ra một chút kẽ hở. Khí thế thật là mạnh. Thiên Lang thầm kinh hãi, nhìn Diệp Thần ánh mắt, giống như nhìn một cái quái vật. Phải biết, Diệp Thần chỉ là mới vừa tấn thăng hỗn độn cảnh mà thôi. Mà hắn, có chừng thiên thần cảnh 4 tầng thiên thực lực. Nhưng, Diệp Thần chém xuống một kiếm, lại có thể hung hăng chấn nhiếp hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khách! Thiên Lang ánh mắt ngưng luyện, nắm chặt cán đao, trong tròng mắt tràn ra sát cơ ngập trời. Diệp Thần như vậy cường hãn, nếu như chỉ hoãn tiếp nữa, cùng hắn sau này đột phá tới thiên thần cảnh, như vậy, toàn bộ Thiên Đạo Cung, đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Thiên Lang tâm tư không ngừng lóe lên, muốn quyết chiến, chém chết Diệp Thần. Suy, hắn còn không có động thủ, Diệp Thần nhưng là lại lần nữa một kiếm, phá không nghiền ép tới. Thôi, lười được cùng ngươi dây dưa. Thiên Lang thở dài một cái, thu đao vào vỏ. Diệp Thần khí thế quá mạnh mẽ, hắn bây giờ không có phần thắng. Coi như may mắn có thể thắng, nhưng tối đa cũng chỉ là đánh bại Diệp Thần, không thể nào giết chết.
Hồng Mông cổ pháp, Chu Thiên bí mật đi thuật. Mắt xem Diệp Thần kiếm khí giết tới, Thiên Lang nhanh chóng thi triển thần thông, thân thể thoáng một cái, lại là hoàn toàn ẩn nhập vô tận hư không, ngay tức thì không thấy bóng dáng. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần đã bước vào hỗn độn cảnh, như muốn giết chết, đặc biệt chi khó khăn, còn chưa muốn không cần thiết lãng phí thời gian, hắn còn có cả chuyện trọng yếu phải làm. Đáng chết! Diệp Thần cầm kiếm đứng yên, cẩn thận cảm ứng bốn phía, nhưng bắt không tới chút nào tiếng thở. Cái này Chu Thiên bí mật đi thuật, không hổ là 33 hồng mông cổ pháp, đứng đầu nhất che giấu thần thông, vừa thi triển ra, quả nhiên là vô ảnh vô tung, quỷ thần khó lường, căn bản không thấy được chút nào hình thích. Đáng tiếc để cho hắn chạy. Diệp Thần hơi có điểm thổn thức, xung quanh đại đế bị ám sát, hắn nhưng liền trả thù cũng không làm được, chân thực có chút áy náy. Yên tâm đi, tiền bối, cuối cùng có một ngày, ta sẽ bước lên Thiên Đạo Cung, vì ngươi thanh lý môn hộ, báo thù tuyết hận. Hiện tại, Sùng Quang Đại Đế hoàn toàn quy về hư không, liền một chút hơi thở cũng không có để lại, hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Nhưng Diệp Thần còn nhớ, hắn sắp thệ trước nói. Báo thù ước hẹn. Hắn và Sùng Quang Đại Đế ước định. Giết tới Thiên Đạo Cung, Chu Diệt Hiên Viên Mặc Tà. Thanh lý môn hộ, báo thù rửa hận. Phần này ước định, Diệp Thần sẽ không quên. Mà lúc này, xa xa, động trời tiếng chiến đấu, không ngừng truyền tới. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm cuồng đâm, kiếm khí tinh diễm nổ tung, luân hồi hơi thở ngút trời, muốn một kiếm chém chết Kỷ Tư Thanh. Mà Kỷ Tư Thanh, không ngừng lui về phía sau sau đó, thở dốc cũng khó khăn. Thượng giới nữ hoàng, có ta Diệp Lạc Nhi ở chỗ này, há cho ngươi phách lối. Bỗng, một hồi kinh thiên long khiếu vang lên. Diệp Lạc Nhi thân như sấm, ngang nhiên bay tập kích tới. Lúc này nàng, hoàn toàn hóa thân thiên long, cả người quanh quẩn vô cùng oai rồng, vô tận khí thế. Vô cùng uy nghiêm thiên long thân thể, tựa hồ che đậy nhật nguyệt, trương hiện ra tuyệt đối cuồng ngạo. Suy! Diệp Lạc Nhi một cái long chảo, đột nhiên bao phủ đi xuống, muốn chấn áp Huyền Cơ Nguyệt trường kiếm. Phịch! Kiếm móng va chạm, kích thích ngút trời đợt khí. Tinh diễm kiếm quang, cùng oai rồng dây dưa gian, lại hóa thành một đạo thẳng chùm tia sáng, phóng lên cao, rất miễn cưỡng xuyên qua hư không, ở trên thiên mạc đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, ngân hà khí tượng nổi lên. Huyền Cơ Nguyệt và Diệp Lạc Nhi, một người một rồng, đều là lui về phía sau, đấu cái lực lượng tương đương. Tư Thanh tỷ tỷ, không có sao chứ? Diệp Lạc Nhi nhìn Kỷ Tư Thanh một mắt, giọng có chút phức tạp. Không có sao, đa tạ. Kỷ Tư Thanh hít sâu một hơi, ngực hơi phập phồng, trong cơ thể dần dần tràn ra thượng cổ nữ võ thần chiến ý uy nghiêm. Cái này một tí đạt được thở dốc, Kỷ Tư Thanh không có do dự nữa, lập tức vận dụng lá bài tẩy. Oanh! Nàng trên mình, nổ lên ngập trời võ ý. Sau lưng, nổi lên một đạo tư thế oai hùng hiên ngang hư ảnh. Chính là thượng cổ nữ võ thần, Khúc Trầm Yên. Cổ cuộc chiến ý, vào giờ khắc này, hoàn toàn hồi phục. Nữ võ thần hư ảnh, hoàn toàn và Kỷ Tư Thanh dung hợp. Kỷ Tư Thanh giữa trán, nhất thời tản mát ra mạnh mẽ tư thế oai hùng, mạnh mẽ chiến ý chập chờn tản mát ra, Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng đều kinh hãi. Đây cũng là thượng cổ nữ võ thần khí thế sao? Diệp Lạc Nhi lẩm bẩm nói nhỏ, thời khắc này Kỷ Tư Thanh, giống như cân quắc đại tướng, mũi nhọn lộ ra, ác liệt vô cùng. Không nghĩ tới ngày hôm nay. Ta lại có thể nặng thấy được cổ võ thần thiên uy. Chí Tôn Long Hoàng ánh mắt hơi đông lại một cái, thượng cổ đại chiến lúc đó, hắn vậy chính mắt thấy qua nữ võ thần uy nghi, hôm nay chuyện cách kinh niên, luân hồi tang thương, không nghĩ tới có thể nặng gặp nữ võ thần phong tư. Huyền Cơ Nguyệt, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kỷ Tư Thanh vung lên trường kiếm, một đầu vô cùng huy hoàng chu tước bóng người, bỗng nhiên nổi lên. Cổ xưa hồng mông ý vận. Ở nàng trên thân kiếm nhấp nhô. Ngập trời lửa cháy mạnh, cuồn cuộn nổ lên, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Thanh thúy chu tước kêu to, cũng là chấn động chín cao, vang động núi sông. Rực cháy thiên chu tước kiếm. Kỷ Tư Thanh một tiếng khẽ kêu, trực tiếp sử dụng hồng mông cổ pháp, không có lại nương tay, hung hăng hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi. Thiên long sát ý, xuyên qua ngân hà.
Diệp Lạc Nhi trên mình vậy nổ lên đạo đạo ác liệt hơi thở, đúng cái thiên long thân thể, tựa như hóa thành một thanh phi kiếm, hung hăng chém chết ra. Đáng chết! Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt chợt biến, bước chân lui về sau một bước. Coi như chỉ có Kỳ Tư Thanh một người, nàng cũng khó có thể đối phó. Mà hiện tại, Diệp Lạc Nhi vậy ra tay. Một cái là thượng cổ nữ võ thần, một cái là long tộc huyết mạch cường giả, nàng áp lực, có thể tưởng tượng được. Luân hồi tinh diễm, dậy. Trong lúc nguy cấp, Huyền Cơ Nguyệt thanh quát một tiếng, không giữ lại chút nào thả ra luân hồi tinh diễm. Cuồng bạo tinh diễm khí tức, cuồn cuộn cháy, như núi lửa bùng nổ. Nàng kiếm trong tay, ở nóng rực tinh diễm năng lượng hạ, lại có thể trực tiếp dung hóa thành hơi nước. Xuy xuy xuy, trắng xóa hơi nước, từ từ bay lên. Chung quanh hư không, ở tinh diễm nướng hạ, cũng là xuất hiện kinh khủng vặn vẹo. Huyền Cơ Nguyệt trong tay, cầm một cái trơ trụi chuôi kiếm. Nhưng hạ một sát, cuồn cuộn tinh diễm ngưng luyện, trực tiếp diễn hóa thành thân kiếm. Huyền Cơ Nguyệt tóc xanh, từng cây một tung bay, mỗi một sợi tóc, cũng nổ ra ngập trời ngọn lửa phù văn. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, tựa như trong ngọn lửa phượng hoàng, huy hoàng tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm. Đáng sợ hơn phải, trôi lơ lửng ở nàng sau ót luân hồi tinh thạch, vậy toát ra sáng chói tinh mang, vô tận luân hồi hơi thở, điên cuồng bơm vào ở trên người nàng. Nàng cả người, khí thế bạo tăng, sau lưng nổi lên phượng hoàng hư ảnh, một kiếm vung giết ra, hung mãnh kiếm quang kích động nhật nguyệt, càn quét thiên địa, chém thẳng phía trước. Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi thấy vậy, mắt đẹp đều là co rúm một cái. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt, hơi thở cường hãn, luân hồi tinh diễm và luân hồi tinh thạch, năng lượng cũng toàn bộ bạo phát ra. Nàng một kiếm này, thật là muốn giết phá thiên địa, không thể ngăn cản. Liều mạng, Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi nhìn nhau, trong mắt đều là mang đoạn tuyệt. Hai cô gái không có lùi bước, hung hăng đi về trước giết ra. Võ thần Chu Tước, thượng cổ thiên long, tinh diễm phượng hoàng, ba đạo bàng bạc vô cùng hơi thở, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. Trời sập, ở va chạm ngay tức thì, kinh khủng đợt khí tràn ngập ra, mãn không càn quét, trực tiếp nghiền nát hư không. Từng cái đen nhánh kẽ hở nổi lên. Mà Cửu Thiên Thần Long Điện phía trên bầu trời, ngay tức thì bị đánh bể, mất đi màu sắc xanh thẳm, thở mạnh gió tầng đều bị tách ra, vũ trụ tinh không trùng trùng cực quang, như thủy hà vậy phân rơi xuống. Phía dưới núi rừng, mặt đất văng tung tóe, đất đá lăn lộn, trực tiếp thành phế tích. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, Kỳ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Huyền Cơ Nguyệt ba phụ nữ. Đều là phun ra máu tươi, bị to lớn đánh vào, thân thể chật vật bắn ra. Ô, Kỳ Tư Thanh đỉnh đầu bay ra khỏi một món khói trắng, nữ võ thần hư ảnh hoàn toàn tiêu tán, người vậy rớt xuống đất, hoàn toàn đã tiêu hao hết khí lực. Rào, Diệp Lạc Nhi trên mình tinh quang lóe lên, lại cũng không thể duy trì thiên long hình dáng, trở lại hình người, vậy chật vật đổ xuống đất. Huyền Cơ Nguyệt thân thể, lại là như một viên đạn đại bác vậy. Hung hăng nện xuống đất, rất miễn cưỡng đập ra một cái hố sâu. Cái này một tí va chạm, ba người đều bị trọng thương. Kinh khủng va chạm đợt khí, vậy ảnh hưởng đến bên kia vòng chiến. Vậy hai cái minh điện hộ pháp, thân thể kịch liệt lay động, như gió bên trong loạn lá, đung đưa không chừng. Tới Tôn Long Hoàng, thân hình nguy nga như núi, chỉ là hơi lắc lư một tí. Hắn thân sắc khí lực, đơn giản là khủng bố. Bị đáng sợ như vậy đợt khí đánh vào, cũng không có bị rung chuyển. Tốt cơ hội. Chí Tôn Long Hoàng trong mắt đông lại một cái, hai quả đấm hung hăng đập ra. Không tốt. Hai cái minh điện hộ pháp cả kinh thất sắc, vội vàng bây giờ, vậy không kịp ngăn cản. Phịch, phịch. Chí Tôn Long Hoàng một quyền một cái, đánh được hai người thân thể tại chỗ biến dạng, hóa là một đạo xương máu. Chủ tử. Đánh giết hai người minh điện hộ pháp. Chí Tôn Long Hoàng cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại là một mặt lo âu, nhìn về bị thương ngã xuống đất Diệp Lạc Nhi, lật đật qua đi cứu viện. Đừng để ý ta, mau giết nàng. Diệp Lạc Nhi chỉ Huyền Cơ Nguyệt, hô to một tiếng. Lần này quyết chiến, nàng và Kỳ Tư Thanh, đều bị thương thế nghiêm trọng. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt, giống vậy bị trọng thương. Hiện tại nàng chính là yếu ớt, là chém chết nàng lớn thời cơ tốt.
Chí Tôn Long Hoàng ánh mắt sáng lên, cúi đầu vừa thấy, nhìn trên mặt đất Huyền Cơ Nguyệt, trên mặt nhất thời nổi lên ý định giết người. Chủ tử. Chí Tôn Long Hoàng không chút do dự nào, lập tức nắm chặt quả đấm, lăng không bạo rơi xuống, một quyền hung hăng hướng Huyền Cơ Nguyệt đập tới. Ngươi dám? Thấy vậy, Huyền Cơ Nguyệt quát lạnh một tiếng, cuồng ngạo nữ hoàng đế uy, hung hăng tràn ngập ra, giống như một mặt vách sắt, chặn lại Chí Tôn Long Hoàng. Chí Tôn Long Hoàng tâm thần nhất thời lay động, cái này nữ hoàng đế uy, uy áp đặc biệt to lớn, như Thái Sơn núi lớn, lại để cho hắn không thở nổi. Đừng sợ, trực tiếp giết nàng. Diệp Lạc Nhi lạnh lùng nói. Chí Tôn Long Hoàng ánh mắt bỗng đông lại một cái, trên mình tản mát ra cuồng bạo oai rồng, cưỡng ép chĩa vào Huyền Cơ Nguyệt uy áp, hung hăng một quyền bạo đập ra. Ha ha, lần này ngươi chết chắc. Kỷ Tư Thanh mỉm cười. Một màn trước mắt, nàng hết sức quen thuộc. Lần trước nàng và Huyền Cơ Nguyệt đại chiến, hai người cũng là trọng thương, nàng kêu Khúc Tuyết Dũng ra tay, giải quyết Huyền Cơ Nguyệt tánh mạng. Nhưng tiếc là, Khúc Tuyết Dũng bị nữ hoàng đế uy chấn nhiếp, lại là không dám động thủ. Vậy Khúc Tuyết Dũng, đường đường Khúc gia gia chủ, ở trong thần quốc, cũng có không tầm thường địa vị. Nhưng cho dù là hắn, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt đế uy nghiền ép, cũng không dám xuất thủ. Có thể tưởng tượng được, cái này đế uy có mãnh liệt dường nào, biết bao bá đạo. Nhưng lần này, Huyền Cơ Nguyệt phải đối mặt, cũng không phải là Khúc Tuyết Dũng, mà là Chí Tôn Long Hoàng. Người khác sợ hãi nữ hoàng đế uy, nhưng Chí Tôn Long Hoàng đường đường cao nhất long tộc, nhưng là nghiêm nghị không sợ. Chĩa vào áp lực, Chí Tôn Long Hoàng vô cùng một quyền, thì phải đập bạo Huyền Cơ Nguyệt đầu. Hưu. Nhưng bỗng, Huyền Cơ Nguyệt thân thể mềm mại chớp mắt. Như chín thiên phượng hoàng, tà tà bay đến trên trời, tránh ra Chí Tôn Long Hoàng một quyền. Cái gì? Thấy một màn này, Diệp Lạc Nhi và Kỷ Tư Thanh đều kinh hãi. Chí Tôn Long Hoàng cũng là lớn kinh, theo lý thuyết, Huyền Cơ Nguyệt trên mình bị thương, hẳn nhúc nhích không được, nhưng hiện tại lại có thể tránh thoát. Thậm chí, nàng khí tức trên người, còn đang điên cuồng khôi phục, thương thế vậy điên cuồng hết bệnh trước, cả người tản mát ra chói mắt thần quang. Một đầu thượng cổ tàn dư, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay vung ra, một đạo thiên uy trưởng thế, như trời khiển trách lôi phạt vậy bao phủ xuống, phịch đích một tiếng, một trưởng buông xuống Tôn Long Hoàng đánh lui. Phốc xích, Chí Tôn Long Hoàng tại chỗ hộc máu, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Huyền Cơ Nguyệt mặt đầy cười nhạt, sau lưng luân hồi tinh thạch, đang bùng nổ sáng chói mang khí. Từng cơn hùng hồn tinh thạch năng lượng, không ngừng trị liệu nàng thương thế, khôi phục nàng hơi thở. Nếu như đơn thuần là một khối luân hồi tinh thạch, không thể nào có tốt như vậy hiệu dụng. Nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt trong cơ thể có luân hồi tinh diễm, và viên này luân hồi tinh thạch, hoàn mỹ phù hợp. Ở luân hồi tinh thạch hơi thở xâm nhiễm hạ, nàng luân hồi tinh diễm, cũng là điên cuồng tản mát ra dịu dàng năng lượng, không ngừng bồi bổ nàng gân cốt. Thật may ta mượn luân hồi tinh thạch đi ra, nếu không ta ngày hôm nay hẳn phải chết. Huyền Cơ Nguyệt âm thầm vui mừng. Tinh diễm và tinh thạch, hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Nàng có luân hồi tinh thạch nơi tay, đơn giản là như hổ thêm cánh. Coi như thương thế nghiêm trọng đi nữa, chỉ cần còn dư lại một hơi, nàng cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Xong rồi. Diệp Lạc Nhi thấy một màn này, nhất thời sợ hãi. Mà Kỷ Tư Thanh, vậy cắn chặt môi, không nghĩ tới vậy luân hồi tinh thạch, lại có thể sẽ cho Huyền Cơ Nguyệt mang đến lớn như vậy tăng thêm. Cuộc chiến hôm nay, là ta thắng. Huyền Cơ Nguyệt trôi lơ lửng ở trên trời, như trời ánh trăng hoàng, cao ngạo thanh âm mang ngập trời vui sướng. Khúc Trầm Yên, quỳ xuống dập đầu, hướng ta nhận sai, ta có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Huyền Cơ Nguyệt tròng mắt nhìn thẳng Kỷ Tư Thanh, trên cao nhìn xuống. Tràn đầy người chiến thắng tư thái. Huyền tiện nhân, muốn giết cứ giết, ta Kỷ Tư Thanh sợ gì? Kỷ Tư Thanh ánh mắt ác liệt, nhưng là không có chút nào khuất phục, trong lòng âm thầm cắn răng nói. Diệp thần, chạy mau à! Chính nàng sống chết, cũng không để ở trong lòng, chỉ lo lắng Diệp thần an nguy. Hiện tại Diệp thần đã vượt qua lôi kiếp, đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn sớm muộn có thể giết tới thượng giới đi.
Nàng ngày hôm nay coi như thật bị Huyền Cơ Nguyệt giết chết, Diệp Thần vậy sẽ thay nàng trả thù. Hừ, chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, một kiếm hướng Kỷ Tư Thanh lướt đi. Nàng vốn là còn muốn hành hạ một phen, tốt phát tiết nội tâm căm hận, nhưng sau lưng độ kiếp người, cho nàng nguy hiểm to lớn hơi thở, để cho nàng đặc biệt bất an. Hiện tại, nàng chỉ muốn mau sớm chém chết Kỷ Tư Thanh, còn có Diệp Lạc Nhi cùng Chí Tôn Long Hoàng, lại đi giải quyết sau lưng nguy cơ. Ác liệt một kiếm, nổ lên Phượng Hoàng Thiên Minh, nhắm thẳng vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Mà Kỷ Tư Thanh, thân thể quá yếu ớt, căn bản không thể ngăn cản. Diệp Lạc Nhi thấy vậy, mắt đẹp nhất thời co rúm một cái. Nàng rất rõ ràng, Huyền Cơ Nguyệt giết chết Kỷ Tư Thanh sau đó, vậy sẽ thuận tay giết nàng. Chẳng lẽ ngày hôm nay, ta và Tư Thanh tỷ tỷ cũng phải chết ở chỗ này? Diệp Lạc Nhi giạt rào hốt hoảng, nàng còn có rất nhiều sự việc muốn làm, thượng cổ bí ẩn, thân thế bí ẩn, nàng cũng không có tháo ra, nàng cũng không muốn chết. Tới Tôn Long Hoàng, cũng bị Huyền Cơ Nguyệt đả thương, liền đứng đều không thể. Nhưng hắn nhưng chậm rãi hướng Diệp Lạc Nhi leo đi, muốn hộ chủ. Dừng tay, mắt xem Kỷ Tư Thanh liền phải bị giết, nhưng đột nhiên, một đạo kinh thiên quát chói tai nổ vang. Chỉ gặp một đạo thanh niên bóng người, nhanh như tia chớp gào thét tới, cuồn cuộn kiếm quang vung lên, tranh đích một tiếng, lại là đánh lui Huyền Cơ Nguyệt kiếm. Diệp Thần, Diệp Đại Ca, nhìn cái này thanh niên bóng người, Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi cũng ngạc nhiên mừng rỡ hô kêu. Người tới, chính là Diệp Thần. Không có sao chứ. Diệp Thần vung tay lên, đạo đạo linh lực tự nhiên ra, dưới vào hai nàng thân thể mềm mại, thay các nàng ổn định thương thế. Mới vừa hắn nghe được chiến đấu tiếng va chạm, liền nhanh chóng chạy tới, vừa vặn từ Huyền Cơ Nguyệt trong tay, cứu Kỷ Tư Thanh. Diệp Thần, ngươi đột phá. Kỷ Tư Thanh cảm thụ Diệp Thần hơi thở, mặt đầy mừng rỡ. Thời khắc này Diệp Thần, trên mình mang vô cùng hùng hậu hỗn độn khí tức, rõ ràng đã bước chân vào hỗn độn cảnh, thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ừ, Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, mặc dù hắn tu vi chỉ là hỗn độn cảnh, nhưng trong thực tế sức chiến đấu, nhưng là không kém chút nào thiên thần cảnh 4 tầng Thiên Huyền Cơ Nguyệt. Một bước đột phá, hắn thực lực, đơn giản là đột nhiên tăng mạnh, nghịch thiên vậy tăng vọt, so với trước kia không biết cường hãn nhiều ít. Ngươi là... Huyền Cơ Nguyệt bước chân liên tiếp lui về phía sau, nhìn Diệp Thần tướng mạo thân thể, trong đầu sấm nổ tung. Quá quen thuộc, thậm chí Diệp Thần bên ngoài, tựa như cầm nàng kéo đến thượng cổ. Luân hồi đứng đầu, ngươi là luân hồi đứng đầu, làm sao có thể? Huyền Cơ Nguyệt kêu to, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Diệp Thần dung mạo hơi thở, và luân hồi đứng đầu giống nhau như đúc. Huyền Cơ Nguyệt chỉ nhìn một cái, liền nhận ra hắn là luân hồi đứng đầu người thừa kế, không có sai. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lai sau lưng độ kiếp người, lại chính là Diệp Thần. Khó trách khúc trầm yên tiện nhân kia, muốn liều mạng như vậy mệnh bảo vệ ngươi, ta sớm nên đoán được, sau lưng độ kiếp người, chính là ngươi. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng cảm giác nguy cơ, càng ngày càng đậm hơn. Trước nhất thế, nàng chém giết Diệp Thần. Hai người bây giờ, có ngập trời nhân quả. Không nghi ngờ chút nào, cái này nhất thế, Diệp Thần nhất định phải giết tới thượng giới đi, báo thù tuyết hận. Cho nên, làm Diệp Thần độ kiếp, sắp muốn đột phá, nàng mới sẽ cảm nhận được nồng như vậy mãnh liệt nguy hiểm. Một khi bị Diệp Thần đột phá, thành khí hậu, nàng tùy thời đều có bị tiêu diệt nguy hiểm. Mà hiện tại, Diệp Thần đột phá thành công, chính là hỗn độn cảnh, liền có dung chuyển thiên thần thực lực. Nàng cái này uế đất phân thân, nhất thời thuộc về nguy hiểm to lớn bên trong. Ngươi chính là thượng giới nữ hoàng. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, ngưng mắt nhìn Huyền Cơ Nguyệt gương mặt. Hắn tự nhiên biết, trước mắt nữ nhân này, là Huyền Cơ Nguyệt một đạo uế đất phân thân. Nhìn Huyền Cơ Nguyệt mặt, Diệp Thần trong lòng sôi trào dậy đặc biệt phức tạp hận ý. Bị phản bội tức giận, bị chém giết không cam lòng, kiếp trước đủ loại tâm trạng, ở hắn đầu óc bên trong kịch liệt đan vào. Trước nhất thế, Huyền Cơ Nguyệt là vợ chưa cưới của hắn. Mặc dù không biết vì sao sẽ như vậy, nhưng hiện tại, Diệp Thần trong lòng có, chỉ là ngập trời tức giận.
Nếu như hắn lại tới chậm chút, sợ rằng Kỷ Thư Thanh đã gặp phải Huyền Cơ Nguyệt độc thủ. Trước một đời ân oán, ngày hôm nay ngươi nên thường lại. Diệp Thần ánh mắt lửa giận cháy, nắm chặt sát kiếm, mang Diệt Thiên hơi thở khủng bố kiếm mang, hung hăng hướng Huyền Cơ Nguyệt chém tới. Hắn rất rõ ràng, muốn cho Huyền Cơ Nguyệt chân chính trả lại tội nghiệt, hắn phải giết tới thượng giới đi. Ngày hôm nay, hắn chỉ là muốn thỉnh cầu một chút lợi tức. Nếu như có thể tiêu diệt cái này uế đất phân thân, vậy coi là hung hăng đánh Huyền Cơ Nguyệt một cái tát. Tốt kiếm khí bén nhọn. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Diệp Thần tự nhiên mà đến kiếm khí, mắt đẹp nhất thời chấn động một cái. Diệp Thần tu vi, rõ ràng chỉ có hỗn độn cảnh nhất tầng thiên mà thôi, nhưng hắn một kiếm này, nhưng mang ngập trời khí tức hủy diệt, tựa hồ muốn chu diệt thiên địa, cho dù là nàng, cũng phải kiêng kỵ vạn phần. Chanh! Huyền Cơ Nguyệt vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng là bị đẩy lui hai bước. Tên này, thật là quái vật à! Chí Tôn Long Hoàng thấy Diệp Thần như thế uy mãnh hình dáng, không khỏi sợ hãi than. Hắn khí lực khí huyết hùng hậu, hiện tại đã khôi phục một chút, đứng dậy, đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, đem nàng đỡ dậy. Nhìn Diệp Lạc Nhi trong tròng mắt ánh mắt sùng bái, Chí Tôn Long Hoàng rốt cuộc rõ ràng, có thể để cho mình coi trọng tương gia nam tử, đúng là có chỗ hơn người. Chính là hỗn độn cảnh nhất tầng thiên, lại có thể đẩy lui thiên thần cảnh bốn tầng thiên Huyền Cơ Nguyệt. Này cùng lực lượng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Ha ha, ta còn lấy là, thượng giới nữ hoàng thật lợi hại, nguyên lai chính là phế vật. Diệp Thần cầm kiếm nơi tay, hăm hở, lại lần nữa một kiếm mãnh chém ra. Hiện tại hắn đột phá tới hỗn độn cảnh, gân cốt huyết mạch nghịch thiên lột xác, sức chiến đấu so với trước kia mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như ở ngày hôm qua, hắn đụng phải Huyền Cơ Nguyệt, cơ hồ không thể nào chiến thắng. Nhưng ngày hôm nay, hắn vượt qua lôi kiếp, đột nhiên tăng mạnh, hoàn toàn có thể nghiền ép Huyền Cơ Nguyệt. Xuy xuy xuy, kiếm quang như điện, điên cuồng chém chết. Ở Diệp Thần dưới áp chế, Huyền Cơ Nguyệt liên tiếp lui về phía sau, lại có thể liền đánh lại cơ hội cũng không có. Đáng chết, hắn làm sao sẽ lớn mạnh như vậy? Huyền Cơ Nguyệt thật sâu sợ hãi, nàng đường đường thiên thần cảnh bốn tầng thiên cao thủ, lại có thể bị một cái hỗn độn cảnh nhất tầng thiên tiểu tử áp chế được không cách nào thở dốc. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Thời khắc này Huyền Cơ Nguyệt thậm chí đang suy nghĩ, nếu như bị Diệp Thần chứng đạo thiên thần, thậm chí giết tới thượng giới, nàng thân phận thật sự còn có mạng sống cơ hội sao? Đời này luân hồi chi chủ, nói riêng về tiềm lực, có thể đã vượt qua đời trước à? Khủng bố! Chân thực quá kinh khủng! Diệp Thần thậm chí không có dùng vũ khí gì thần thông, tiện tay khoác kiếm giết ra. Chính là nổ lên ngập trời kiếm khí, cả người cũng lộ ra nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, vô cùng cuồng ngạo, vô cùng bá đạo, vô cùng mạnh mẽ. Huyền Cơ Nguyệt quần áo trên người, nhất thời bị kiếm khí xé rất nhiều, lộ ra một phiến phiến trắng như tuyết vết máu da thịt. Diệt Thiên Kiếm Quyết. Diệp Thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý, khua kiếm bạo chém xuống đi, thân kiếm nổ lên ngập trời hủy diệt chập chờn, đúng thanh kiếm đen nhánh một phiến. Quanh quẩn địa ngục vậy sát khí. Huyền Cơ Nguyệt lật đật thúc dục luân hồi tinh thạch, lấy tinh thạch là thuẫn, chặn lại Diệp Thần một kiếm. Phốc xích. Ở Diệp Thần kiếm lực chấn nhiếp, nàng liên tiếp lui về phía sau liền ba bước, khạc ra một ngụm máu tươi. Cái này luân hồi tinh thạch, ngươi từ nơi nào có được? Luân hồi tinh thạch ngươi không có tư cách chấp trưởng, liền và ngươi tánh mạng, cùng nhau cho ta đi. Diệp Thần ánh mắt run lên. Kiếm phong chém điên cuồng, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt chỗ hiểm. Huyền Cơ Nguyệt không thể không nói xinh đẹp kinh người, nhưng là loại người này, nhất định là thù của hắn địch. Bất quá, hắn nhưng là không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt trên tay, lại còn có luân hồi tinh thạch. Thật ra thì, nếu như Huyền Cơ Nguyệt là toàn bộ thịnh trạng thái, chưa chắc sẽ chật vật như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, nàng mới vừa cùng Kỷ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi chiến đấu qua. Thương thế trên người còn không có hoàn toàn hết bệnh, mà luân hồi tinh diễm và tinh thạch hơi thở, cũng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Đối mặt Diệp Thần từng bước nghiền ép, nàng căn bản không có phản kháng cơ hội. Diệp Thần một kiếm này, bày rõ là muốn chu diệt nàng, không có chút nào nương tay. Tiện nhân này, rốt cuộc phải chết. Kỷ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi, đều lộ ra vui mừng. Đốt ta thân thể không lành lặn, đốt ta chân huyết, thánh hỏa không ngừng.
tẫn diệt chư thiên. Nhưng đột nhiên, Huyền Cơ Nguyệt hai tay nặn quyết, ánh mắt sắc bén, một tiếng hò hét, tinh huyết trong cơ thể, không ngừng thiêu đốt. Lại là Nhiên Huyết Đại Pháp. Giết hắn, ngày hôm nay phải giết hắn. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt tất cả đều là sát khí, nội tâm liền liền chợt quát. Nàng rất rõ ràng, Diệp Thần tiềm lực quá lớn, cho hắn trăm năm thời gian, nếu như bị hắn giết tới thượng giới đi, nàng thân phận thật sự tuyệt đối nguy hiểm. Ngày hôm nay, phải chém chết Diệp Thần, mới có thể vĩnh viễn giải quyết uy hiếp. Cái này Nhiên Huyết Đại Pháp, Thiên Đạo Cung 12 trưởng lão dùng qua, Tuyền Cơ dùng qua, Diệp Thiếu Thu vậy dùng qua, lấy cháy máu tươi làm giá, ngắn ngủi tăng lên sức chiến đấu, là một môn cường hãn vô cùng thần thông. Nhưng bọn họ sử dụng bất quá là thượng giới ở lại thần quốc một phần chia, mà Huyền Cơ Nguyệt thi triển là toàn bộ bộ. Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt lại có thể thi triển ra Nhiên Huyết Đại Pháp. Oanh! Nháy mắt tức thì, Huyền Cơ Nguyệt thân thể mềm mại trên, che phủ một tầng nóng rực huyết khí. Nàng cả người thực lực, như mặt trời nắng gắt chói chan, điên cuồng tăng vọt. Giá lớn như vậy, xem ra thật chẳng muốn lưu ta. Diệp Thần hơi lui về phía sau một bước, cầm kiếm đứng, gương mặt mang vẻ ngưng trọng. Huyền Cơ Nguyệt dùng đốt máu bí pháp, hơn nữa còn là điên cuồng cháy, nàng cái này cái uế đất phân thân, không cần Diệp Thần động thủ, cũng phải đèn cạn dầu bị diệt. Diệp Thần, chú ý, nàng phải liều mạng. Kỷ Tư Thanh lảo đảo lắc lư đứng lên, trên mình hơi thở thoáng khôi phục. Lần này, nàng mặc dù cũng là trọng thương, nhưng không có lửa độc triền thân. Chỉ là thông thường thương thế, dựa vào chính mình hơi thở cũng có thể khôi phục, không cần phiền toái đi nữa Diệp Thần cứu chữa. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt thi triển Nhiên Huyết Đại Pháp, bày rõ là muốn ngọc đá cùng vỡ, lấy hy sinh uế đất phân thân làm giá, chém chết Diệp Thần. Cái này uế đất phân thân, hỗn hợp Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự khí huyết, nếu như chết, nàng thân phận thật sự vậy phải bị cắn trả vết thương. Bất quá, chính là cắn trả vết thương. Có thể đổi Diệp Thần một cái mạng, đây quả thực không nên quá tính toán. Úm, ba, ni, bá, nghị, mờ u, ô, ba. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, quyết định thật nhanh, cả người gân cốt chấn động, cổ họng dương ra, phun ra từng cái cổ xưa âm tiết. Thiên Long Bát Thần Âm. Hắn không do dự, trực tiếp thi triển ra Thiên Long Bát Thần Âm, phải tiên phát chế nhân, đánh chết Huyền Cơ Nguyệt. Hống. Động trời tiếng rồng ngâm, đột nhiên nổ vang. Diệp Thần trên thân thể, kim quang tách thả ra, tám cái thiên long liều chết xung phong ra, xen lẫn vô tận âm sát đợt khí, hung hăng hướng Huyền Cơ Nguyệt trấn áp đi. Cái này tám cái thiên long, còn tràn ra tí tí ánh sao, ẩn hàm hung hãn hỗn độn uy nghiêm. Đây là hỗn độn tinh thụ hơi thở. Diệp Thần đã hoàn toàn luyện hóa hỗn độn tinh thụ, giờ phút này thi triển ra Thiên Long Bát Thần Âm. Khoáng đạt hồng mông trong khí thức, liền lộ ra ti ti lũ lũ hỗn độn tinh khí, cuồn cuộn bàng bạc, đơn giản là muốn chăn đệm thiên địa, hiện ra uy nghiêm vô thượng. Nếu như giờ khắc này, Diệp Thần lần nữa đối mặt máu rồng sâu đáy biển vậy cái hắc long, hắn một chiêu Thiên Long Bát Thần Âm, là có thể cầm đối phương tiêu diệt. Hiện tại hắn cảnh giới sau khi đột phá, Thiên Long Bát Thần Âm lực sát thương, cũng là điên cuồng tăng lên. Ngươi lại có thể luyện thành 33 thiên hồng mông cổ pháp. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp co rúm một cái, không nghĩ tới Diệp Thần lại có lớn như vậy cơ duyên, luyện thành trong truyền thuyết 33 thiên hồng mông cổ pháp. Hưu. Trong lúc nguy cấp, Huyền Cơ Nguyệt một kiếm cuồng đâm ra, đầu ngón tay múa, ngay tức thì hóa ra dù sao cũng đạo kiếm quang, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Lúc này nàng, cả người máu tươi điên cuồng thiêu đốt, một kiếm này lực lượng. Vậy là đặc biệt kinh người. Phá cho ta. Diệp Thần nhưng là không sợ chút nào, cổ họng tuôn ra liên miên âm tiết, tạo thành từng tầng một cổ xưa bá đạo âm sát đợt khí, đi đôi với tám cái thiên long, hung hăng chấn đánh tiếp. Phịch. Cuồng bạo thiên long thánh âm, như thần như Phật, nhất kích tới giữa, lại là nghiền nát Huyền Cơ Nguyệt vô cùng kiếm quang. Phốc xích. Huyền Cơ Nguyệt phun ra máu tươi, thân thể mềm mại chật vật đảo phi nhi xuất. Không thể nào, người lực lượng, làm sao sẽ bá đạo đến tình cảnh này? Huyền Cơ Nguyệt hoàn toàn luống cuống. Nàng vận dụng đốt máu bí pháp, thiêu đốt toàn thân máu tươi, nơi hôi ra một kiếm, đủ để xuyên qua tinh nguyệt, uy lực ngút trời. Nhưng dù vậy,
nàng kiếm khí, cũng là ngay tức thì bị Diệp Thần nghiền nát. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc lợi hại đến cái gì bước? Hồng Mông cổ pháp uy lực, há là trò đùa, họ Huyền, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên ác liệt, giơ cao một kiếm, đâm thẳng Huyền Cơ Nguyệt tim. Hắn tấn thăng hỗn độn cảnh sau đó, thực lực bão táp, mượn nữa giúp 33 thiên Hồng Mông cổ pháp uy năng, chính là trực tiếp nghiền ép Huyền Cơ Nguyệt, nàng thi triển nhiên huyết đại pháp cũng không có tác dụng. 33 thiên Hồng Mông cổ pháp, lực sát thương thực sự quá lớn, đơn giản là không thể ngăn cản. Nếu như là trước kia, Diệp Thần thi triển Thiên Long Bát Thần Âm sau đó, hơi thở đem rơi vào khô kiệt, không có sức tái chiến. Nhưng hôm nay, hắn bước vào hỗn độn cảnh, thực lực chợt tăng, coi như dùng 33 thiên Hồng Mông cổ pháp, tiêu hao cực kỳ to lớn, đan điền bên trong cũng có thể lưu tích trữ một tia linh khí, để cho hắn có sức tái chiến. Bước này tấn thăng, đơn giản là nghịch thiên lột xác, không thể tưởng tượng nổi đột phá, hoàn toàn lột xác. Sợ hãi sâu đậm. Huyền Cơ Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy, không ngừng lui về phía sau, không ngờ tới Diệp Thần lại có thể như vậy hào hoành, nàng căn bản không có lực phản kháng. Đế uy hạ xuống, dấu vết thêm thân, ta vì thiên hạ chủ, hùng bá hoàn vũ. Sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt đứng yên bước chân, ngửa mặt trông lên bầu trời, hai tay giơ lên thật cao. Rào! Nhất thời, bầu trời trên, hạ xuống một đạo sáng chói cột sáng màu trắng. Cuồn cuộn đế uy, điên cuồng tràn ngập ra. Huyền Cơ Nguyệt cả người, cũng đắm chìm trong cột sáng màu trắng bên trong, thần thánh sáng bóng, hiện ra hết nữ hoàng gió nghi. Nàng ấn đường, nổi lên một đạo vô cùng cuồn cuộn đế uy dấu vết, giống như nhật nguyệt khắc hoa văn, khí tức mạnh mẽ chập chờn tản mát ra, đúng phiến thiên địa tựa hồ đều chấn động. Chanh! Diệp Thần một kiếm đã đâm đi, mũi kiếm đâm tới Huyền Cơ Nguyệt trước người ba tấc. Nhưng giống như đụng phải vách sắt, rất miễn cưỡng bị chấn động lui ra. Đây là, đế uy dấu vết. Diệp Thần nhìn Huyền Cơ Nguyệt nơi mi tâm nhật nguyệt khắc hoa văn, hoàn toàn kinh hãi. Ở sống chết trước mắt, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể kêu gọi thượng giới, để cho nữ hoàng thân phận thật sự, tùy ban cho ân từ, ban cho nàng một đạo đế uy dấu vết. Cái này đế uy dấu vết, có vô cùng khoáng đạt hơi thở, vô cùng lực lượng vô tận, đủ để dung chuyển hoàn vũ. Ban đầu Tuyền Cơ cùng Già Thiên Ma Đế đánh một trận, vậy kêu gọi qua đế uy dấu vết. Này cùng dấu vết, hơi thở ngút trời, liền Già Thiên Ma Đế cũng không dám cứng rắn đụng mũi nhọn, có thể tưởng tượng được có lợi hại bực nào. Giờ phút này, đế uy dấu vết hạ xuống, Huyền Cơ Nguyệt như rồng bào thêm thân, tràn ra ngập trời đế hoàng uy nghiêm, trên mình quần áo lại hóa thành hoàng kim vậy màu sắc, đại khí bàng bạc, giữa trán một phiến thiên hoàng khí phách. Tựa hồ muốn thống ngự toàn bộ vũ trụ. Vô địch. Đơn giản là vô địch. Diệp Thần nhìn bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, nhất thời sinh ra một hồi sâu đậm cảm giác vô lực. Hắn chỉ cảm thấy, Huyền Cơ Nguyệt giấu vết thêm thân, chân thực quá vô địch, ngay tức thì nghịch thiên cải mệnh, từ rơi xuống nước quả đen biến thành phượng hoàng, đơn giản là không thể ngửa mặt trông lên. Một khắc trước, hắn còn có thể nghiền ép Huyền Cơ Nguyệt. Nhưng lúc này, bị nghiền ép, tuyệt đối là hắn. Đáng chết, nàng điên rồi sao? Không so đo hết thảy hậu quả, lại có thể kêu gọi thượng giới lực lượng. Kỷ Tư Thanh thấy một màn này, cũng là kinh hãi. Thượng giới và thần quốc, có đặc biệt vững chắc giới vách đá, không thể đột phá. Nếu như cưỡng ép xông phá, đơn giản là không vâng lời quy tắc, bốc lên độc thiên cơ, sẽ gây thành không thể tưởng tượng nổi đồ sộ họa. Chủ tử, việc lớn không ổn, đi mau. Chí Tôn Long Hoàng cũng là cả kinh thất sắc. Bây giờ Huyền Cơ Nguyệt, chân chính hiển lộ ra nữ hoàng phong tư, cường đại đến không thể chiến thắng. Nếu như lại lưu lại nữa, hắn và Diệp Lạc Nhi, đều phải cho Diệp Thần chôn theo. Không được, chúng ta làm sao có thể một mình rời đi. Ta muốn lưu lại cùng Diệp Đại Ca. Diệp Lạc Nhi cắn răng, nhưng là không muốn rời đi. Chí Tôn Long Hoàng à một tiếng. Mặt đầy gấp gáp, nhưng vậy không thể làm gì khác hơn là bảo vệ ở Diệp Lạc Nhi bên người, tùy thời làm xong hy sinh hộ chủ chuẩn bị. Mà lúc này, ở thượng giới, nữ hoàng cung điện bên trong. Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự, phốc xích một tiếng, ha mồm phun ra máu tươi, sắc mặt một hồi trắng bệch. Tạo uế đất phân thân, máu tươi cháy,
cơ hồ muốn đèn cạn dầu. Nàng cháy máu tươi, lực lượng còn chưa đủ, còn muốn kêu gọi ta năng lượng. Nàng kết quả đụng phải thật lợi hại cường địch. Huyền Cơ Nguyệt mắt đẹp không ngừng lóe lên, trong lòng trận trận khiếp sợ. Thần quốc nàng rõ ràng, sớm thì không phải là ban đầu quần hùng cũng dậy, luân hồi đương lập thần quốc. Mặc dù vậy đạo phân thân bất quá thiên thần cảnh 4 tầng thiên, ở thất đại thần quốc không tính là mạnh nhất, nhưng đủ để giải quyết phần lớn vấn đề. Kết quả là nguyên nhân gì để cho vậy đạo phân thân như vậy? Phân thân máu tươi cháy, nàng đã được cắn trả. Hơn nữa, phân thân còn kêu gọi nàng năng lượng, muốn nàng đột phá giới vách đá hạn chế, rơi xuống một món dấu vết, cái này cắn trả, liền càng nghiêm trọng hơn. Đồng thời cắn trả dưới sự xung kích, cho dù mạnh như Huyền Cơ Nguyệt, vậy phải bị thương hộc máu. Nàng trong lòng tràn đầy khiếp sợ, hoàn toàn muốn không rõ ràng, nàng uế đất phân thân, rốt cuộc đụng phải như thế nào kẻ địch cường đại, lại muốn liền ngay cả động dùng lá bài tẩy. Chẳng lẽ đụng phải sau lưng người bầy bố? Huyền Cơ Nguyệt suy đoán, kiêng kỵ sâu đậm. Nàng và uế đất phân thân, cũng không thể cùng chung trí nhớ, cho nên, nàng cũng không biết hạ giới sự tình phát sinh. Nếu như bị nàng biết, nàng uế đất phân thân, đối mặt kẻ địch, thật ra thì chỉ là một mới vừa đột phá hỗn độn cảnh võ giả, nàng có thể sẽ khiếp sợ được không nói ra lời. Hình ảnh quay về. Cửu Thiên Thần Long Điện, ánh sáng rực rỡ cuồn cuộn. Liên Miên Cung Khuyết, cũng đắm chìm trong nữ hoàng uy nghiêm bên trong. Thiên địa càn khôn, vũ trụ tinh không, tựa hồ cũng phải lạy phục. Huyền Cơ Nguyệt bóng người, đứng ngạo nghễ. Chư thiên vạn giới, tựa hồ không có bất kỳ khí tức gì, có thể dung chuyển nàng tồn tại. Luân hồi chi chủ, có thể cầm ta ép đến tình cảnh này, người vậy đủ để tự hào. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, phương xa một ngọn núi nhạc vỡ nát, cuồn cuộn mậu thổ tinh khí ngưng tụ, hóa thành một cái kim quang sáng chói cự kiếm, rơi vào tay nàng bên trong. Hiện tại nàng gọi về thượng giới lực lượng, thân phận thật sự nhất định bị thương nặng, nàng trả giá cao, có thể nói là đặc biệt to lớn. Nhưng có thể chu diệt Diệp Thần, hoàn toàn tiêu diệt luân hồi chi chủ, đời này giá cả, cũng là hoàn toàn đáng giá. Chém! Huyền Cơ Nguyệt trong mắt run lên, cự kiếm phá không bạo giết, hung hăng hướng Diệp Thần chém xuống đi. Không tốt! Diệp Thần ánh mắt co rúm một cái, hắn mới vừa thi triển Thiên Long Bát Thần Âm. Hơi thở tiêu hao đặc biệt to lớn, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt như vậy cuồng hoành một kiếm, căn bản không có lực phản kháng. Long đế tiền bối, giúp ta. Trong chớp mắt, Diệp Thần thanh âm, truyền đạt đến luân hồi mộ địa bên trong đi. Bây giờ là nguy hiểm nhất giây phút, hắn vậy không do dự, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy. Thằng nhóc, cẩn thận. Bất diệt Long đế cũng không nói nhảm, trực tiếp nhập vào người đến Diệp Thần trên mình. Khí tức bàng bạc toàn bộ bơm vào mà vào. Nhất thời, Diệp Thần quanh thân nổ lên hào hùng oai rồng, cuồn cuộn kim quang tản ra, hóa thành từng cái thiên long. Từng cái thiên long, vững vàng còn quấn Diệp Thần. Ngay lập tức, Diệp Thần tựa như hóa thành long tộc nắm giữ, muốn trấn áp chư thiên. Hơi thở này, là... Chí Tôn Long Hoàng xa xa thấy một màn này, nhất thời rung động. Diệp Thần khí tức trên người. Để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, ngay tức thì nghĩ tới thượng cổ một vị long tộc đại năng. Bất diệt Long Đế. Năm đó thời đại thượng cổ, bất diệt Long Đế là long tộc nắm giữ, nhảy vút hoành thiên, bãi hạp càn khôn, uy năng vô lượng, đặc biệt chi lợi hại. Bất diệt Long Đế, không phải bỏ mình sao? Hắn trên mình, tại sao có thể có bất diệt Long Đế hơi thở? Chí Tôn Long Hoàng kinh nghi bất định, hắn rõ ràng nhớ. Ở trên cao cổ thời điểm đại chiến, bất diệt Long Đế đã chết. Nhưng hiện tại, Diệp Thần trên mình, lại có thể bạo phát ra bất diệt Long Đế hơi thở, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Phịch! Huyền Cơ Nguyệt một cái cự kiếm nổi giận chém xuống, Diệp Thần huy động kiếm, Long tướng cuồng vũ, khí thế bừng bừng, trực tiếp ngăn trở. Không thể nào! Huyền Cơ Nguyệt lui về phía sau 3 bước, mắt đẹp trợn to, không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Diệp Thần hơi thở, rõ ràng đã khô kiệt, nàng còn lấy là một kiếm này, có thể tuyệt đối chém chết. Nhưng không nghĩ tới, sống chết trước mắt, Diệp Thần hơi thở lại có thể đột nhiên bạo tăng, còn hơn hồi này nữa lợi hại hơn, lộ ra vô thượng long tộc thiên uy.
Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi thấy một màn này, đều là thở phào nhẹ nhõm. Các nàng còn lấy là, Diệp Thần phải chết thật, thật may cái này người thanh niên, lại một lần nữa đường cùng giết ngược, không để cho các nàng thất vọng. Thiên tử giận dữ, phục thi triệu, Huyền Thiên Thăng Long chém, giết. Diệp Thần mãnh quát một tiếng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, bước chân một đạp mặt đất, ầm một tiếng, mặt đất sụp đổ, hắn thân thể nhanh như tia chớp bão táp ra, khua kiếm trên nhảy, như Huyền Thiên Thăng Long, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Một chiêu này Huyền Thiên Thăng Long chém, là long tộc cao nhất võ, năm đó Bất Diệt Long Đế bằng vào chiêu này, không biết chém giết nhiều ít cường địch. Chiêu này vừa ra, vô tận thiên tử uy nghiêm, Long Đế khí khái, chính là cuồn cuộn gào thét ra, tựa hồ muốn thống ngự chư thiên. Diệp Thần kiếm phong tới giữa, vậy bạo phát ra mãnh liệt uy nghiêm. Đây là thiên tử oai, Long Đế cơn giận, so với Huyền Cơ Nguyệt hơi thở, lại có thể chút nào không kém. Huyền Cơ Nguyệt là thượng giới nữ hoàng, nàng uy nghiêm, là đủ để nghiền ép Bất Diệt Long Đế, nhưng Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, trong huyết mạch luân hồi hơi thở, và Bất Diệt Long Đế uy nghiêm dung hợp, hắn bộc phát ra khí thế, trực tiếp có vào Huyền Cơ Nguyệt chống lại tư cách. Đây không phải là ngươi hơi thở, sau lưng của ngươi, có cường giả cất giấu. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Diệp Thần ngập trời kiếm chém, kiêng kỵ sâu đậm. Nàng cảm nhận được. Diệp Thần không phải chiến đấu một mình, sau lưng tuyệt đối khác có đại năng, nếu không không thể nào có như thế cường đại lực lượng. 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm. Mắt xem Diệp Thần kiếm chém chết đến, Huyền Cơ Nguyệt vậy không dám thở ơ, hơi thở ngưng luyện, tay trong tay một kiếm, lại có thể nổ lên ngập trời hồng mông hơi thở, vô số khí lạnh ngưng tụ, ở nàng trên thân kiếm diễn hóa thành một đầu phượng hoàng. Không tốt. Là 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp. Bất Diệt Long Đế thấy một kiếm này, nhất thời kêu lên. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này, lại là trong truyền thuyết 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, kêu Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm, ngưng tụ vũ trụ bát hoang vô tận khí lạnh, hóa thành băng hoàng kiếm khí, lực sát thương đặc biệt kinh khủng. Lấy nàng cái này uế đất phân thân, tuyệt đối không cách nào chịu đựng Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm hơi thở. Bởi vì, 33 Thiên Hồng Mông Cổ Pháp, đối với thân thể gánh vác đặc biệt to lớn, không phải nàng một đạo uế đất phân thân có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại, nàng gọi về thượng giới lực lượng, ấn đường ủng có một đạo đế uy dấu vết, gân cốt trực tiếp lột xác, đủ để chịu đựng hồng mông cổ pháp đánh vào. Một chiêu này Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm thi triển ra, thiên địa hư không, nhất thời hàn tuyết phiêu bay, sương vũ cuồn cuộn, vô cùng vô tận khí lạnh, từ vũ trụ mỗi một xó xỉnh tràn ngập xuống. Bên ngoài vòng chiến mặt Kỳ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Chí Tôn Long Hoàng ba người, ở khí lạnh xâm nhập hạ, đều cảm thấy từng cơn thấu xương, sợi tóc cũng toát ra xương hoa. Liều mạng. Diệp Thần hít sâu một hơi, đương thời giây phút, tuyệt đối không thể lui về phía sau. Nếu như lui về phía sau một bước, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có đi về trước liều giết, mới có sinh cơ. Chuôi kiếm nắm chặt. Diệp Thần vẫn khua kiếm cuồng sát, chém thẳng Huyền Cơ Nguyệt. Mà Huyền Cơ Nguyệt Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm, cũng là gào thét bổ xuống. Long đằng kiếm khí, băng hoàng kiếm mang. Thiên tử Long Tướng, nữ hoàng đế uy. Một rồng một hoàng, hai đạo kinh thời thiết tức, hung hăng đụng vào nhau. Đứng ở chung quanh Kỳ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Chí Tôn Long Hoàng ba người, đều là vô cùng khẩn trương nhìn. Cái gọi là thiên không hai ngày. Đời không hai chủ, cái này một tí va chạm, nhất định là long trời lở đất, sống chết kết quả cuối cùng. Hai đạo kiếm khí va chạm gian, nhất thời bùng nổ ngập trời đợt khí. Giữa không trung bên trong, lại có thể dâng lên một đóa mây hình nấm. Mạnh mẽ va chạm hơi thở, dung chuyển thiên địa, đại đạo tựa hồ cũng phai mờ. Kỳ Tư Thanh, Diệp Lạc Nhi, Chí Tôn Long Hoàng ba người thân thể, trực tiếp bị thổi bay ra ngoài. Hơi có điểm chật vật đổ xuống đất. Đúng khối mặt đất, ở nơi này động trời va chạm hạ, rất miễn cưỡng lõm sụp xuống, ngay cả xác cũng rạn nứt, sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy ừng ực toát ra, nhưng ở Kinh Trời Tuyết Hoàng Kiếm khí lạnh bao trùm hạ, mới vừa nhô ra nham thạch nóng chảy, liền ngay tức thì đóng kết. Hơi thở cuồng bạo xông lên thiên đi, bầu trời đều bị nổ mặc, rất xa vũ trụ tinh thần, tựa hồ cũng đang chấn động. Bầu trời một vòng mặt trời đỏ ánh sáng, lại có thể bị trực tiếp đóng băng.
Huyền cơ nguyệt kinh trời tuyết hoàng kiếm, khí lạnh chân thực quá mạnh mẽ, liền thái dương tinh thần đều có thể đóng băng, đơn giản là vô địch. Mà Diệp Thần huyền thiên thăng long chém, cũng không có yếu đi nơi nào, kiếm khí bén nhọn khắp nơi tán giết, hư không đều bị xuyên qua, giống như bể tan tành tấm gương, từng cục không gian mảnh vỡ rớt xuống đất, thời không chảy loạn điên cuồng xé kéo ra, hô hô vang dội. Khủng bố! Chân thực quá kinh khủng! Diệp Thần và huyền cơ nguyệt, cái này một tí va chạm, nếu như thả vào ngoại giới đi, đủ để cho ngàn dặm giang sơn, lâm vào là phế tích, vạn dặm sinh linh, toàn bộ đổ thán. Nếu như không phải là cửu thiên thần long điện có cấm chế bảo vệ, chỗ này, sợ rằng đã bị phá hủy. Phốc xích! Mà trong đụng chạm tim, Diệp Thần miệng phun máu tươi, thân thể hoảng hốt bay ngược, chật vật ngã xuống đất. Mà huyền cơ nguyệt, mặt đẹp trắng bệch, cũng là bay ngược, được một chút chấn động. Nhưng là, nàng cũng không có bị thương. Cái này một tí giao phong, là nàng thắng. Nữ hoàng thiên uy, há là ngươi có thể không vâng lời. Huyền cơ nguyệt nhìn ngã xuống đất Diệp Thần, trong mắt lộ ra sảng khoái. Diệp Thần thực lực, đặc biệt cường đại, mượn bất diệt long đế hơi thở, lại là thiên tử long tướng, khí thôn vạn dặm. Nhưng là, nàng vận dụng kinh trời tuyết hoàng kiếm, lấy cao nhất hồng mông thiên uy, chấn áp hết thảy, cuối cùng là chiến thắng Diệp Thần. Đáng tiếc, bất diệt long đế than thở một tiếng, hơi thở bị nghiêm trọng chấn động, yếu ớt không chịu nổi, bị buộc lui về luân hồi mộ địa. Huyền cơ nguyệt tay cầm thượng giới dấu vết, còn vận dụng hồng mông cổ pháp, nàng uy nghiêm, đơn giản là hùng bá hoàn vũ, không thể tương đương. Lần này giao phong, Diệp Thần cuối cùng không thể nghịch thiên, vẫn là thua ở huyền cơ nguyệt thủ hạ. Luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay hẳn phải chết. Đời trước, ta thân phận thật sự có thể giết ngươi. Cái này nhất thế, như cũ như vậy. Huyền cơ nguyệt ánh mắt cao ngạo, ngực không ngừng phập phồng, hơi có điểm thở dốc. Vận dụng hồng mông cổ pháp, nàng vậy được to lớn tiêu hao. Mà đây cái uế đất phân thân, máu tươi không ngừng cháy hạ, vậy kế cận bị diệt. Không thể kéo dài được nữa. Huyền cơ nguyệt một kiếm chém ra, mang một chút hồng mông uy lực còn lại, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới, muốn một kiếm chém chết. Diệp Thần lảo đảo lắc lư đứng lên, thân thể tuy bị thương, nhưng ánh mắt nhưng không có chút nào khuất phục. À, ngươi muốn giết ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, ở chết dưới uy hiếp, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết, không ngừng kích động. Suy suy suy, ba đạo tinh mang, bỗng nhiên từ Diệp Thần trong cơ thể phá ra, hóa thành ba tấm bia đá, còn quấn hắn quanh thân, không ngừng xoay tròn. Lại là ba khối luân hồi huyền bi. Trần bia, phong bi, viêm bia. Sống chết trước mắt, ba khối luân hồi huyền bi, từ luân hồi mộ địa bên trong lao ra, vững vàng bảo vệ Diệp Thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần huyết mạch, vậy đang không ngừng kích động, từng tia luân hồi hơi thở, cuồn cuộn tràn ngập ra. Đây là, luân hồi chi chủ hơi thở. Huyền cơ nguyệt ánh mắt hoảng sợ, không khỏi lui về sau một bước. Trời tạo hóa, vũ trụ luân hồi, ta là luân hồi chi chủ, nắm giữ vạn giới. Diệp Thần quát to một tiếng, huyết mạch bộc phát ra ngập trời luân hồi lực. Ngân hà, hoặc có tiêu diệt. Thiên địa, chung quy hư không. Chỉ có luân hồi, vĩnh hằng bất hủ. Một đạo phiêu phiêu miểu miểu bóng người, từ Diệp Thần sau lưng nổi lên. Đạo thân ảnh này, tướng mạo và Diệp Thần giống nhau như đúc, nhưng khí tức trên người, so Diệp Thần cuồn cuộn vậy không biết nhiều ít trăm triệu lần, đơn giản là vĩ đại như trời, bàng bạc như vũ trụ, khí thôn hàng tỷ bên trong tinh không, uy nghiêm vô địch, thô bạo ngất trời. Đây là luân hồi chi chủ. Chân chân chính chính luân hồi chi chủ. Giờ khắc này, kiếp trước bóng người, ở Diệp Thần sau lưng hiện lên. Hắn cả người, tựa hồ vậy nghịch thiên lột xác, thành nắm giữ vạn giới luân hồi chi chủ, hiện ra vô cùng bá đạo. Ở sống chết trước mắt, hắn luân hồi huyết mạch, lại có thể ngắn ngủi kích hoạt, trực tiếp thức tỉnh kiếp trước một phần chia lực lượng. Cố nhiên ngắn ngủi, nhưng đủ để giải quyết khốn cảnh. Luân hồi huyết mạch một mực ẩn núp, vào giờ khắc này, sống chết tới giữa, bùng nổ hộ chủ. Đây cũng là luân hồi huyết mạch mạnh mẽ. Không thể nào. Ngươi chỉ có hỗn độn cảnh mà thôi, làm sao sẽ nhanh như vậy, liền thức tỉnh kiếp trước hơi thở. Huyền cơ nguyệt thật sâu kinh hãi,
Trước nhất thế, nàng chém giết luân hồi chi chủ, trải qua mãi mãi năm tháng, nhớ lại chuyện này, trong lòng đều mang khủng hoảng lớn. Nàng từ đầu đến cuối sợ, luân hồi chi chủ có một ngày sẽ hồi phục trả thù, đem nàng bầm thây vạn đoạn. Hiện tại, nàng nhìn thấy luân hồi chi chủ bóng người, tất nhiên kinh hãi được tột đỉnh, cả người đều ngẩn ra. Diệp đại ca, mà bên ngoài vòng chiến Diệp Lạc Nhi, nhìn luân hồi chi chủ bóng người, lại là có loại muốn quỷ bái xung động. Nàng huyết mạch, nhưng mà đường đường vực ngoại long mạch, vô cùng tôn quý. Nhưng đối mặt Diệp thần luân hồi huyết mạch, đều muốn dập đầu quỷ bái, miễn cưỡng đời đời thần hầu hạ hậu, làm nô tỳ. Chí tôn Long Hoàng nắm chặt quả đấm, chán nổi gân xanh nhô lên, khổ khổ chịu đựng luân hồi hơi thở uy áp, tâm thần không dám buông lỏng chút nào. Một khi buông lỏng, hắn có thể liền để không chịu nổi, muốn trực tiếp quỳ xuống xưng thần. Luân hồi huyết mạch, chân thực quá mạnh mẽ. Kết nối với cổ long tộc, đều phải màng bái, căn bản không có thể chống lại. Máu này mạch, xứng đáng không thẹn, là chư thiên vạn giới cường đại nhất huyết mạch, đơn giản là vô địch. Ngươi trở về. Kỷ Tư Thanh cũng là ngơ ngác nhìn Diệp thần sau lưng, vậy đạo luân hồi chi chủ hư ảnh. Trước nhất thế, nàng khổ khổ bảo vệ Diệp thần, đáng tiếc Diệp thần cuối cùng là bỏ mình. Cái này nhất thế, nàng gặp lại luân hồi chi chủ bóng người, kiếp trước đủ loại nhân quả dây dưa, toàn bộ hiện lên, nàng thân thể mềm mại hơi phát run trước, rất muốn vào tới Diệp thần bên người, lao vào trong ngực hắn tố khổ. Huyền Cơ Nguyệt, trước nhất thế, ngươi chém giết ta. Cái này nhất thế, ngươi nhất định phải bị ta kéo xuống thần đàn, đạp rơi vực sâu. Mà lúc này, Diệp thần nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt, tiếng chấn chín cao, chữ chữ như sấm, long trời lở đất. Mượn kiếp trước luân hồi hơi thở, hắn trực tiếp kêu gọi ra Huyền Cơ Nguyệt tục danh, hoàn toàn không sợ hãi thiên cơ uy áp, bá đạo tới cực điểm. Oanh! Hạ một sát, Diệp thần một quyền vung ra, hung hăng đập về phía Huyền Cơ Nguyệt thân thể. Một quyền này, không có chút nào xinh đẹp, đơn giản trực tiếp, lộ ra thượng cổ man hoang ngang bướng, tục tằng hào hoành, bá đạo vô cùng, coi như là một cái tinh cầu, cũng có thể đánh nát. Thiên địa giữa vũ trụ, tựa như không có bất kỳ người, có thể chịu đựng bá đạo như vậy một quyền. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ta bại. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt thổn thức, không nghĩ tới ở giây phút sau cùng, Diệp thần lại có thể thức tỉnh thượng cổ luân hồi hơi thở. Đây là nàng không ngờ tới. Luân hồi chi chủ vừa ra, thiên địa cúi đầu, vũ trụ quỳ bái, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Nàng cái này uế đất phân thân, ở luân hồi chi chủ hơi thở nghiền ép hạ, so con kiến hôi còn muốn yếu ớt, coi như có đế uy dấu vết, cũng không có chút nào tác dụng. Ông, Huyền Cơ Nguyệt tự biết hẳn phải chết, sau ót vọt ra khỏi một viên xương trắng xá lợi, mang nàng trí nhớ, xông lên đi trên trời thượng giới. Viên này xương trắng xá lợi, là nàng toàn thân chỗ mạch máu. Năm đó Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự, chính là dùng một viên xương trắng xá lợi, đúc tạo thành cái này cái uế đất phân thân. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ muốn để cho xương trắng xá lợi mang nàng trí nhớ, vọt tới thượng giới đi, hướng nữ hoàng thân phận thật sự truyền tin tức. Luân hồi chi chủ sống lại tin tức, phải truyền tới thượng giới đi. Để cho nữ hoàng thân phận thật sự làm xong phòng bị. Đây là Huyền Cơ Nguyệt sau cùng kế hoạch. Đối mặt luân hồi chi chủ, vô luận là đế uy dấu vết, vẫn là hồng mông cổ pháp, cũng không có chút nào tác dụng, cho nên nàng cũng không có phản kháng, chỉ muốn ở trước khi chết, báo tin đi thượng giới. Phịch! Diệp thần hung hăng một quyền, ngang trời bạo giết ra. Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân, ngay tức thì nổ tung, lâm vào là đầy trời phiêu tán xương máu. Hoàn toàn chết. Phốc xích. Lên giới, nữ hoàng cung điện. Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự, lần nữa khạc ra một ngụm máu tươi. Ta uế đất phân thân, lại có thể bỏ mình. Huyền Cơ Nguyệt hơi biến sắc mặt, nàng đã giáng xuống đế uy dấu vết, nhưng không nghĩ tới, uế đất phân thân vẫn là chết, địch nhân kia rốt cuộc cường hãn đến cái gì bước. Hạ giới thần quốc, nhất định có biến cố, hiện tại chỉ có thể cùng xương trắng xá lợi. Đột phá giới vách đá hạn chế, báo tin cho ta, ta mới có thể biết hạ giới sự tình phát sinh. Huyền Cơ Nguyệt ánh mắt lóe lên, nàng uế đất phân thân, cốt lõi nhất tồn tại, chính là xương trắng xá lợi. Vậy xương trắng xá lợi, hàm chứa thiên thần ý chí,
còn có vô số thượng giới quy luật, coi như là thần đế cấp bậc cao thủ, đều không thể hủy bể. Cho nên, xương trắng xá lợi tích chữ diệt, Huyền Cơ Nguyệt cũng không có lo lắng. Nàng đang đợi, chờ đợi xương trắng xá lợi trở về. Đến lúc đó, nàng dung hợp xương trắng xá lợi, là có thể đọc lấy uế đất phân thân trí nhớ, biết được hạ giới phát sinh hết thảy. Thần quốc, Cửu Thiên Thần Long Điện. Hu hu. Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân, xương máu phiêu tán. Mà có một viên xương trắng xá lợi, nhưng bỗng nhiên tách ra xương máu, cướp phá hư không, phát ra từng cơn cây sáo vậy ré dài, nhanh chóng đi bầu trời phóng tới. Muốn báo tin. Diệp Thần ánh mắt run lên, nhất thời liền bắt được nguy hiểm thiên cơ. Hắn ngay tức thì biết, viên này xương trắng xá lợi, là Huyền Cơ Nguyệt uế đất phân thân căn nguyên chỗ, mang phân thân tất cả trí nhớ. Nếu như bị viên này xương trắng xá lợi, thuận lợi bay đến thượng giới, như vậy thần quốc phát sinh hết thảy, Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự cũng sẽ biết được. Thậm chí, luân hồi chi chủ sống lại tin tức, cũng bị bại lộ. Mà Diệp Thần, tuyệt đối không thể bại lộ mình thân phận. Nếu không, Huyền Cơ Nguyệt trước thời hạn có phòng bị, lấy nàng nghiền ép vũ trụ quyền thế, hắn căn bản không có lật bàn có thể. Ngăn cản. Phải ngăn cản. Cực võ, thần chánh. Diệp Thần trong mắt ác liệt, cơ hồ là xương trắng xá lợi xông lên trời cao ngay tức thì, hắn thân thể liền bạo cướp ra, một cái thoáng hiện, tới sát bầu trời, năm ngón tay dương ra, như rồng móng hạ xuống, hung hăng bắt được xương trắng xá lợi. Ông ông ông. Xương trắng xá lợi bị kẹt ở Diệp Thần trong lòng bàn tay, nhưng giống như có linh tính, phát ra kịch liệt chấn động, không ngừng vùng vẫy. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, hắn chỉ cảm thấy viên này xương trắng xá lợi, hơi thở vô cùng cường đại, lại có thể mang theo thượng giới chí tôn ý chí, còn có vô cùng vô tận thượng giới quy luật. Hắn xít sao nặn ở trong tay, tựa như nắm được một khối than lửa, lòng bàn tay ra thịt kịch liệt nóng bỏng, đặc biệt khó chịu. Cho ta bảo. Diệp Thần cắn răng, cả người khí lực cổn đáng, hủy diệt mộ đạo quy luật phù văn, ở bàn tay hắn gian nổ lên. Hắn muốn trực tiếp bóp vỡ xương trắng xá lợi, ngăn cản báo tin. Nhưng một màn kinh người xuất hiện, ở Diệp Thần toàn lực nghiền ép hạ, xương trắng xá lợi nhưng không có chút nào hư hại dấu hiệu, hơi thở ngược lại bỗng cuồng bạo, chọc thủng hắn lòng bàn tay trói buộc, lần nữa đi trên trời bay đi. Không tốt! Diệp Thần cả kinh thất sắc. Không nghĩ tới cái này xương trắng xá lợi như thế lợi hại, liền hắn ẩn chứa hủy diệt mộ đạo cự lực, cũng có thể chịu đựng. Viên này xương trắng xá lợi, thật sự là quá kiên cố, chỉ sợ là trong truyền thuyết thần đế, cũng không thể phai mờ. Ăn mòn quy luật, diệt. Diệp Thần xuất thủ lần nữa, tay áo bảo phất một cái, từng luồng thượng giới có một không hai ăn mòn hơi thở, như thất luyện thác nước, ngay tức thì giết phá hư không, hung hăng bao lấy xương trắng xá lợi. Vô cùng vô tận ăn mòn chập chờn, điên cuồng nghiền đè xuống, coi như là một viên tinh cầu nhỏ, cũng phải bị ăn mòn thành bụi bặm. Nhưng kinh người phải, vậy xương trắng xá lợi, lại có thể một chút cũng không có hư hại, cuồng như vậy đột phá ăn mòn phép tắc hạn chế, tiếp tục ngất trời. Liền ăn mòn quy luật đều vô dụng. Diệp Thần nhất thời kinh hãi, cái này xương trắng xá lợi cường hãn, hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng. Diệp Lạc Nhi, Kỷ Tư Thanh. Chí Tôn Long Hoàng trên mặt đất nhìn, cũng là kinh ngạc, giống vậy không nghĩ tới xương trắng xá lợi như thế cường hãn. Nếu như bị xương trắng xá lợi, thuận lợi trở lại thượng giới, Huyền Cơ Nguyệt thân phận thật sự tự tay xóa bỏ Diệp Thần, vậy Diệp Thần đời này, sợ rằng không việc gì lật bàn cơ hội. Nhưng ba người cũng chỉ có thể làm gấp, nhưng không giúp được cái gì. Đáng chết, lần này phiền toái. Diệp Thần mắt thấy xương trắng xá lợi dần dần đi xa. Nhưng không có biện pháp nào. Hống. Bỗng nhiên, một đạo tiếng thú gào vang lên, chỉ gặp đỏ xanh hai đạo ánh sáng mang, bỗng nhiên phóng lên cao. Giữa trời đất, tựa như bị hai đạo vô tận sóng biển chiếm đoạt. Hóa là âm dương bát quái đồ. Đây là song sắc. Đây là ác mộng. Chính là Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng từ luân hồi mộ địa bên trong giết ra, ánh mắt như điện, thân thể trực tiếp chọc thủng hư không, dương ra miệng to. Cắn xương trắng xá lợi, ừng ực một tiếng, lại có thể trực tiếp nuốt đi xuống. Tiểu Hoàng, ngươi làm gì? Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời kinh hãi. Viên này xương trắng xá lợi, hàm chứa Huyền Cơ Nguyệt bản thân ý chí,
còn có ngập trời thượng giới quy luật, hơi thở đặc biệt chi hung hãn. Nhưng tiểu hoàng lại có thể trực tiếp cắn nuốt. Đây quả thực là nuốt vào một viên lựu đạn định giờ. Một khi bùng nổ, tiểu hoàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như nó là thái cổ di chủng, nhưng huyết mạch cuối cùng không có hoàn toàn hồi phục, thượng giới quy luật uy nghiêm, tuyệt đối không phải lúc này nó có thể tiếp nhận. À, quả nhiên, tiểu hoàng cắn nuốt xương trắng xá lợi, trong cổ họng liền phát ra một hồi khó chịu gầm to. Đằng, nó thân thể, ngay tức thì nổ lên lửa lớn. Đây là thượng giới quy luật, bùng nổ thiêu đốt lửa cháy mạnh, đơn giản là muốn đốt tinh diệt tháng. Cuồng bạo năng lượng, không ngừng từ nó thân thể tràn ra tới. Hàng loạt ông minh, không ngừng từ trong cơ thể nó truyền ra. Hiển nhiên, xương trắng xá lợi năng lượng ở bùng nổ, muốn nghiền diệt tiểu hoàng thân thể, liều chết xung phong đi ra. Chủ tử, đi mau, nơi này rất nguy hiểm. Chí Tôn Long Hoàng kéo Diệp Lạc Nhi cánh tay, nhưng là muốn thoát đi nơi đây. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, xương trắng xá lợi sắp nghiền bạo tiểu hoàng thân thể, một khi nghiền bạo, nơi đây sẽ bùng nổ một tràng tai họa lớn khó khăn, sợ rằng phải ảnh hưởng đến bọn họ. Diệp Lạc Nhi nhưng là đờ đẫn hình dáng, không ngờ tới sẽ sinh ra này cùng biến cố. Tiểu hoàng, mau phun ra. Diệp thần hô to, cái này xương trắng xá lợi, năng lượng quá mạnh mẽ, căn bản không phải tiểu hoàng có thể tiếp nhận. Nếu như nó kiên trì chiếm đoạt, sợ rằng phải bị quy luật hơi thở nghiền bạo. Chủ nhân, ta đi, người thật tốt bảo trọng. Tiểu hoàng lộ ra một cái quyết tuyệt nụ cười, nó cũng không có khạc ra xương trắng xá lợi, mà là áp chế gắt gao trước xương trắng xá lợi hơi thở. Sau đó, nó móng vuốt phung lên, lại là xé hư không, thân thể một chui vào hư không bên trong kẽ hở, không gặp bóng dáng. Tiểu hoàng, Diệp thần cả kinh thất sắc, không nghĩ tới tiểu hoàng như thế đoạn tuyệt, xem nó hình dáng, hiển nhiên là muốn tự mình hy sinh, và xương trắng xá lợi chung nhau nghiền. Nó sợ nổ chập chờn, sẽ vạ lây Diệp thần, cho nên trực tiếp trốn vào hư không. Không biết đi nơi nào, một thân một mình chịu đựng bạo diệt hậu quả. Diệp Lạc Nhi rung động thật sâu, không nghĩ tới tiểu hoàng sẽ như thế trung tâm hộ chủ. Nàng nhìn một chút bên cạnh Chí Tôn Long Hoàng, trong mắt mang một chút thư thái. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình gặp phải nguy hiểm, Chí Tôn Long Hoàng cũng sẽ giống như tiểu hoàng như vậy, liều chết bảo vệ nàng. Chí Tôn Long Hoàng thấy tiểu hoàng phá hư rời đi, nhất thời dừng lại hạ bước chân. Thần sắc hơi có điểm phức tạp. Mà Kỳ Tư Thanh, cũng là ngơ ngác nhìn một màn này. Nàng rất rõ ràng, tiểu hoàng là Diệp thần chiến sủng, mất đi tiểu hoàng, Diệp thần tương đương với chặn một cánh tay. Diệp thần mờ mịt đứng tại chỗ, cả người đều là thất hồn lạc phách. Diệp thần, Diệp đại ca, Kỳ Tư Thanh và Diệp Lạc Nhi đi tới hắn bên người, một trái một phải kéo hắn cánh tay, muốn an ủi hắn. Nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng. Không được, ta nhất định phải tìm được tiểu hoàng. Coi như nó bạo diệt, ta cũng muốn thu liễm nó hài cốt. Diệp thần cắn răng, ánh mắt đột nhiên ác liệt. Tiểu hoàng bồi bạn hắn lâu như vậy, hắn cũng không muốn tiểu hoàng lúc này biến mất. Coi như tiểu hoàng chết, hắn cũng phải đi thu liễm hài cốt. Tiểu hoàng, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Diệp thần tay phải nặn quyết, không ngừng thôi diễn. Muốn suy diễn ra tiểu hoàng hướng đi. Nhưng thiên cơ mong manh, hơn nữa tiểu hoàng tựa hồ tận lực che đậy tung tích, Diệp thần căn bản điều tra không tới chút nào dấu vết. Tiểu hoàng, người rốt cuộc chạy đi nơi nào? Dựa hết vào bấm ngón tay suy tính, là không thể nào đoán được, nhất định phải mượn mớ u rùa, trận bàn, bát quái đá cùng khí vật, mới có thể suy diễn đến nhân quả. Nhưng cái này chút kỳ môn thuật bói toán, Diệp thần cũng không tinh thông. Nếu như người muốn điều tra vậy thái cổ di chủng tin tức, Chí Tôn Long Hoàng đột nhiên mở miệng, thế gian chỉ có một người có thể giúp ngươi có thể đi tìm thiên cơ đạo nhân, người này là thần quốc am hiểu nhất suy diễn xem bói tồn tại, chỉ có hắn, mới có thể giúp được ngươi. Thiên cơ đạo nhân. Diệp thần tự nhiên biết thiên cơ đạo nhân, người sau và thiên đạo cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, hành tung đặc biệt bí mật. Hắn ở nơi nào, vẫn còn ở thiên cơ các sao? Diệp thần nhưng không biết, thiên cơ đạo nhân chỗ ở. Này cùng cao nhân, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, hư không mờ mịt, xưa nay khó khăn được vừa gặp. Trước ở thiên cơ các, Diệp thần từng gặp một lần thiên cơ đạo nhân,
nhưng Thiên Cơ đạo nhân hành tung lơ lửng, cũng không phải là định cư ở Thiên Cơ Các, hiện tại hắn cũng không thể xác định Thiên Cơ đạo nhân rốt cuộc đi nơi nào. Hắn dưới mắt ở tại Thiên Đạo Cung vùng lân cận, Lục Hào Sơn bên trong. Chí Tôn Long Hoàng tựa hồ biết một ít bí mật, nói thẳng ra. Thiên Đạo Cung vùng lân cận. Diệp Thần tim giật mình. Hắn và Thiên Đạo Cung, có cựu hận ngập trời, tuyệt đối không có bất kỳ hòa giải có thể. Nếu như hắn đi Lục Hào Sơn, bị Thiên Đạo Cung ẩn núp cường giả phát hiện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi hay là không đi, người từ từ cân nhắc. Chí Tôn Long Hoàng không có nói quá nhiều, xuôi tay đứng ở Diệp Lạc Nhi bên người. Diệp Thần trầm mặc, Lục Hào Sơn khoảng cách Thiên Đạo Cung đến rất gần, nếu như hắn mạo hiểm đi trước, rất dễ dàng có bại lộ nguy hiểm. Nhưng nếu như không đi, trì hoãn thời gian, Tiểu Hoàng nhất định phải bạo diệt. Còn như xương trắng xá lợi, Diệp Thần không hề lo lắng. Lấy Tiểu Hoàng năng lực, đánh bạc huyết mạch tánh mạng, coi như không thể hủy diệt vậy xương trắng xá lợi, cũng có thể xóa bỏ phía trên lưu tồn trí nhớ, bảo đảm tin tức sẽ không truyền tới thượng giới đi. Trước mắt, hắn tình cảnh, tạm thời là an toàn. Thượng giới nữ hoàng, không thể nào nhận được bất kỳ báo tin, nàng sẽ không biết, luân hồi chi chủ đã sống lại, thần quốc đủ loại sự tích, nàng vậy sẽ không biết. Diệp Thần lo lắng duy nhất, là Tiểu Hoàng an toàn. Nếu như Tiểu Hoàng còn sống, tự nhiên không thể tốt hơn nữa, nếu như Tiểu Hoàng chết, nói không chừng còn có thể còn lại một chút tàn hồn, hắn mau sớm điều tra ra tung tích. Chỉ ít còn có thể nhặt xác liễm hồn, chưa đến nỗi để cho Tiểu Hoàng thật tan thành mây khói, xem sùng quang đại đế vậy hoàn toàn tiêu tán. Diệp đại ca, ngươi dự định như thế nào? Diệp Lạc Nhi lo lắng hỏi. Ta dự định đi tìm Tiểu Hoàng tung tích, có thể phải đi trước một bước, Lạc Nhi, thật xin lỗi. Diệp Thần khẽ cười khổ, lần này chém giết Huyền Cơ Nguyệt, còn lấy là có thể được một chút yên lặng cơ hội, và Diệp Lạc Nhi, Kỷ Tư Thanh thật tốt gặp nhau. Nhưng rất đáng tiếc, Tiểu Hoàng một mình ra đi, Diệp Thần lại không thể lại lưu ở chỗ này, phải mau sớm đi thăm dò dò Tiểu Hoàng tung tích. Không có sao. Diệp Lạc Nhi ánh mắt hiện đầy thất lạc, nhưng nàng cũng biết, Diệp Thần có càng chuyện trọng yếu phải làm, không thể nào ở lại chỗ này và nàng nói chuyện cũ. Lần sau tạm biệt, Diệp Thần đi tới Diệp Lạc Nhi bên người, nhẹ nhàng sờ sờ mặt nàng trứng, cáo biệt một tiếng. Diệp Thần. Cách đó không xa Kỷ Tư Thanh, hắng giọng một cái, lãnh đạm nhìn hai người. Tư Thanh, mặc dù gặp nhau, ta cũng muốn cùng ngươi sống chung một phen, nhưng ta muốn đi tìm Tiểu Hoàng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hồi tưởng lại mấy ngày nay thời gian, và nàng chung đụng đủ loại hình ảnh, thật có gan ảo mộng vậy cảm giác. Ừ, Kỷ Tư Thanh chăn thủ nhẹ một chút, không có biểu lộ ra cái gì tâm trạng, một như thường lệ trong trẻo lạnh lùng loãng ngạo. Cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng mấy ngày nay thời gian, nàng và Diệp Thần cô nam quả nữ, cộng kinh hoạn nạn. Diệp Thần thay nàng thời điểm chữa thương, còn cởi hết nàng quần áo, những thứ này ghi lòng tạc dạ trí nhớ, muốn đến nàng đời này, cũng không thể quên. Mặc dù nàng không nói gì, nhưng là nàng vậy sẽ dùng phương thức của nàng đi thăm dò Tiểu Hoàng. Nàng mơ hồ cảm thấy, thái cổ di chủng tuyệt không thể nào như thế dễ như trở bàn tay chết. Dù là cắn nuốt nghịch thiên vật. Cáo từ. Diệp Thần nhìn một chút Kỷ Tư Thanh, lại nhìn vọng Diệp Lạc Nhi, chắp tay, tạm biệt đi. Diệp đại ca. Diệp Lạc Nhi kêu một tiếng, nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, buồn bã mất mát. Kỷ Tư Thanh chán rửng rưng, nhưng không có gì tâm trạng, bay lên một kiếm, ngự kiếm rời đi. Chủ tử, đi về nghỉ ngơi đi. Chí Tôn Long Hoàng cung kính nói. Ừ. Diệp Lạc Nhi gật đầu một cái, ánh mắt vẫn mờ mịt. Chí Tôn Long Hoàng dìu đỡ nàng, rời đi nơi đây, trở lại Cửu Thiên Thần Long Điện chỗ sâu, một tòa trong tẩm cung, đâu vào đấy Diệp Lạc Nhi nghỉ ngơi. Mà Chí Tôn Long Hoàng, cũng không có nghỉ ngơi, mà là trở lại Tống Giam Viêm Thiên Long Thần địa phương. Mới vừa lôi kiếp hạ xuống, Tống Giam Viêm Thiên Long Thần cung điện, bị phá hư không thiếu, hiện tại còn bất chấp từng luồng khói đen. Mà Viêm Thiên Long Thần, vậy bị lôi kiếp chập chờn, thân thể có từng đạo sấm sét nổ bị thương, hình dáng đặc biệt chật vật. Viêm Thiên, luân hồi huyền bi, người chịu giao ra đây sao? Chí Tôn Long Hoàng đứng chắp tay, sải bước bước vào đền bên trong. Chí Tôn Long Hoàng,
người có loại liền giết ta. Viêm Thiên Long Thần tròng mắt đỏ tươi, nhưng không có chút nào khuất phục. Như ngươi vẫn là mạnh miệng, đừng trách ta không nhớ tình xưa, mỗi ngày cực hình phục vụ. Chí Tôn Long Hoàng lạnh lùng nói. Viêm Thiên Long Thần lớn tiếng nói, ngươi có cái gì mánh khóe, xử hết ra, ta Viêm Thiên Long Thần sợ gì. Viêm Thiên, khổ như vậy chứ. Chí Tôn Long Hoàng lắc đầu một cái, ta lại cho ngươi một ít thời gian cân nhắc, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Dứt lời, Chí Tôn Long Hoàng xoay người rời đi, hắn còn phải chiếu cố Diệp Lạc Nhi, tự nhiên không thể lại nơi này lưu lại quá lâu. Viêm Thiên Long Thần hừ một tiếng, đầy mắt tức giận. Viêm Thiên Đại Nhân, mời nhẫn nại thêm mấy ngày. Đột nhiên, một đạo đặc biệt mịt mờ, cơ hồ nhỏ thanh âm không thể nghe, truyền đến Viêm Thiên Long Thần trong lỗ tai. Ai? Viêm Thiên Long Thần đột nhiên kinh hãi, nhìn khắp bốn phía, nhưng không thấy được chút nào bóng người. Là ta, Thiên Lang. Đền góc tường, một nơi trong bóng tối. Một cái bái phục đao mang giáp ba mắt nam tử, từ trong bóng tối nổi lên một nửa thân thể. Chính là Thiên Lang. Hắn cả người, hoàn toàn không giống như là thân máu thịt, mà là một đoàn mơ hồ ảo ảnh. Cho dù hiển lộ thân hình, Viêm Thiên Long Thần vậy không cảm thấy được chút nào người sống hơi thở, cả ngày chó sói trên mình đặc biệt yêu khí, hắn vậy bắt không tới. Người độn thiên tiềm hành thuật, lại có tinh tiến. Viêm Thiên Long Thần kinh ngạc không thôi. Thiên Lang bí mật đi thuật, đơn giản là đạt tới đỉnh cao, lại có thể không có tiết lộ ra chút nào tiếng thở. Mau cứu ta đi ra ngoài. Viêm Thiên Long Thần lật đật thúc giục, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi cái này phiến lao ngục vậy địa phương. Xin lỗi, Viêm Thiên Đại Nhân, ta không thể cứu ngươi. Thiên Lang lắc đầu một cái, ta một khi động thủ, tiết lộ ra hơi thở, bị địch nhân phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Viêm Thiên Long Thần vội la lên, sợ cái gì, Chí Tôn Long Hoàng người kia bị thương, còn có Diệp Lạc Nhi, phỏng đoán vậy bị thương, nếu đánh thật, người có 80% cơ hội, chém chết hai người kia. Xin lỗi, ta không thể mạo hiểm, mời đại nhân nhẫn nại mấy ngày. Thiên Lang vẫn lắc đầu, hắn tính cách, đặc biệt chi cẩn thận, nếu như không thể tuyệt đối nghiền ép, hắn sẽ không dễ dàng động thủ. Huống chi, hắn hàng năm che giấu ở Thiên Đạo Cung. Cơ hồ không có trải qua cái gì thực chiến, chân chính sức chiến đấu không hề coi là mạnh, lợi hại chỉ là che giấu ám sát thuật, nếu như và người chính diện chiến đấu, phần thắng đặc biệt mong manh, không thể nào có 80% phần thắng lớn như vậy. Nếu như đi đánh lén ám sát nói, vậy không thực tế. Dẫu sao, Chí Tôn Long Hoàng và Diệp Lạc Nhi, đều không phải là sùng quang đại đế như vậy linh hồn thể, có cường hãn vô cùng khí lực huyết mạch. Nếu như không thể một đao ám sát, hắn thì phải gặp phải giết ngược, vô cùng nguy hiểm. Đại nhân an tâm một chút chớ nóng, ta lập tức trở lại bẩm báo cung chủ đại nhân, mời hắn định đoạt. Thiên Lang chắp tay nói. Hắn lần này tới, chỉ là vì điều tra Viêm Thiên Long Thần tung tích, cũng không phải là vì cứu người. Hiện tại, Viêm Thiên Long Thần vị trí cụ thể, hắn đã điều tra rõ. Chỉ phải đi về bẩm báo Hiên Viên Mặc Tà. Nhiệm vụ của hắn, coi như là hoàn thành viên mãn. Còn như thế nào cứu người, như thế nào đối phó Diệp Lạc Nhi và Chí Tôn Long Hoàng, cái này không dùng hắn bận tâm. Mau sớm, trì hoãn một ngày, ta thì phải hơn bị một ngày hành hạ. Viêm Thiên Long Thần cắn răng, liền liền thúc giục. Mời đại nhân nhẫn nại. Thiên Lang không có động tĩnh, thân thể rung động vậy vặn vẹo, lại như phù sa vậy hòa tan, chìm nghỉm ở bóng mờ bên trong. Ngay tức thì không thấy tung tích. Này cùng bí mật đi thuật pháp, đơn giản là quỷ thần khó lường, không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Sùng quang đại đế chết ở thủ hạ hắn, cũng không coi là oan uổng. Đáng chết! Viêm Thiên Long Thần thấy Thiên Lang đi thật, vậy không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi Hiên Viên Mặc Tà phái người cứu viện. Giao! Cửu Thiên Thần Long Điện bên ngoài, một phiến trong bóng tối. Thiên Lang thân thể, như khói xương vậy bồng bềnh ra. Hắn ánh mắt sắc bén, nhìn trời một chút đạo cung phương hướng, lúc này tung người bay vút đi. Thiên Lang đại nhân, thật lâu không gặp. Hắn bay đến nửa đường, đột nhiên, một đạo thâm trầm thanh âm, nhưng là đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một cái hồng bào nam tử, đột nhiên xuất hiện, ngăn cản hắn đường đi. Mạc Huyết Minh, là ngươi.
Thiên lang nhìn người nọ, gần đây trầm ổn gương mặt, nhất thời kinh hãi. Cái này hồng bào nam tử, chính là Mạc Huyết Minh. Nhưng lúc này, Mạc Huyết Minh thân thể, nhưng là mơ hồ, có chút hư ảo huyết ảnh hình dáng, quanh người quanh quẩn nhất bả phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đều mang cổ xưa hồng mông hơi thở. Người luyện thành 33 thiên hồng mông cổ pháp, Chu Thiên Thần Kiếm Quyết. Thiên lang trong mắt kịch liệt rung động. Mạc Huyết Minh quanh người vòng quanh phi kiếm, đều có cổ xưa hồng mông hơi thở, hiển nhiên không phải phổ thông phi kiếm. Thiên lang một mắt liền nhận ra, đây là Chu Thiên Thần Kiếm Quyết luyện chế mà thành máu tươi phi kiếm. Thân thể con người toàn thân, tổng cộng có 100.000 giọt máu. Mà Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, là tu luyện huyết dịch thần thông, đem huyết dịch toàn thân, toàn bộ luyện hóa thành phi kiếm, mỗi một kiếm đều có thể chém tinh diệt tháng, tan biến thiên hạ. Xem Mạc Huyết Minh phi kiếm vòng quanh hình dáng, hiển nhiên là luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết. Không sai, ta đã luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, toàn thân khí huyết lột xác, diễn hóa ra liền 100.000 thanh phi kiếm. Ta thực lực, đột nhiên tăng mạnh, nếu thời gian dài, đủ để chống lại Hiên Viên Mạc Tà. Hiện tại đứng ở ngươi trước mặt, không phải ta thân phận thật sự, mà là một đạo khí huyết ngưng luyện phân thân. Mạc Huyết Minh nhàn nhạt mỉm cười, giữa trán mang một chút kiêu ngạo. Trước kia, hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng không có chống lại Hiên Viên Mạc Tà tư cách. Nhưng hiện tại, luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, một bước lột xác, ngay tức thì nghịch thiên, hắn rốt cuộc có tư cách chống lại Hiên Viên Mạc Tà. Mặc dù, tạm thời còn không thể nào chiến thắng, nhưng nếu thời gian dài, Mạc Huyết Minh tin tưởng, hắn tuyệt đối có tư cách nghiền ép Hiên Viên Mạc Tà, chân chính có thể phi thăng đi thượng giới người, chỉ có thể là hắn. Khí huyết phân thân. Thiên lang chấn động trong lòng. Không nghi ngờ chút nào, Mạc Huyết Minh thật sự là lột xác. Luyện thành Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, hắn toàn thân máu tươi lột xác, tùy tùy tiện tiện một giọt máu, cũng có thể diễn hóa thành phần thân, xuyên qua vạn dặm hư không, hạ xuống đến trước mặt hắn. Ngươi muốn như thế nào? Thiên lang nắm chặt cán đao, ngưng thần hỏi. Rời đi Hiên Viên Mạc Tà, đầu dựa vào ta. Mạc Huyết Minh cười tủm tỉm nói. Đầu dựa vào ngươi. Thiên lang ánh mắt lãnh khốc, ngươi cái này thiên đại phản đồ, thời đại thượng cổ, ngươi phản bội Diệp gia, đầu phục vực ngoại thiên ma, ngươi là thứ gì, cũng xứng kêu ta đầu dựa vào ngươi. Ở thời đại thượng cổ, thiên lang là một trong thập đại hung thú, có đặc biệt tôn quý thân phận. Năm đó, Mạc Huyết Minh đầu dựa vào vực ngoại thiên ma, ở trước mặt hắn, nhất định chính là một con chó, không có bất kỳ tôn nghiêm nào có thể nói. Ha ha, thiên lang đại nhân, lúc quá cảnh di chuyển, hiện tại ta xưa không bằng nay, là đường đường minh điện nắm giữ, người đầu phục ta, sẽ không chiết nhục ngươi thân phận. Mạc Huyết Minh cười nhạt một tiếng, hắn rất muốn thu nạp thiên lang. Bởi vì, thiên lang là Hiên Viên Mạc Tà bên người gần thị. Nếu như có thể thu nạp thiên lang, hắn là có thể ở Hiên Viên Mạc Tà bên người, nằm vùng một cái cực kỳ bí mật con cờ. Sau này đại kiếp hạ xuống, Minh Điện muốn giết ngược thiên đạo cung, vậy sẽ đơn giản rất nhiều. Tiểu nhân đắc chí. Thiên lang hừ một tiếng, ban đầu, nếu như không có vực ngoại thiên ma cho ngươi tài nguyên, ngươi có năng lực phát triển đến hôm nay bước. Ngươi chính là một cái tiểu nhân hèn hạ, và Hiên Viên Mạc Tà không cách nào so sánh. Hiên Viên đại nhân, nhưng mà dựa vào chính mình thực lực, rất miễn cưỡng sáng lập vạn cổ cơ nghiệp, há là ngươi cái này hai thần tặc tử có thể so sánh. Nghe Thiên lang lời nói, Mạc Huyết Minh không hề tức giận, vẫn là mỉm cười, nhàn nhạt nói. Ta hoài bão, không là người ngoài có thể hiểu, người đầu phục ta, sau này tự nhiên sẽ biết, ta trong lòng hùng đồ phách nghiệp, sẽ không so Hiên Viên Mạc Tà kém đi nơi nào. Xin lỗi, ta đã quy thuận Hiên Viên đại nhân, cuộc đời này, tuyệt không phản bội. Thiên lang lạnh lùng chắp tay, thân thể hóa thành ảo ảnh, thì phải chui cách đi. Thiên lang đại nhân, cần gì phải đi? Mạc Huyết Minh ha ha cười một tiếng, vung tay lên, mười mấy thanh phi kiếm giết ra, hưu hưu vang dội, mang bạch hồng vậy kiếm quang, rào rào, lại có thể rất miễn cưỡng chém bể chung quanh hư không. Thiên lang muốn bỏ chạy, nhưng hư không bể tan tành, vừa có thể trốn đi nơi nào. Tốt kiếm khí bén nhọn. Thiên lang ánh mắt sợ hãi, Mạc Huyết Minh tiện tay mấy kiếm, liền bể nát hư không, phi kiếm này uy lực, đơn giản là khủng bố, không hổ là 33 thiên hồng mông cổ pháp.
Vậy dưới tình huống, muốn thi triển 33 thiên hồng mông của Pháp, cần phải hao phí to lớn hơi thở. Nhưng cái này Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, nhưng là đặc biệt đặc thù. Bởi vì Chu Thiên Thần Kiếm Quyết, là cầm toàn thân 100.000 giọt máu, toàn bộ luyện hóa thành phi kiếm. Nói cách khác, chừng 100.000 thanh phi kiếm, ẩn núp ở trong người. Nếu như chỉ là vận dụng mười mấy cây, sẽ không hao tổn quá lớn hơi thở. Hiện tại Mạc Huyết Minh, đúng là như vậy. Hắn chỉ vận dụng mười mấy thanh phi kiếm, hơi thở hao tổn, cơ hồ có thể không đáng kể. Chỉ là mười mấy thanh phi kiếm mà thôi, xa xa không tới vạn kiếm đều xuất hiện, 100.000 kiếm Chu Thiên bước, nhưng đã nghiền ép hư không, bể nát quy luật, uy lực này, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thiên Lang đại nhân, người không bằng trước theo ta đi một chuyến Minh Điện, xem ta Minh Điện thở mạnh voi, làm tiếp định đoạt không muộn. Mạc Huyết Minh cười nói, mười mấy thanh phi kiếm, như tia chớp, như rồng rắn, như ác ma, ở trên trời chó sói quanh thân xoay tròn. Thiên Lang chán toát mồ hôi lạnh, hắn rất rõ ràng, nếu như mình dám can đảm nói chữ bất, ngay tức thì sẽ bị phi kiếm chém thành mảnh vỡ. Cái này mỗi một thanh phi kiếm, đều mang hồng mông hơi thở, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Được, ta cùng ngươi đi xem. Thiên Lang trầm giọng đáp ứng. Hắn không phải Mạc Huyết Minh, hắn không biết làm phản đồ. Hắn đã đầu phục Hiên Viên Mặc Tà, đời này, hắn cũng không thể phản bội. Cho dù chết, hắn cũng không thể phản bội. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể chết. Bởi vì, Viêm Thiên Long Thần tin tức, hắn còn không có truyền về đi. Hiện tại, Thiên Lang cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Chỉ phải nghĩ biện pháp báo tin cho Hiên Viên Mặc Tà, hoàn thành mình sứ mạng. Hắn đến lúc đó, coi như tự vận bỏ mình, cũng không khả năng phản bội Thiên Đạo Cung, quay lại đầu dựa vào Minh Điện. Đây là hắn kiêu ngạo. Bảy càng đưa lên, nhìn xong nhớ bỏ phiếu thắng nha. Thiên Lang trong lòng không ngừng tính toán, thậm chí nghĩ xong là Thiên Đạo Cung bỏ ra cuối cùng một phần lực. Dẫu sao xem Mạc Huyết Minh cái này loại phản đồ, đại khái cả đời cũng không thể hiểu. Giao. Mạc Huyết Minh khua kiếm phá vỡ hư không? Chém ra một cái không gian đường hầm, mang Thiên Lang trở về Minh Điện. Không cần thiết đã lâu, hai người liền trở lại Minh Điện bên trong. Từng ngọn ma khí tràn ngập, khoáng đạt cung điện nguy nga, liên miên vô tận. Vô cùng vô tận ma khí, trương hiện ra ngập trời uy nghiêm. Mạc Huyết Minh một bước vào nơi đây, tựa như liền nắm giữ vô thượng quy tắc, trở thành ma đạo nắm giữ, trên người có đặc biệt kinh khủng uy nghiêm, làm người ta nghẹt thở. Thiên Lang sắc mặt ngưng trọng, cũng không có quá lớn chập chờn. Minh Điện mặt ngoài khí tượng, so với Thiên Đạo Cung, vẫn là kém một chút. Còn như Mạc Huyết Minh, này cùng tiểu nhân hèn hạ, ở trên trời mắt sói bên trong, tự nhiên không có biện pháp và Hiên Viên Mặc Tà so sánh. Thiên Lang đại nhân, mời. Mạc Huyết Minh làm một động tác tay mời, mang Thiên Lang đi vào Minh Điện chỗ sâu. Thiên Lang đi theo hắn phía sau, hai bên đường. Ngay ngắn đứng trước Minh Điện đệ tử, vừa thấy được hai người, liền cùng kêu lên kêu gào, cung nghênh điện chủ đại nhân, Thiên Lang đại nhân. Hiển nhiên là Mạc Huyết Minh trước thời hạn an bài tốt. Thiên Lang vẫn không có động tĩnh, những đệ tử này thực lực bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, Thiên Đạo Cung một chảo một bó to. Thiên Lang đại nhân, theo ta biết, Hiên Viên Mạc Tà cũng là một phản đồ chứ. Mạc Huyết Minh và Thiên Lang vừa đi vừa trò chuyện. Nói, hắn năm đó, phản bội giết sư phụ, tội nghiệt cũng là ngút trời, ngươi vì sao phải đầu dựa vào hắn, mà không phải là đầu dựa vào ta. Thiên Lang hừ một tiếng, nói, Hiên Viên đại nhân giết sư phụ, không phải phản bội, mà là vì lấy giết chứng đạo. Vì chứng đạo đột phá, đoạn bỏ thầy cho tình nghĩa, đây là thiên đại khí phách. Hiên Viên đại nhân cảnh giới, há là ngươi cái này phản đồ có thể hiểu. Thiên Lang bên trái một hơi phản đồ. Bên phải một hơi phản đồ, không ngừng châm chọc, nhưng Mạc Huyết Minh lại còn không tức giận, duy trì ổn định. Tên này, da mặt thật quá dày. Thiên Lang nhìn hắn, trong lòng âm thầm mắng. Hắn còn muốn chọc giận Mạc Huyết Minh, tìm cơ hội báo tin, nhưng không nghĩ tới Mạc Huyết Minh da mặt đặc biệt dày, người khác mắng hắn phản đồ, hắn căn bản không thèm để ý. Thiên Lang đại nhân, chớ tức giận, ta cho ngươi xem, ta Minh Điện chân chính thở mạnh voi. Mạc Huyết Minh ra dấu động tác tay,
mang Thiên Lang đi tới một nơi lăng mộ. Cái này lăng mộ, xây dựng được đặc biệt nguy nga, dùng tuyệt hảo đá bạch ngọc đầu thế tạo mà thành, phía trên đại bàng đầy kim quang phù văn, nhưng là không có một chút ma khí, chỉ có cổ xưa thiên thần hơi thở. Làm sao, Mạc Huyết Minh, ngươi liền lăng mộ cũng sửa xong. Ngươi là đoạn tuyệt phi thăng thượng giới ý niệm, dự định ở chỗ này dây dưa hết tất cả, chết mà chết. Thiên Lang vẫn nhìn lăng mộ, nói. Ha ha, phi thăng thượng giới, nơi nào có như thế dễ dàng, lưu một cái đường lui cũng tốt. Mạc Huyết Minh cười một tiếng, theo để ta đi, ta Minh Điện thở mạnh voi, liền che giấu ở cái này lăng mộ phía dưới. Nguyện gặp nói rõ. Thiên Lang cũng tới điểm hứng thú, không biết Mạc Huyết Minh chân chính lá bài tẩy, rốt cuộc là cái gì, thật chẳng lẽ có thể chống lại Thiên Đạo Cung. Lập tức Thiên Lang đi theo Mạc Huyết Minh, bước vào lăng mộ dưới đất. Lăng mộ nội bộ, trang sức đặc biệt xa hoa, mái vòm trên khảm nạm đầy đá quý, lại còn dung luyện liền bí ngân, tạo ra được một cái vần quanh lăng mộ thủy ngân sông, đơn giản là nguy nga. Nơi này, có thể so với Sùng Quang mộ phủ nguy nga nhiều. Thiên Lang khá có chút kinh ngạc nhìn, có thể xây dựng thành như thế sang trọng lăng mộ, nhất định phải hao phí to lớn tư tài vật lực, có thể gặp Minh Điện nội tình thâm hậu. Hơn nữa, Thiên Lang thấy lăng mộ trên vách tường, có rất nhiều phù văn, mang đặc biệt không gian quy luật. Những phù văn này tồn tại, để cho lăng mộ thành một cái thế giới đặc thù, và Thiên Đạo Cung thế giới nhỏ kém không nhiều. Cũng không lâu lắm, Mạc Huyết Minh mang Thiên Lang, đi tới trong lòng đất ương. Nơi này, là một phiến đổ sộ sân rộng. Mà ở trên quảng trường, lại có ngay ngắn như nhau quân đội. Quân đội số người, chừng 100.000 chi nhiều, đều là phi kiên cầm sắc bén, hiện ra hùng hậu khí thế. Đây là... Thiên Lang nhìn trước mắt quân đội, hoàn toàn kinh hãi. Nguyên lai 100.000 này quân đội, chính là Mạc Huyết Minh đối kháng Thiên Đạo Cung lá bài tẩy. Cái nhóm này quân đội, không biết bị cái gì thuật pháp hạn chế. Giống như một cái pho tượng, đứng không nhúc nhích, chỉ có con người ở hơi chuyển động. Mỗi một người lính ấn đường, cũng mang có một đạo đen nhánh ma nhớ, tản mát ra ác liệt hơi thở, làm người ta sợ hãi. Thiên Lang có một loại cảm giác, tựa hồ ma nhớ hồi phục, cái nhóm này quân đội, liền sẽ bộc phát ra uy lực kinh thiên, muốn đạp bể sơn hà, nghiền diệt Thiên Đạo Cung. Các ngươi Thiên Đạo Cung biến mất trưởng lão, vậy ở bên trong, người cẩn thận xem. Mạc Huyết Minh ngón tay xa xa chỉ, đắc ý híp mắt lại. Thiên Lang tuần hành động nhìn, quả nhiên phát hiện không thiếu khuôn mặt quen thuộc. Đều là Thiên Đạo Cung thần bí biến mất trưởng lão. Những cái kia mất tích trưởng lão, lại có thể bị Mạc Huyết Minh dẫn tới nơi đây, đảm nhiệm hắn lá bài tẩy. Ta cái này chi đội ngũ, mang ngập trời ma đạo dấu vết, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 100.000 ma quân xông lên đánh ra, đủ để đạp bằng thiên địa. Cái này, chính là ta đối phó Thiên Đạo Cung lá bài tẩy. Như thế nào? Mạc Huyết Minh giang hai cánh tay, tựa hồ muốn ôm chầm toàn bộ thiên hạ, trong tròng mắt tất cả đều là hùng đồ phách nghiệp thần thái. Năm đó, hắn đầu phục vực ngoại thiên ma, ở Hiên Viên Mặc Tà trước mặt, chỉ là một côn trùng vậy tồn tại. Nhưng ngày hôm nay, hắn sáng lập Minh Điện cơ nghiệp, bàn về địa vị bàn về tu vi, không biết so Thiên Lang cao hơn nhiều ít. Mời Thiên Lang bước vào lăng mộ, xem duyệt ma quân, Mạc Huyết Minh cũng có chút ý lấy le. Hắn muốn nói cho Thiên Lang, hắn đã không phải là ngày xưa phế vật, hắn bây giờ, là đường đường Minh Điện nắm giữ, uy áp thần quốc, đủ để chống lại Hiên Viên Mạc Tà. Thiên Lang trầm mặc, không nghĩ tới Mạc Huyết Minh lén lút, lại còn cất giấu một chi quân đội. Chờ ta Chu Thiên Thần kiếm quyết, luyện đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ta thả ra 100.000 thanh phi kiếm. Ban cho dưới quyền ma binh. Đến lúc đó, mỗi một ma binh trên tay đều cầm một cái hồng mông cổ kiếm, ngươi Thiên Đạo Cung có thể chống đỡ được 100.000 cầm hồng mông cổ kiếm chém chết. Mạc Huyết Minh ngưng mắt nhìn Thiên Lang, trong mắt bùng nổ thần thái. Nghe vậy, Thiên Lang thân thể chấn động một cái, trong lòng lại là kinh hãi. Nếu như Mạc Huyết Minh kế hoạch thật thực hiện, cái này đối Thiên Đạo Cung mà nói, tuyệt đối là tai nạn. 100.000 cầm hồng mông cổ kiếm, chỉ dựa vào Mạc Huyết Minh một người, căn bản không thể nào thi triển. Nhưng là, hắn kế hoạch, nhưng là cầm hồng mông cổ kiếm phân phát xuống, mỗi người một cái. 100.000 ma binh,
100.000 cầm hồng mông cổ kiếm, hình ảnh này, suy nghĩ một chút cũng làm người ta rung động. Như thế nào, hiện tại ngươi chịu đầu dựa vào ta sao? Mạc Huyết Minh Chí đắc ý đầy, cười tủm tỉm nói. Thiên Lang cắn răng, ánh mắt không ngừng lóe lên, nói ta. Ta cân nhắc một chút. Hắn chân thực không muốn phản bội, nếu như có thể, hắn tình nguyện chết, cũng sẽ không đầu dựa vào Mạc Huyết Minh. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không thể chết được. Bởi vì ở trên tay hắn, còn có vô cùng trọng yếu tình báo, còn không có bẩm báo Hiên Viên Mạc Tà. Có thể, ta cho ngươi 10 ngày thời gian, ngươi từ từ cân nhắc. Mạc Huyết Minh gật đầu một cái, vung tay lên, mười mấy cây hồng mông phi kiếm thả ra, làm thành một cái kiếm vòng, vững vàng vây khốn Thiên Lang. 10 ngày sau, nếu như ngươi nguyện ý đầu dựa vào ta, sau này chúng ta cùng chung giang sơn. Dừng một chút, Mạc Huyết Minh trong mắt bung ra sát ý, nhưng nếu như, ngươi dám nói cái chữ, không, đừng trách ta không khách khí. Nghe vậy, Thiên Lang con ngươi càng thêm ngưng trọng. Hắn biết rõ Mạc Huyết Minh thủ đoạn hung tàn, nếu như mình cự tuyệt, nhất định phải bị hắn xóa bỏ. Nếu như thống thống khoái khoái chết đi, Thiên Lang đổ không quan tâm, sợ là sợ Mạc Huyết Minh khốc gãy tay mài, để cho hắn chịu đủ vô tận khổ sở. Hơn nữa, Viêm Thiên Long thần tin tức, hắn còn không có truyền đưa trở về, hắn tuyệt không muốn chết. Cửu Thiên Thần Long Điện và Thần Quốc tiếp giáp chỗ. Diệp Thần nhìn như nhau thương khung, trong mắt có chút do dự. Cùng nhau đi tới, Tiểu Hoàng đối với hắn thật sự mà nói quá trọng yếu. Côn Lôn Hư, Kính Thủy Tiên Sinh đánh một trận bắt đầu, Tiểu Hoàng liền bắt đầu hộ chủ. Vô số lần chiến đấu, nếu là không có Tiểu Hoàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bỏ mặc Tiểu Hoàng như thế nào, hắn cũng biết nhúc nhích dùng hết thảy biện pháp tìm. Đây là một phần trách nhiệm. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ cầm Tiểu Hoàng làm thú cưng, mà là một cái sóng vai tác chiến đồng bạn. Đột nhiên, hắn con người co rúm một cái, mơ hồ phát hiện mi lòng có chút đau nhói. Cái này ở vào Huyền Cơ Nguyệt Vậy Đạo phân thân sau khi chiến đấu, thì có đau nhói cảm giác. Hắn không có để ý, hiện tại tới xem, cái này loại cảm giác đau nhói tựa hồ mãnh liệt hơn. Diệp Thần đưa tay ra hơi đụng chạm, nhưng là phát hiện đầu ngón tay quanh quẩn một đoàn đặc thù ngọn lửa. Ngọn lửa này không phải vật gì khác. Chính là luân hồi tinh diễm. Xem ra, Huyền Cơ Nguyệt phân thân Vậy Đạo luân hồi tinh diễm bị mình hấp thu. Bất quá luân hồi tinh thạch nhưng là không biết đi nơi nào. Diệp Thần mơ hồ nhớ, ở Huyền Cơ Nguyệt Vậy Đạo phân thân biến mất trước, nàng luân hồi tinh thạch, đi đôi với Ô Minh một tiếng, vậy hoàn toàn phiêu bay ra, hóa thành lưu quang, tựa hồ đi Minh Điện phương hướng bay đi. Chẳng lẽ Huyền Cơ Nguyệt và Minh Điện có liên hệ gì? Thiên Đạo Cung, Minh Điện, hiện tại hơn nữa một cái Huyền Cơ Nguyệt, quả thực để cho bàn cờ này phức tạp. Bất quá đối với Diệp Thần mà nói, dưới mắt trọng yếu nhất chính là tìm Tiểu Hoàng. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đi Thiên Cơ Các và Lục Hào Sơn tìm Thiên Cơ Đạo Nhân lúc đó, một đạo quen thuộc bóng người nhưng là xuất hiện. Cách đó không xa, một cái đỏ thẫm trên đá lớn, một cái ông già bàn nằm, trong miệng nắm một cái bầu rượu, không ngừng có rượu tụ vào trong miệng. Cố nhiên một bộ men say, nhưng là vậy đục ngầu lại mang quang ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn Diệp Thần bên này. Cái này ông già không phải người khác, chính là Vĩnh Hằng Thánh Vương. Mà giờ khắc này Diệp Thần lần nữa thấy Vĩnh Hằng Thánh Vương, tự nhiên kích động. Ở hắn trong mắt, hắn đối với Thiên Cơ Đạo Nhân không được rõ, nhưng là đối với Vĩnh Hằng Thánh Vương biết rõ à. Đây là một cái tràn đầy thần bí và thiên cơ cụ già. Hắn tuyệt đối biết Tiểu Hoàng tung tích. Diệp Thần bước ra một bước, ngay tức thì đi tới Vĩnh Hằng Thánh Vương trước mặt, chắp tay một cái, kích động nói, Vĩnh Lão, Tiểu Hoàng cắn nuốt thượng giới vật, biến dạng hư không rời đi. Sống chết không biết, còn. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, Vĩnh Hằng Thánh Vương liền ngồi dậy, trong mắt ngưng trọng ta biết. Diệp Thần con người sáng lên, tiếp tục nói, Vĩnh Lão, người có phải hay không biết Tiểu Hoàng tung tích? Nhưng mà Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là chỉ cách đó không xa một cái cổ xưa mà u rùa và phù văn, nhàn nhạt nói, ta Vĩnh Hằng nhất tộc thuật pháp thông thần, nhưng ở tính toán đo lường thành tựu trên, không dám và Thiên Cơ Đạo Nhân so sánh. Dưới mắt ta coi là đến là Tiểu Hoàng đồng thời có đại hung và đại cát điềm, mạng hắn đếm không nên như vậy chết, nhưng mạng ngươi cách và hắn dính,
để cho vận mạng hắn thay đổi lơ lửng không chừng, hết thảy ta cũng không cách nào kết luận. Vẫn là cần mời Thiên Cơ đạo nhân ra tay mới được. Bất quá có một chút có thể xác định, dưới mắt Tiểu Hoàng hẳn không ngại, hắn thân thể và huyết mạch đủ để chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Thần con ngươi càng thêm ngưng trọng, hắn nhìn về phía Vĩnh Lão, nghiêm túc nói, Vĩnh Lão, người hôm nay xuất hiện, chính là vì Tiểu Hoàng. Vĩnh Hằng Thánh Vương lắc đầu một cái, đứng lên, đem bầu rượu treo ở giữa eo, mới nói, ta dưới mắt trọng yếu nhất chính là Viêm Khôn. Viêm Khôn mạnh mẽ, đối với ngươi mà nói quá trọng yếu. Dĩ nhiên, còn có Kỳ Lâm vậy nha đầu. Cái này hai người bây giờ tiềm lực vô hạn, ngươi không cần lo lắng. Ta hôm nay tới, là bởi vì là hai chuyện, thứ nhất, ta cần ngươi máu tươi dùng một chút. Diệp Thần không do dự, hắn tin qua Vĩnh Lão, trực tiếp sử dụng một giọt máu tươi. Vĩnh Lão gật đầu một cái, móc ra một cái bình ngọc, ngay tức thì đem máu tươi hấp thu, sau đó, tiếp tục nói, chuyện thứ hai, ngươi có thể nhớ thứ nhất thần quốc thiên tài Trung Tể Hiên. Hắn vì ngươi bế quan, nghe nói trước đây không lâu, đã xuất quan, mà hắn xuất quan chuyện thứ nhất, chính là đi thứ bảy thần quốc thần cực tông. Hắn tìm ngươi, ngươi làm là ngày thứ nhất mới, cần chứng minh. Trung Tể Hiên, rất mấu chốt. Đánh bại Trung Tể Hiên, thậm chí là một cái mở ra một ít cửa chìa khóa. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn mặc dù không quan tâm cái gì Trung Tể Hiên, nhưng là đối phương nếu nhắm vào mình, hắn tự nhiên muốn ứng chiến. Vĩnh Lão, ngươi nói một ít cửa là chỉ cái gì? Diệp Thần hỏi. Vĩnh Hằng Thánh Vương cười một tiếng, dần dần tiêu tán, không có nói thêm câu nào. Nhưng là Diệp Thần mơ hồ đoán được cái gì? Có lẽ, cánh cửa này chính là quan hệ đến vực ngoại và thượng giới. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc, một người thần sắc nói năng tùy tiện nam tử, lẳng lặng đứng ở trên không bên trong, mắt nhìn xuống dưới chân tông môn. Nơi này, là thần cực tông chỗ. Thần cực tông chỗ ở núi thần, ở Diệp Thần cùng Khổng Trì đánh một trận bên trong, cơ hồ hoàn toàn sụp đổ, liền thần cực tông bản thân, đều hóa thành phế tích. Có thể ngắn ngủi này trong thời gian, núi thần lần nữa đứng lên, trong tông môn vô số kiến trúc, cũng đều tu sửa xong rồi. Mà đây tên thần sắc nói năng tùy tiện nam tử, không phải người khác, chính là Trung Tể Hiên. Hắn chỉ nhìn thần cực tông một mắt, liền thân hình chớp mắt, trực tiếp xông vào trong đó. Thần cực tông bên ngoài, vậy đi qua nhiều lần tăng cường hộ sơn đại trận, truyền ra ầm một tiếng vang thật lớn, bị Trung Tể Hiên vô cùng dễ dàng đột phá. Thần cực tông bên trong một đám đệ tử, người người mặt hiện vẻ kinh sợ, đi qua Diệp Thần cùng Khổng Trì trận chiến ấy, các đệ tử tự tin tim, cùng với đối với tông môn cảm giác thuộc về, vinh dự cảm, cũng là chưa từng có được cao tăng. Lúc này, lại có người dám xông vào bọn họ thần cực tông. Lúc này, vô số tiếng quát to, ở Trung Tể Hiên bên tai vang lên nói, người tới người nào. Tự tiện xông vào ta thần cực tông, muốn chết sao? Người có biết, thần quốc thanh niên trí cường giả Diệp Thần, là ta thần cực tông đệ tử. Trung Tể Hiên nghe vậy, nhưng không chút nào để ý những đệ tử này ý, một khắc sau, một đạo cực kỳ sợ hãi hơi thở, đột nhiên từ Trung Tể Hiên trên mình, bộc phát ra. Hắn gần đây không thích cùng cá tạp hơn phí miệng lưỡi. Trong nháy mắt, ở hơi thở này bên trong, mới vừa rồi còn mặt đầy tức giận, mở miệng chợt quát thần cực tông đệ tử, từng cái, cũng giống như là ngay tức thì bị người đem linh hồn làm vỡ nát vậy, cả người không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cách nào hô hấp, giống như tượng đá vậy, đứng bất động ở liền tại chỗ. Trung Tể Hiên bộc phát ra hơi thở, cũng không có khổng lồ cỡ nào, thậm chí có thể nói chỉ là từng tia mà thôi. Nhưng chính là cái này từng tia hơi thở. Nhưng khủng bố được khó có thể tưởng tượng à. Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên, Đồ Lan Tâm, Long Tĩnh Nghiên các người, đều là sắc mặt kịch biến, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Trung Tể Hiên trước người, mỗi một người đều là như lâm đại địch vậy nhìn Trung Tể Hiên. Hơi thở này cho bọn hắn cảm giác, rất quen thuộc. Và trước đây không lâu, Diệp Thần cùng Khổng Trì đánh một trận lúc đó, từ Khổng Trì trên mình cảm nhận được như vậy uy áp rất tương tự. Nói cách khác, trước mắt tên nam tử này tử, lại là một người thiên thần cảnh trung kỳ tồn tại. Người này, làm sao xuất hiện ở thần cực tông? Càng mấu chốt chính là, vẫn là ở Diệp Thần không có ở đây thời điểm, xuất hiện ở thần cực tông.
Bây giờ thần cực tông bên trong, bọn họ coi như là người mạnh nhất. Mà Trung Tề Hiên thấy mọi người sau đó, nhưng là hơi sững sờ, một khắc sau, cặp mắt càng phát sáng lên. Mà hắn ánh mắt, nhưng là rơi vào Đồ Lan Tâm, Long Tĩnh Nghiên, Tử Ngưng, Sở Doanh cùng nữ mặt đẹp bên trên. Chúng nữ thấy vậy, đều là không khỏi được hơi nhíu mày. Trung Tề Hiên không nhịn được phát ra một tiếng cảm thán nói, ta Trung Mỗ tự nhận duyệt nữ vô số, lại không nghĩ rằng, Diệp Huynh không chỉ có ở võ đạo làm ta kinh ngạc, liền ở người phụ nữ trên, cũng để cho ta tự thẹn không bằng à, thân là một người đàn ông, có thể có được các vị tiên tử nói, cho dù là chết, cũng có thể cười chúng chín cửu tuyền chứ. Long Tĩnh Nghiên mắt đẹp bên trong, thoáng qua một đạo dùng mình nói, ngươi là người phương nào? Nghỉ được ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Trước mắt tên nam tử này tử, rất mạnh, thậm chí có thể, thực lực vẫn còn ở Diệp Thần bên trên, nhưng, vậy thì thế nào? Các nàng đều là Diệp Thần người phụ nữ, cũng chỉ có Diệp Thần có thể cùng các nàng làm trò đùa thôi, những người đàn ông khác, cho dù là thiên thần, cho dù có áp đảo thế gian lực lượng, giống vậy không có cái này tư cách. Trung Tề Hiên nghe vậy cười nói, tại hạ Trung Tề Hiên, không biết Diệp công tử có thể ở bên trong tông. Đồ Lan Tâm lạnh lùng nói, Diệp thần không có ở đây, xin trở về đi. Không có ở đây. Trung Tề Hiên trong mắt, thoáng qua một chút bất đắc dĩ ý, bổn công tử tới một cái tìm hắn, hắn liền không có ở đây. Ha ha, xem ra, thật đúng là không khéo à. Một khắc sau, hắn trên mặt vậy không biết làm sao vẻ, quét một cái sạch. Lạnh như băng mở miệng nói, mời hồi. Như là muốn cho ta rời đi, cũng chỉ có, để cho Diệp thần quỳ xuống dưới chân ta thời điểm. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt âm hàn. Người này, lại dám đối với Diệp thần bất kính. Bọn họ từng cái cả người hơi thở phun trào, trong mắt sát ý cuồng bạo, nếu không phải biết mình cho dù liều mạng, vậy tuyệt không phải Trung Tề Hiên đối thủ, đã sớm không để ý hết thảy ra tay. Nhưng đột nhiên, Trung Tề Hiên trên gương mặt, thoáng qua một đạo nghiền ngẫm vẻ, thân hình một cái chớp động, liền đến Đồ Lan Tâm, Long Tĩnh Nghiên cùng nữ trước mặt, ánh mắt mập mờ nhìn chúng nữ nói, bất quá mà, nếu như mấy vị tiên tử, chịu cùng ta cùng nhau trở về, tại hạ, vậy không phải là không thể suy nghĩ một chút. Một đám thần cực tông đệ tử nghe vậy, đều là ánh mắt run rẩy, mặt hiện vẻ hoảng sợ. Cái này Trung Tề Hiên, thật là to gan à. Người nào không biết. Phụ nữ là Diệp thần nghịch lân. Nếu như lên tiếng châm chọc, mạo phạm Diệp thần, có lẽ, còn có thể có một chút sống sót cơ hội, nhưng nếu là đối với Diệp thần người phụ nữ động không nên có tâm tư. Vậy người này và chết cũng không có gì khác nhau. Không chỉ có như vậy, một khắc sau, Trung Tề Hiên lại là hét lớn một tiếng nói, Diệp thần. Ba cái hô hấp bên trong, tới thần cực tông gặp ta, nếu không, phụ nữ của ngươi, bổn công tử. Liền toàn bộ đều muốn mang đi. Cái này một tiếng quát to, tung lên cuồn cuộn sóng âm, lấy thần cực tông là trung tâm, hướng bốn phía mãnh liệt đi, ngay chớp mắt, liền chìm ngập toàn bộ thứ bảy thần quốc. Vô số võ giả, cũng là không dám tin nhìn về phía thần cực tông phương hướng, người này là ai? Lại, dám cầm người phụ nữ tới khiêu khích Diệp thần. Không biết Diệp thần ở trước đây không lâu đánh lui sáu liên hiệp quốc quân sao? Diệp thần, hiện tại cơ hồ có thể nói là thất đại thần quốc thanh niên đệ nhất cường giả à. Ngay tại toàn bộ thứ bảy thần quốc người cũng lấy là phát sinh sẽ có động trời chiến đấu chập chờn bộc phát ra, lập tức có thể nghe được Diệp thần tuyên cáo thiên hạ, mình uy nghiêm không người có thể dung chuyển lúc đó, đáp lại bọn họ cũng chỉ có yên lặng. Đây là thế nào? Diệp thần là bọn họ thứ bảy thần quốc kiêu ngạo, bị người như vậy khiêu khích, lại yên lặng. Bọn họ không biết là... Lúc này Diệp thần căn bản không ở thứ bảy thần quốc bên trong à, tự nhiên vậy không nghe được Trung Tề Hiên lời nói kia. Thần cực tông bên trong, Trung Tề Hiên chờ đợi chốc lát, nhưng vẫn không có đạt được bất kỳ đáp lại, vậy không thấy Diệp thần hiện thân, trong mắt vẻ khinh thường, hơn nữa đậm đà, mà có ở đây không tiếc sau đó, chính là thất vọng sâu đậm. Diệp thần là hắn đời người cái đầu tiên nhìn thẳng đối thủ, có thể hiện ở nơi này hắn công nhận yêu nghiệt. Lại không dám tiếp nhận mình khiêu chiến. Diệp thần thái độ làm cho Trung Tề Hiên tức giận. Hắn thần sắc bộc phát âm trầm xuống, bỗng nhiên, Trung Tề Hiên ánh mắt rơi vào Đồ Lan Tâm trên mình, hắn cười lạnh nói, ngươi hẳn là Diệp thần người phụ nữ chứ. Không biết, nếu như ta trực tiếp đối với ngươi ra tay, Diệp thần,
còn có thể hay không phải nhịn xuống. Tiếng nói vừa dứt, Trung Tề Hiên khoát tay, lại là trực tiếp hướng Đồ Lan Tâm duỗi đi. Đồ Lan Tâm mặt đẹp bên trên, thoáng qua vẻ hoảng sợ, lúc này, nàng dùng hết toàn lực, muốn né tránh, có thể ở Trung Tề Hiên vậy đưa tới bàn tay trước mặt, nhưng là ngay cả động đều không cách nào động một cái. Kim Thiên Ngạc, Dương Xích Nguyên các người thấy vậy, rốt cuộc lại cũng không cách nào kiềm chế đi xuống. Bọn họ tình nguyện chết, cũng không khả năng nhìn Diệp Thần người phụ nữ, ở bọn họ trước mắt chịu nhục. Kim Thiên Ngạc cả người kim viêm lượn lờ, mà Dương Xích Nguyên trong mắt cũng là xích mang lóng lánh, có thể, hai người chưa ra tay, chính là chợt miệng phun máu tươi, đảo phi nhi xuất. Trung Tề Hiên quét hai người một mắt, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, mà một đám thần cực tông đệ tử, chính là triệt để chấn động tùng. Cái này Trung Tề Hiên quá khủng bố. Mới vừa rồi, bọn họ rõ ràng cảm nhận được Trung Tề Hiên chẳng qua là thả ra một đạo hơi thở mà thôi. Ước chừng như vậy, liền đem thiên thần cảnh hai người cường giả bị thương nặng à. Mà lúc này, Trung Tề Hiên tay vậy sắp chạm tới Đồ Lan Tâm. Nhưng ngay khi trong một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên dừng lại mình động tác, khóe miệng lại là hơi dơ lên, cặp mắt bên trong nói năng tùy tiện vẻ, quét một cái sạch, chỉ còn lại có hừng hực thiêu đốt chiến ý. Một người nam tử, vô căn cứ xuất hiện ở Trung Tề Hiên sau lưng, thần sắc lạnh như băng. Người này, bất ngờ chính là từ Cửu Thiên Thần Long Điện chạy về Diệp Thần. Trung Tề Hiên xoay người, cân nhắc nhìn Diệp Thần nói, Diệp công tử, cuối cùng chịu hiện thân. Có phải hay không mỗi lần muốn gặp ngươi, đều phải đối với phụ nữ của ngươi ra tay à? Lúc này Diệp Thần, mặt không cảm giác, tựa hồ không có bất kỳ cảm tình chập chờn, nhưng, quen thuộc người hắn đều biết, Diệp Thần là thật tức giận. Nếu như, không phải bởi vì hắn nhìn ra được, mới vừa rồi Trung Tề Hiên cũng thật không có muốn đối với Đồ Lan Tâm hạ thủ, hắn thậm chí liền giải thích cơ hội, cũng không biết cho Trung Tề Hiên. Tiểu Hoàng rời đi, Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện sẽ để cho Diệp Thần nín một hơi à. Đó là cơn giận đốt trời. Hắn hướng về phía Trung Tề Hiên lạnh lùng nói, ta hiện tại cho một mình ngươi hô hấp thời gian, nói rõ ràng ngươi ý đồ, nếu không, ngươi biết chết. Trung Tề Hiên nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó cười ha ha một tiếng nói, đã không biết bao lâu, không có ai uy hiếp qua bổn công tử. Nháy mắt tức thì, Trung Tề Hiên cả người hơi thở, cũng làm cuồng bạo, hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, gần từng chữ quát to, bổn công tử, hôm nay chính là tới đánh bại ngươi, chứng minh ta mới là thất đại thần quốc đệ nhất thiên tài. Trung Tề Hiên trong tay, xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân đen trắng giao thoa trường kiếm, một đạo chí cường kiếm ý, từ trên trường kiếm, gào thét ra, thần cực tông bên trong đệ tử, ở kiếm ý này bao phủ dưới, chỉ cảm giác trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào, đều phải làm xuyên thủng. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, nhàn nhạt nói, kiếm ngươi cũng không tệ lắm. Quả thật cũng không tệ lắm, Trung Tề Hiên chân võ ý, coi như thượng thừa, đã cùng hắn kiếm đạo dung hợp được khá là hoàn mỹ, kém không nhiều, đã đạt đến thất đại thần quốc võ đạo đỉnh cấp cảnh giới, thậm chí, đều có siêu thoát tại thần quốc khuynh hướng. Nhưng là, vậy chỉ là cũng không tệ lắm mà thôi, không tính là quá tốt. Nguyên nhân chính là ở chỗ, Trung Tề Hiên kiếm, căn cơ có từng tia không yên, khả năng này thả tính cách, tâm tính và đi qua trải qua có liên quan. Ở Diệp Thần không có xuất hiện trước, Trung Tề Hiên đối với võ đạo, luôn có một loại không quá nghiêm túc đối đãi, bất cần đời cảm giác. Chính là một điểm này trong thái độ khác biệt, tạo thành hắn kiếm ý bên trong chỗ sơ hở. Mặc dù, Trung Tề Hiên đã bắt đầu thay đổi, nhưng, giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, kiếm ý nào có như vậy dễ dàng đền bù, điều chỉnh. Coi như sau này, hắn có thể làm được, cũng cần gấp mấy lần tại hắn hôm nay ở võ đạo đầu nhập thời gian. Có thể Diệp Thần câu này cũng không tệ lắm, nhưng là để cho vẫn luôn có chút lạnh nhạt Trung Tề Hiên, cả người máu sôi trào, trong mắt lửa giận, đều phải đem không khí đốt. Hắn tuy có chút nói năng tùy tiện, nhưng cũng là thứ thiệt thiên tài. Thiên tài lại há không hề kiêu ngạo đạo lý. Trung Tề Hiên là vượt xa thường nhân cực kỳ yêu nghiệt, niềm kiêu ngạo của hắn giống vậy cũng không phải người khác có thể so sánh. Kiếm của mình, ở Diệp Thần xem ra chỉ là cũng không tệ lắm. Hơn nữa, một bộ trên cao nhìn xuống hình dáng, tiến hành chấm điểm. Cái này hoàn toàn xúc phạm Trung Tề Hiên tự ái. Hắn uy nghiêm cười một tiếng nói, cũng không tệ lắm.
hy vọng ngươi tiếp ta một kiếm này sau đó, còn có thể nói ra những lời này. Một khắc sau, Trung Tề Hiên trường kiếm trong tay, bộc phát ra đen trắng lưỡng sắc quang mang, giống như phải đem toàn bộ vũ trụ xuyên thủng vậy, lấy nhanh như chớp thế, hướng Diệp Thần hung hăng chém tới. Một kiếm này oai, cơ hồ muốn cho hao phí vô số người lực vật lực, mới vừa lần nữa khôi phục núi thần, lần nữa sụp đổ. Vô số thần cực tông đệ tử, đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ thậm chí cảm giác Trung Tề Hiên một kiếm này, so với khổng trì ma hóa sau công kích, càng kinh khủng hơn, cường hãn hơn à. Diệp Thần mặc dù chiến thắng khổng trì, nhưng, quá trình tuyệt đối không gọi được ung dung, đối mặt Trung Tề Hiên một kiếm này, bọn họ nguyên bản vậy đối với Diệp Thần 10 phần lòng tin, cũng không khỏi có chút động đung đưa. Dẫu sao, Diệp Thần mặc dù tiến bộ thần tốc, nhưng trong khoảng cách lần hắn cùng khổng trì giao thủ, cũng không có đi qua bao lâu chứ. Bọn họ rất khó tưởng tượng, Diệp Thần lại có tăng lên. Đồ Lan Tâm các người mặt đẹp bên trên, vậy tràn đầy khẩn trương, lo âu. Nói không chừng, lần này đối mặt cùng làm người tộc Trung Tề Hiên, Diệp Thần, ngược lại hơn nữa nguy hiểm. Nhưng mà, đối mặt một kiếm này, Diệp Thần thần sắc, lại không có bất kỳ thay đổi, Trung Tề Hiên quả thật rất mạnh. Bàn về tu võ thiên phú, có thể nói tuyệt thế. Dĩ nhiên, đó là không cùng mình so sánh điều kiện tiên quyết. Bất quá, Trung Tề Hiên mặc dù mạnh, nhưng, so với đỉnh cấp kỳ huyền cơ nguyệt phân thân vẫn còn có chênh lệch không nhỏ, dẫu sao, vực ngoại và thượng giới võ đạo, cùng thần quốc là khác xa lắc xa lơ. Đối phương cố nhiên thiên thần cảnh tầng 5 thiên hơi thở, nhưng là hơi thở này, cực kỳ không yên. Mà hôm nay, nắm giữ chiến đấu tiết tấu, cùng với Diệt Thiên kiếm quyết, lại hấp thu Tử Tiêu đá, hơn nữa bước vào hỗn độn cảnh Diệp Thần, cho dù không có kiếm hồn và bất diệt long đế trợ giúp, thực lực cũng là bạo tăng. Không nói nhất định có thể đánh bại Triệu Thiêm và Huyền Cơ Nguyệt vậy đạo phân thân, nhưng, mặt đối thiên thần cảnh trung kỳ võ giả, có thể nói, Diệp Thần cũng có sức tự vệ nhất định. Còn như trước mắt căn cơ bất ổn thiên thần cảnh tầng 5 thiên. Chỉ có hai chữ. Nghiền ép, cổ tay hắn lột, nắm sát kiếm, một kiếm chém ra. Nguyên bản cơ hồ phải đem núi thần lần nữa đè tháp kiếm ý, nhưng ở Diệp Thần một kiếm này chém ra ngay tức thì, khoảnh khắc tiêu tán. Thần cực tông các đệ tử, đều là ngẩn ngơ, ngay sau đó, mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Kia kiếm ý, làm sao biến mất? Kiếm ý biến mất, có hai trường hợp. Một, thi triển kiếm ý người, chủ động thu liếm. Cái này dĩ nhiên là không thể nào, Trung Tề Hiên đang trong chiến đấu, làm sao có thể chủ động thu liễm kiếm ý. Vậy, cũng chỉ có loại tình huống thứ hai. Đó chính là Trung Tề Hiên kiếm ý, bị cường đại hơn võ đạo ý vận, nơi chấn áp à. Bị Diệp Thần kiếm ý nơi chấn áp. Nhưng lúc này, một đám thần cực tông đệ tử, đều là mặt hiện nghi ngờ, vẻ không hiểu. Tại sao? Bởi vì... Có thể trấn áp Trung Tề Hiên kiếm ý võ đạo ý vận, tất nhiên là cực kỳ khủng bố, cường đại, có thể bọn họ ở Diệp Thần một kiếm này bên trong, nhưng là cái gì cũng không có cảm nhận được. Bọn họ không có cảm nhận được, Trung Tề Hiên nhưng cảm nhận được. Trung Tề Hiên con người điên cuồng run rẩy, nguyên bản trên gương mặt kiêu ngạo, chiến ý, tức giận vân. Vân, toàn bộ tiêu tán, lưu lại, chỉ có sợ hãi. Thi triển Diệt Thiên kiếm quyết sau đó. Diệp Thần kiếm ý, lần nữa có tăng lên, đã không phải là thông thường thần quốc võ giả, có thể cảm giác tầng thứ. Chỉ có xem Trung Tề Hiên như vậy thiên tài, mới có thể lãnh hội Diệp Thần kiếm ý bên trong lực lượng, có bao nhiêu hoảng sợ. Điều này sao có thể? Trung Tề Hiên nội tâm, không bị khống chế dao động. Hắn đột phá thiên thần cảnh tầng 5 trời, không phải là đem Diệp Thần hung hăng dẫm ở dưới chân sao? Nhưng vì cái gì? Đối mặt Diệp Thần một kiếm này, sợ sẽ là mình à. Nguyên bản đột phá đến thiên thần cảnh tầng 5 thiên kiêu ngạo, vui sướng, ở một kiếm này trước mặt, hoàn toàn biến thành hư ảo, Diệp Thần một kiếm, để cho cái này đã từng ngạo thị một cái thời đại yêu nghiệt, hoàn toàn nhận thức được mình nhỏ bé. Lúc này, đứng ở Trung Tề Hiên trước mặt Diệp Thần, phảng phất hóa thành một tòa núi cao. Một tòa cắm thẳng vào thanh vân, cao không thể leo tới núi cao. Hì hục một tiếng kim thiết giao minh sau đó, Trung Tề Hiên trường kiếm trong tay, lại là trực tiếp rời tay bay ra, mà hắn cả người, cũng là trong miệng máu tươi ói như điên, giống như đạn đại bác vậy đảo phi nhi xuất,
tiếp liền đụng nát sau lưng đếm ngọn núi lớn, mới trùng trùng ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt. Một đám thần cực tông đệ tử, đều là mặt hiện vô cùng rung động vẻ. Vậy nhìn như, mạnh đến có thể đem thần quốc đánh nát một kiếm, cứ như vậy bị Diệp Thần tiện tay chân áp. Bọn họ cảm giác, mình đầu óc có chút không đủ dùng. Diệp Thần thực lực, lại là lại có tăng lên không nhỏ, cái này mới qua bao lâu à? Thật là sợ hãi đến trời long đất lỡ. Mà Diệp Thần thân hình chớp mắt, ngay tức thì xuất hiện ở Trung Tề Hiên trước người, mắt nhìn xuống hắn, lạnh giọng nói, người biết mình sai ở nơi nào sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 153.